Chương 2980, thái độ khác thường của cái lão hổ. Chủ tịch huyện Chu, vẫn là một câu nói anh có chứng cứ hay không? Nếu không anh có nói nữa cũng vô ích, mà chuyện ma quỷ của Sơn Trang Chu Tước cũng đã có từ vài chục năm nay rồi. Điều này người Hoành Không cũng đã biết rồi, anh nói đi chủ tịch Chu, có phải là có chuyện này không? Bao Nghị hôm nay đúng là mạnh bạo. Việc này, Chu Nhất Đán không nói được gì. Lẽ nào chủ tịch Chu vẫn chưa nghe đến chuyện đó sao? Hôm nay trước mặt chủ tịch bố, cùng các vị lãnh đạo trong tỉnh, mời anh cứ nói ra sự thật, anh có biết hay không? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, điều tra là rõ liền. Diệp Phàm hừ nói, ép đến cùng. Cũng nghe nói qua việc này rồi, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn thôi. Trên đời này làm gì có quỷ, chẳng qua là có một số người sợ, nhát gan nên nói vậy. Cái đó thì có thể chứng minh điều gì chứ, chẳng nói lên gì cả. Chu Nhất Đán đỏ mặt nói. Lời đồn mà lại có thể truyền lại suốt mấy chục năm sao? Mà trước kia không phải cũng có người bị đánh sao, những người đó giờ vẫn ở Trấn Hoành không, hay là mời họ đến hỏi? Mười mấy năm trước khi Bí Thư Diệp và tôi còn chưa đến Hoành không, nên không thể nói là chúng tôi ngầm dở trò được. Chẳng nhẽ hai chúng tôi lại không có việc gì làm hay sao? Bao Nghị nói ra đột nhiên cười toáng lên. Chuyện lúc đó không giống như bây giờ cần phải đối chiếu. Đây rõ ràng là hành vi có âm mưu mà. Cục trưởng Cục Công an cái phi của huyện Hoàng Cương chen vào phản kích. Ha ha, như thế chỉ có thể chứng minh là các anh đã phạm phải việc đối kỵ với quỷ mà thôi, người ta chuyên đánh người xấu thôi có phải không? Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, là một đảng viên, lẽ nào anh cũng mê tín như vậy? Chu Nhất Đán tức giận đến đỏ mặt tía tai. Sao nói như thế, đó mà là mê tín sao? Chủ tịch Chu, đừng có lung tung thế. Bằng không tôi sẽ nói với chủ tịch bố là anh đã bịa đặt lời nói của tôi đó. Diệp Phàm hừ nói. Việc này chúng ta không nói đến, hãy nói về chuyện của tập đoàn Tinh Đại trước đã. Lưu Tiêu Thành vừa thấy đã liền lên tiếng, quay ra hỏi Diệp Phàm. Bí thư Diệp, anh nghĩ thế nào? Đầu tiên, các anh không hề nói với Hoành Không chúng tôi một tiếng mà đã tự mình ký kết hợp đồng với tập đoàn Tinh Đại để khai thác núi Thông Thiên, như vậy đã là vi phạm quy định. Mặc dù các anh nói là hợp đồng đó được ký trước khi trên tỉnh có công văn xuống, nhưng cũng không thể bỏ qua được chúng tôi đang nắm giữ Thông Thiên có phải không? Chúng tôi không phải không đạt tình đạt lý, nhưng các anh lại chỉ trích tôi rằng đã ngầm âm mưu thủ đoạn lại với các anh. Chuyện không có chứng cứ thế này mà anh cũng có thể nói ra sao, tôi cũng nói thật với các anh, Diệp Phàm tôi không thèm chơi trò tiểu nhân đó. Còn nữa, việc của các anh không cần biết đến quyết định của chính quyền. Nhưng tôi muốn nói với người xa lạ. Các anh đúng là không biết sao. Diệp Phàm nói đến đây liền đập bàn, nhìn Chu Nhất Đán nói. Đồng chí Chu Nhất Đán, anh phải nói rõ ràng, mấy ngày trước khi chính quyền còn chưa tuyên bố là Hoành Không quản lý Trấn Hoành Không, các anh có phải đã biết rằng chính quyền có quyết định đó không? Nói. Bố Hoa Thanh vừa nghe, đúng là muốn tức điên rồi, không ngờ Chu Nhất Đán lại sửng sốt nói. Chúng tôi biết. Ai nói cho anh biết? Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến bố Hoa Thanh kia. Lập tức ép đến cùng, đương nhiên là đã dùng hóa âm mê thuật rồi. Giờ đã là thập nhị đẳng rồi, hóa âm mê thuật đột nhiên lại phát huy tác dụng. Ngày đó Bí Thư Lưu đã có nói với chúng tôi. Chu Nhất Đán đã không kịp điềm tĩnh, lại thốt ra. Lập tức toàn hội trường đã ổ lên. Đồng chí Chu Nhất Đán, tôi nói với anh chuyện này bao giờ? Đó là quyết định của tỉnh ủy, mà lại còn là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy đó. Việc này... Tất cả đều là bí mật trước khi tuyên bố ra, Lưu Tiêu Thành tôi có bao giờ được tham gia vào hội nghị cấp cao đâu. Việc này, sao có thể biết được chứ, có phải anh đã quá hồ đồ rồi không? Lưu Tiêu Thành đã tức rồi, môi cũng run lên, người không kiềm chế được, đứng lên. Tôi, khi nãy tôi có chút hồ đồ, nói sai rồi, chúng tôi chưa hề nghe nói đến. Chu Nhất Đán đã phản ứng lại, nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Chủ tịch bố. Đồng chí Chu Nhất Đán đúng là có vấn đề, lúc nói thế này, lúc nói thế kia. Rõ ràng là biết ngay cả bên ngoài cũng biết sao, hiện giờ lại lật lọng không thừa nhận, đồng chí này rất không thành thật. Là chủ tịch huyện Hoàng Cương, là một chủ tịch quản lý mấy chục nghìn người, là một đảng viên lão thành sao lại có thể không thành thật như vậy được. Mà khi nãy các vị ngồi ở đây cũng đã thấy, Diệp Phàm tôi có dùng thủ đoạn gì đâu, chính là anh ta tự nói ra mà. Đồng chí Chu Nhất Đán lại có thể không thành thực như vậy sao? Diệp Phàm nói đến đây nhìn bố Hoa Thanh một cái, nói.
có phải cần giải quyết không, bằng không có đồng chí như thế, thì hình tượng cán bộ của chúng ta chắc chắn là hỏng rồi. Chủ tịch Bố, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Khi nãy đã nói sai rồi, chứ không phải Chu Nhất Đán tôi không thành thực. Chu Nhất Đán tôi là người trung thành, đã là đảng viên lão thành bao nhiêu năm rồi, tôi biết được tính quan trọng của việc thành thật. Chu Nhất Đán tối sầm mặt lại. Nói sai, nói vậy cũng được sao? Anh nói rằng đó là cái tật nói của anh mà được à, về viết bản kiểm điểm cho tôi, rồi còn phải học ăn nói đi, thật không ra sao? Bố Hoa Thanh cũng không còn cách nào, đành phải xử lý nhẹ thôi. Bằng không Diệp Phàm chắc chắn sẽ bám giết lấy việc này không tha. Nhưng Chủ tịch Bố cũng chỉ ám chỉ là ý tật nói sai của anh ta thôi. Nếu là nói sai thì những lời mà Chu Nhất Đán nói sẽ không phải sự thật. Chủ tịch Bố, Chủ tịch Chu không phải là nói sai. Ông ấy nói đều là sự thật. Việc này đồng chí Lưu Tiêu Thành trước khi ký hợp đồng cũng đã biết rồi. Có thể thấy những đồng chí ở huyện Hoàng Cương cũng không coi quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh là gì rồi. Điều này có khác gì so với việc giải phóng mặt bằng để rồi nhận tiền bồi thường? Loại hành vi này là không thể được, rõ ràng là lại làm ngược lại, việc này nếu như nói rộng ra chính là khinh thường quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn nhẹ hơn tức là tư chất và tác phong làm việc của ai đó có vấn đề. Diệp Phàm cũng không thể bỏ qua vấn đề của hai người này. Đồng chí Diệp Phàm, nói ra thì cũng phải có chứng cứ chứ. Anh lại muốn hủy hoại Lưu Tiêu Thành tôi là có ý gì? Chủ tịch Bố, tôi thấy có đồng chí đang có vấn đề về tư tưởng. Là một cán bộ đảng, không hề có căn cứ mà lại dám nói ra. Lưu Tiêu Thành tức rồi, đã xông ra nói lại Diệp Phàm. Vừa rồi chính mồm đồng chí Chu Nhất Đán đã nói rồi đó thôi, cái này gọi là không có căn cứ sao? Bao Nghị cũng hừ nói. Bí thư Lưu chắc cũng không thể nói các vị lãnh đạo ở đây đều mù, đều điếc chứ. Đúng vậy, lúc này đều có những tiếng nói xôn xao lên. Tôi không biết bản chất của bí thư Lưu rốt cuộc là thế nào. Nói ra rồi còn không nhận, còn phải là đảng viên không? Cung Trường Hỷ cũng lên tiếng rồi. Đó chỉ là đu đồng chí Chu Nhất Đán tức thì hồ đồ, nếu như Lưu Tiêu Thành tôi nói cục trưởng Bao Anh giết người thì người khác có tin không? Nếu như theo logic của đồng chí Diệp Phàm thì người ta chắc chắn sẽ tin. Mà nếu thế thì anh đã phạm tội giết người rồi. Lưu Tiêu Thành tím mặt, lại phản lại. Đồng chí Lưu Tiêu Thành, anh nói thế là không được. Bao Nghị tôi khi nào đã trở thành tội phạm giết người rồi? Là bí thư huyện ủy Hoàng Cương, những chuyện không căn cứ thế này mà anh cũng có thể nói ra được sao? Chúng ta hãy nhân cơ hội có cả bí thư cái ở đây để phân rõ ràng. Bí thư cái, anh nói xem, có phải đồng chí cấp dưới của anh có vấn đề không? Đúng là bừa bãi. Thậm chí những lời đó mà cũng nói ra được. Bao Nghị lấy được khí thế, mũi súng lại chĩa về cái Thiệu Trung rồi. Đồng chí Tiêu Thành đã quá lo lắng rồi, nhưng anh ta cũng chỉ là lấy ví dụ, Bao Nghị anh đừng quá tức giận, chỉ là ví dụ thôi mà. Cái Thiệu Trung nói, nhưng vấn đề của anh và Chu Nhất Đán lại không giống nhau. Anh chỉ là lấy ví dụ, còn khi nãy đồng chí Chu Nhất Đán lại như đã điều tra rồi. Bí thư cái, tôi đúng là bị oan. Cái tật nói sai của tôi vẫn thế. Chủ tịch Bố cũng đã nói rồi mà. Chu Nhất Đán vừa nghe đã lo lắng, nói ra rất to. Đồng chí Nhất Đan, nói thì phải khách quan chứ. Lúc nào tôi đã thừa nhận, đã nói là anh có tật nói sai, đúng là vớ vẩn. Bố Hoa Thanh cũng có chút tức giận, không ngờ anh lại kéo tôi vào à, bố Hoa Thanh này không ngu như vậy đâu. Mà khi nãy rõ ràng là thất sách của Chu Nhất Đan, việc này nếu thay đổi thì cũng chỉ có thể là cục diện xoay mà thôi. Nếu muốn quay lại, thì chẳng phải là bố Hoa Thanh tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong các đồng chí cấp dưới sao? Bí thư cái. Chu Nhất Đán tội nghiệp nhìn cái lão hổ, hy vọng ông ta có thể ra tay giúp. Khi nãy anh nói chính xác là bị bệnh nói sai sao? Cái Thiệu Trung nghiêm túc hỏi. Đúng là tôi đã nói sai, nhất thời hồ đồ, nói sai rồi. Chu Nhất Đá như cây cỏ cuối cùng được cứu. Vớ vẩn. Cái Thiệu Trung lại bệnh cũ. Đập bốp cái lên bàn, chỉ vào Chu Nhất Đán nói. Hai người anh, hai người lão thành đảng viện cái gì là trung thực đều không biết sao. Bí thư cái, chuyện này tôi cũng không hiểu, chúng tôi hình như chẳng có chỗ nào là không thực sự cầu thị cả. Lưu Tiêu Thành không vui vẻ gì, nói. Đồng chí Tiêu Thành, tỉnh ủy đã thảo luận về tập đoàn Hoành không xong đã có quyết định. Mà chủ tịch Khúc còn đích thân gọi điện thoại cho tôi. Căn dặn tôi, yêu cầu tôi phải cho hạng Nam chuẩn bị tốt.
để có thể làm lại việc quy hoạch khu vực hành chính trong thành phố. Mà không phải tôi đã nhắc hai anh, đã gọi hai anh đến văn phòng rồi dặn dò rồi sao? Nếu là quyết định của tỉnh, chúng ta chỉ có thể phục tùng vô điều kiện thôi. Về việc này tôi đã dặn dò hai đồng chí về để làm tốt công tác chuẩn bị, đồng chí Tiêu Thành, đồng chí Nhất Đán, cái Thiệu Trung tôi có nói thế không? Hôm nay hai người lại làm gì ở đây? Rõ ràng là làm, tôi sẽ phải phê bình tư tưởng này của các anh. Không thể chấp nhận được. Cái Thiệu Trung nghiêm túc nói. Toàn hội nghị liền trừng mắt, lẽ nào cái Thiệu Trung đang giúp Hoành không sao? Đồng chí Thiệu Trung, anh đúng là đã nhắc nhở hai người họ sao? Bố Hoa Thanh vừa nghe đã liền cho mày, nhanh chóng nhắc nhở cái Thiệu Trung, nhắc rằng anh đừng có làm nhầm đối tượng. Đương nhiên cái Thiệu Trung sắp đến Hoành không, điều này bố Hoa Thanh biết, nhưng cũng không thể quá mức như thế được. Chương 2981, hai vị lãnh đạo huyện thật thảm. Chủ tịch bố, anh hỏi hai người họ xem. Cái Thiệu Trung hừ nói, không nể nang gì rồi. Đồng chí cái Thiệu Trung có nhắc nhở hai đồng chí không? Bố Hoa Thanh rất tức giận, âm thanh cũng không hề nhỏ. Cảm thấy quyền uy của mình đã bị khiêu chiến vô hạn. Trước là Diệp Phàm, giờ lại đến cái Thiệu Trung cũng không nói lại được. Đương nhiên bố Hoa Thanh cũng biết những ngày sau này cái Thiệu Trung sẽ đến Hoành không. Nhưng giờ bố Hoa Thanh tôi đang ở đây, anh không thể không nể mặt được. Tôi, việc này, tôi. Chu Nhất Đán nhìn cái Thiệu Trung, lại nhìn bố Hoa Thanh. Cái Thiệu Trung này nói có vẻ không đúng sao. Cái Thiệu Trung tức điên lên rồi. Chủ tịch bố, bí thư cái, việc này đúng là chúng tôi thật sự là không nhớ rõ rồi. Lưu Tiêu Thành có chút can đảm nói. Ha ha ha, nếu không nhớ thì thôi, có thể đồng chí Thiệu Trung cũng nhất thời không nhớ ra. Vốn cũng muốn truyền đạt lại chỉ thị của chủ tịch Khúc, yêu cầu huyện Hoàng Cương chuẩn bị sớm nhưng không ngờ sau lại không nhớ nên không truyền lời. Việc này, ôi, nếu nói sớm thì cũng không phiền phức phải không đồng chí Thiệu Trung. Bố Hoa Thanh nhìn, cười nói, tự nhiên như muốn hung hăng đánh vào mặt cái Thiệu Trung. Vâng, đúng là không còn nhớ rõ nữa rồi. Chu Nhất Đán cũng phản ứng lại, nếu chủ tịch bố có thể thay đổi thì cũng có thể bỏ qua cả cái Thiệu Trung. Các anh, đúng là khốn nạn. Cái Thiệu Trung tức giận. Hôm đó hai anh đến văn phòng tôi còn có bao nhiêu đồng chí khác ở đó. Chúng tôi đúng là có đến văn phòng của bí thư nhưng đồng chí không hề nói rằng Trấn Hoành không phải quy về tập đoàn Hoành không quản lý. Lúc đó tôi còn nhớ vấn đề đang được bàn đến chính là huyện Hoàng Cương sẽ ủng hộ bao nhiêu cho đại lộ Tinh Huy. Lưu Tiêu Thành nói dối trắng trợn, hôm nay dù sao cũng đắc tội với cái Thiệu Trung rồi, nên có đâm một đao nữa. Đúng vậy, sau khi chúng tôi đến còn bàn một lúc lâu. Huyện Hoàng Cương cũng không giàu có gì, nhưng bí thư cái đã ra chỉ tiêu quá nặng, chúng tôi không thể gánh vác được. Nói trắng ra công trình đại lộ Tinh Huy tuy tốt có tốt nhưng chỉ là huyện chúng ta nghèo. Chu Nhất Đán cũng kết hợp với Lưu Tiêu Thành nói. Khốn nạn! Cái Thiệu Trung tức đến đỏ mặt tía tai. Không ngờ hai tên này lại dám đối đầu với việc ở Hoành không. Đây chính là hành vi khiêu khích nghiêm trọng. Bí thư cái, hai chúng tôi là đảng viên, là cán bộ đảng. Là cán bộ cấp nhà nước mà tổ chức đã giao. Chúng tôi không phải kẻ khốn nạn. Nếu bí thư nói cũng nên có văn minh một chút. Lưu Tiêu Thành ngôn từ sắc bén nói. Bốp! Một tiếng vỗ tay vang trời. Mọi người đều quay lại nhìn, chính là Diệp Phàm đang vỗ tay. Thật vui, đúng là rất vui. Những chuyện không thể tưởng tượng ra được mà hai vị của Hoàng Cương cũng nói ra được. Diệp Phàm vừa vỗ tay vừa nói. Nghiêm túc đi đồng chí Diệp Phàm, cái gì gọi là vô căn cứ, nói không đúng chứ. Hôm nay anh phải nói rõ ràng, bằng không bố Hoa Thanh tôi sẽ phê bình anh. Bố Hoa Thanh cũng không muốn Diệp Phàm xông trận. Việc này có phải chủ tịch bố cho rằng đồng chí cái Thiệu Trung không truyền đạt chỉ thị của chủ tịch Khúc không? Diệp Phàm hỏi. Hai người của Hoàng Cương đều đã nói là không có chuyện đó rồi, đồng chí Diệp Phàm lẽ nào còn muốn nghe lại nữa mới rõ. Việc không nói này nếu như đồng chí Diệp Phàm anh có tai nghìn dặm thì cũng không nghe được phải không? Bố Hoa Thanh thản nhiên châm chọc. Đúng hay sai, sự thật vẫn là sự thật, tôi không thể gạt bỏ. Diệp Phàm tôi thật sự không ngờ rằng hai đồng chí này lại có tài nói dối như vậy. Những đồng chí này còn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ lãnh đạo cả mấy chục nghìn dân không? Bí thư cái nói chẳng sai gì cả, hai người họ đúng là lũ khốn nạn, thế mà còn tự nói rằng mình không phải thế. Cách nhìn của tôi chính là hai người họ không bằng đống phân, đương nhiên nếu nói là bằng thì cũng được. Diệp Phàm hừ nói, đột nhiên nhìn chủ tịch tập đoàn Tinh Đại Trương Lệ Tinh nói.
Chuyện này tôi tin rằng trước khi hợp đồng được ký Chủ tịch Trương đây cũng đã biết chuyện này, vậy xin mời anh nói ra đi. Chủ tịch Trương, anh muốn nói gì? Lưu Tiêu Thành cắn răng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lệ Tinh. Ha ha, trước khi ký kết hợp đồng, Chủ tịch Chu và Phó Chủ tịch Vạn cũng đã nói thấy điều kiện mà chúng tôi đưa ra quá hà khắc. Nhất thời đã nói ra, nói là không lâu sau tập đoàn Hoành Không sẽ quản lý Trấn Hoành Không. Bằng không họ không thể ký hợp đồng đáp ứng điều kiện của chúng tôi như thế. Lời này, ha ha, mấy đồng chí bên công ty tôi cũng đã nghe thấy cả. Lúc đó vì để an toàn nên tôi cũng đã ghi âm lại. Để tránh khiến người ta đổi ý. Tôi bảo người ghi âm lại cũng không đúng nhưng may thật bằng không giờ tôi đã không nói ra được rõ ràng. Trương Lệ Thành cười nói. Chủ tịch Trương, không được nói lung tung. Lưu Tiêu Thành lo lắng nói. Tôi đâu có nói lung tung, nếu không để tôi mở ra nghe, không tin cứ để mọi người nghe xem. Trương Lệ Tinh không sợ Lưu Tiêu Thành. Anh! Lưu Tiêu Thành đang đỏ mặt chuyển thành xanh, rồi lại thành trắng bệch, cuối cùng cũng ho sặc sụa, mọi người khẩn trương dìu ông ta vào nhà vệ sinh. Sau đó quay lại, cái Thiệu Trung nghiêm mặt nói. Tôi đại diện cho thành phố Hạng Nam, tạm thời cách chức đồng chí Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán để điều tra. Bố Hoa Thanh cũng không tiện lên tiếng, có lên tiếng cũng chẳng biết phải nói gì. Trương Lệ Tinh, anh làm thế này không thể sống được. Tôi cũng xem xe, tập đoàn Hoành Không có thể cho anh cái gì. Cho anh thứ gì mà anh lại làm thế? Chu Nhất Đán nghiến răng mắng chửi. Tôi vẫn sống tốt đấy thôi, chỉ là các anh đen đủi. Nếu như huyện Hoàng Cương anh không thực hiện hiệp ước thì chúng tôi hoàn toàn có quyền tố cáo mà. Đến lúc đó trên hợp đồng còn nói rất rõ ràng, người nào vi phạm sẽ phải bồi thường 20% tổng giá trị hợp đồng. Chúng ta đã ký hợp đồng với tổng vốn là 200 triệu, nên 20% nó sẽ là 40 triệu. Chủ tịch Chu, chắc anh phải chuẩn bị một khoản tiền đi. Tôi cho anh thời gian một tuần, nếu như những dự án này mà anh không làm được thì các anh phải bồi thường đi. Đã nói hết ở trên rồi, thiếu một chữ là không thể được. Trương Lệ Tinh bắt đầu lộ ra vẻ người làm ăn, giết người không thấy máu. Trương Lệ Tinh, anh đúng là khốn nạn. Chủ tịch Chu không đứng vững nổi rồi, bộp một tiếng, liền ngất xỉu ngay trên sàn. Mau gọi xe cứu thương. Bố Hoa Thanh nói. Để tôi xem. Diệp Phàm tiến hên, bắt mạch một chút, đột nhiên vỗ nhẹ lên vai Chu Nhất Đán nói. Dậy đi đồng chí Chu Nhất Đán, đừng giả bộ nữa, khó chịu lắm đó. Tôi làm sao thế này? Chu Nhất Đán tỉnh lại, giả vờ mơ hồ không biết gì. Nhưng mọi người đều đã nhìn ông ta. Anh cứ giả bộ đi, đúng là khiến bộ mặt lãnh đạc Hạng Nam này xấu hổ rồi. Chủ tịch bố, tôi đi ra đây trước. Cái Thiệu Trung tối sầm mặt. Bố Hoa Thanh cũng gật đầu, nói là không có việc gì nên cũng đi. Ha ha ha, anh Diệp đúng là như thần mà. Khổng Ý Hùng cười hi hi. Đấy người ta gọi là đại khí phách. Bao Nghị cười nói. Lúc trước khi tôi nói với anh về chuyện này, anh đã chuẩn bị rồi đúng không ạ? Khổng Ý Hùng có ý thăm dò. Rất đơn giản mà, làm gì có kiểu tiền đến miệng còn không thích. Nếu như huyện Hoàng Cương ra tay trước như thế thì chắc chắn là phải trả giá rồi. Chuyện này giờ đã xong rồi. Chủ tịch Trương đúng là bị ép, chỉ cần chúng ra ép một chút là dự án của họ không thành rồi, huyện Hoàng Cương phải bồi thường đến 40 triệu rồi. Mấy ngày nay kiếm được khoản tiền đó, chủ tịch Trương có chút hồ đồ sẽ có thể phối hợp với chúng ta đó. Đến lúc đó, không phải là chủ tịch Trương làm mà ông ấy còn hy vọng là chúng ta đàn áp không làm được. Diệp Phàm cười nói, đó là đương nhiên rồi, chẳng làm gì mà đã có đến 40 triệu rồi. Nếu mà làm tốt việc này thì có ai không muốn làm chứ? Khổng Ý Hùng nói. Có lẽ Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán không thọ được ở Hoành Không rồi. Việc này chắc chắn sẽ lại khổ người đến sau thôi. Bao Nghị nói. Đắc tội với cái Thiệu Trung, hai người đó chắc chắn chết rồi. Khổng Ý Hùng vui mừng nói. Ăn xong cơm. Kế Vĩnh Viễn, Diệp Phàm và Trương Hùng ba người đang ngồi uống trà, nói chuyện. Thế việc bên đó đã xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Cũng tương đối, chúng tôi đã cho người điều tra rồi. Nghe nói Vân Hùng còn có con cháu gì ở Hoành Không? Nói là ngay lập tức về rồi, nhưng người đàn bà tiền mị kia lại làm trò quỷ. Nói là vô duyên vô cớ mà cháu gái người ta ra tay là không phải. Rất có khả năng là tài sản của Nhãn Hồng Vân, đó là một âm mưu. Vân Hùng vừa nghe đã do dự, bởi vì việc này đã xảy ra mấy lần rồi. Nhưng Vân Hùng đã yêu cầu chúng ta là lấy máu của người con gái kia để đi xét nghiệm,
Trương Hùng nói. Vân Hùng có nói sao năm đó lại xảy ra chuyện với vợ cả Mộc Hà Hương không? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy nói cứ đi xét nghiệm trước đã rồi mới nói, có thể giờ còn chưa tin tưởng chúng ta. Trương Hùng nói. Nhiệm vụ này không phải của Diệp Phàm thì còn ai có thể làm được nữa? Trương Hùng chắc chắn không đánh nổi cô ấy rồi. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Vậy được, tôi sẽ tìm cơ hội lấy của cô ấy ít máu. Diệp Phàm không từ chối. Anh Diệp, tôi có một cách. Trương Hùng đột nhiên nói. Ừ, nói ra xem nào. Diệp Phàm nói. Tài sản của tập đoàn Hoa Tinh của Vân Hùng có đến mấy tỷ USD, nghe nói là ông ta làm về mảng du lịch. Trương Hùng cười nói. Ý anh muốn nói là chúng ta khiến cho ông ấy sẽ đầu tư vào khi du lịch thông thiên sao? Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Ha ha, chỉ dựa vào 200 triệu của tập đoàn Tinh Đại là không đủ. Nếu như có tập đoàn Hoa Tinh trợ lực thì chắc chắn dự án của chúng ta sẽ làm được, như vậy tài chính sẽ cuồn cuộn mà đến rồi. Trương Hùng cười nói, có lẽ có chút khó khăn, tôi nghĩ nếu như Mộc Nguyệt Nhi nhận ông nội, thì có thể còn có hy vọng. Hoành Không của chúng ta chính là ân nhân của cô ấy rồi. Diệp Phàm cười nói, tán gẫu thế đủ rồi, đêm rồi, Diệp Phàm cũng đi vào phòng ngủ. Mở cửa, Diệp Phàm liền quan sát, dùng mắt ưng nhìn qua một lượt. Thật là, Mộc Nguyệt Nhi đúng là táo bạo, không ngờ lại trốn dưới gầm giường, cô ấy muốn làm gì, Diệp Phàm suýt nữa cười thành tiếng. Chương 2982, đùa giỡn. Vì vậy, bất lộ thanh sắc, cởi quần áo ra. Tắm giặt một cái rồi ngủ, nghe nói ở trên mạng có thông tin, ngủ nút rất thoải mái, tối nay tôi cũng thử xem. Diệp Phàm tự nói một câu, sau đó cởi nốt chiếc quần đùi ra, hơn nữa, còn đứng lên ngồi xuống mấy chục cái trước giường. Diệp Phàm còn tự mình sờ soạng cái kia của mình cười nói, cái này dường như lại khỏe hơn rồi, phụ nữ phải chết nhỉ. Sau đó đi vào phòng tắm. Đồ dâm đãng, nhìn thấy cái kia thật xấu hổ chết được. Đợi chút nữa sẽ thiến nó. Vẻ mặt Mộc Nguyệt Nhi đỏ ửng, nằm im dưới gầm giường không dám cử động. Khò khè, không lâu sau Diệp Phàm đã ngon giấc. 3 giờ sáng, Mộc Nguyệt Nhi ném một vật gì đó, tin rằng hắn đã ngủ, cô từ từ bò từ dưới gầm giường lên. Tay đột nhiên mở ra, ném một vật giống hình dáng tấm lưới cá lên trên giường Diệp Phàm. Chúng rồi, con cá này thật lớn. Đột nhiên Diệp Phàm lại xoay người nói nhảm. Mộc Nguyệt Nhi nghe thấy, vội vàng giật lưới trở lại, nằm sát xuống đất yên lặng chờ 3 phút, mới biết được người này đang nói mê. Nhiều cá quá, ông tung lưới đây. Diệp Phàm lại nói thầm, tuy nhiên, lần này Mộc Nguyệt Nhi không dừng tay lại, chiếc lưới liền trùm lấy toàn bộ thân thể Diệp Phàm. Mộc Nguyệt Nhi mỉm cười, thậm chí còn nghĩ đến sẽ treo Diệp Phàm trên cây để đánh. Sau đó sẽ để hắn trần chuồng rồi đưa đến tòa nhà của tập đoàn Hoành Không để mọi người chiêm ngưỡng. Làm như vậy mới hả giận a. Cảm giác một lực mạnh truyền đến, lưới bị rơi xuống, Mộc Nguyệt Nhi không đứng vững nữa, thậm chí cả người đang cầm chiếc lưới cũng bị kéo tới trên giường. Cảm giác một đôi bàn tay có sức mạnh rất lớn đang bóp chặt mình. Con cá này thật lớn, miệng Diệp Phàm kêu lên, rất hưng phấn, chỉ cần một chút đã đưa được Mộc Nguyệt Nhi lên đây. Chỉ cần một chút đã chiếm trọn được hai gò bồng đảo Mộc Nguyệt Nhi. Con cá này không tệ, Diệp Phàm còn ra vẻ như chưa tỉnh, miệng chậc chậc than thở. Một bàn tay giữ lấy khiến Mộc Nguyệt Nhi không động đậy được. Khi hắn duỗi ngón tay, toàn thân Mộc Nguyệt Nhi tê dần, tự nhiên trở thành thịt cừu non. Diệp Phàm lại bắt đầu động tác, hai bàn tay ma quỷ thật sự không khách khí đang vùng vẫy trên người Mộc Nguyệt Nhi. Sờ mó một chút bộ ngực sau đó tới rốn, tiếp tục khẽ luồn tay phía trước mông. Hoạt động một chút sau đó di chuyển giống như một con rắn thăm dò vùng đào nguyên bí ẩn kia. Mộc Nguyệt Nhi sợ tới mức kêu gào lên, tuy nhiên, vừa mới hé miệng, cảm thấy có một đầu lưỡi nóng như lửa thừa cơ tiến vào. Gan dạ Mộc Nguyệt Nhi như muốn nứt ra, cô biết, nụ hôn đầu tiên trong 30 năm của mình đã bị hắn cướp đi, một tên háo sắc, tên du côn hạ lưu vô liêm sỉ đã cướp đi. Tuy nhiên, tên lưu manh kia dường như không có ý định dừng lại. Ngọn lửa di chuyển. Không ngờ ở phía dưới cũng không trung thực một chút, cũng sắp đến chỗ cỏ thơm, đã đụng phải mấy cái cây tinh nghịch đang lộ ra những cọng cỏ nhỏ. Con cá này thật đúng là lớn, chẳng lẽ là người cá? Rõ ràng Diệp Phàm còn đang nói thầm trong mơ, Mộc Nguyệt Nhi cắn răng lại. A! À, Diệp Phàm hét một tiếng rất thảm, cuối cùng cũng tỉnh mộng. Trên môi người này máu chảy đầm đìa, giống như vừa mới uống máu người. Rút tay lại,
anh dám động vào phía dưới của tôi, Mộc Nguyệt Nhi tôi sẽ lập tức chết ngay trên giường của anh. Tin chắc rằng ngày mai sẽ trở thành một tin tức cực nóng. Hai mắt Mộc Nguyệt Nhi đầy nước mắt, trên má cũng có nước mắt, cắn răng nói. Ha ha, việc này có thể làm khó cao thủ như tôi. Hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Nhi, thản nhiên cười. Rốt cuộc anh muốn gì? Mộc Nguyệt Nhi tức giận hổn hển. Không phải tôi muốn thế nào, mà là đêm hôm khuya khoắt cô mò tới giường của tôi làm gì? Diệp Phàm tôi cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ đầu thai. Nhìn thấy hấp dẫn có thể chịu đựng được, Diệp Phàm tôi chẳng phải thành thánh nhân sao? Tuy nhiên, Diệp Phàm tôi không thể là thánh nhân, hơn nữa, bản thân cũng không muốn làm thánh nhân. Diệp Phàm nói, anh dám nói thêm một câu nữa tôi sẽ chết. Mộc Nguyệt Nhi lại cắn răng. Cô có chết hay không có quan hệ gì tới tôi đâu. Tuy nhiên, trước khi chết, cô làm cho tôi sảng khoái một chút có phải hay không? Diệp Phàm cười khan, như ma quỷ. Anh thực sự muốn làm như thế phải không? Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Tuy nhiên, hơi thở của cô cũng dồn dập, nhũ đào trước mặt phập phồng dữ dội, đang thử thách thần kinh yếu ớt của Diệp Phàm, thật đúng là hương diễm. Làm chắc rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm đứng đắn. Được, tôi chết, anh chỉ có thể có được một cái xác chết thôi. Mộc Nguyệt Nhi cắn nát môi, quyết định chắc chắn, bắt đầu nhắm mắt lại hành động. Cô chết không gặp được người thân của cô rồi. Diệp Phàm đột nhiên nói, lập tức Mộc Nguyệt Nhi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đôi mắt nhìn lạnh ngắt, hỏi. Anh nói cái gì? Vân Hùng, không phải là ông nội của cô sao? Cả người Diệp Phàm ngồi trên ghế salon, nhìn Mộc Nguyệt Nhi ngồi ở trên giường. Tên khốn khiếp không cần phải nói nữa, anh là tội phạm giết người. Không ngờ được đột nhiên Mộc Nguyệt Nhi lại hét lên giống như bị cái gì kích thích. May mà phòng của Diệp Phàm có cách âm, bằng không, thế nào cũng khiến cho tướng quân phòng bên cạnh sợ tới mức đang nằm trên giường phải nhảy dựng lên. Cô rất hận ông ta có phải không? Diệp Phàm hỏi. Tôi có hận ông ta hay không có liên quan gì đến anh chứ? Hai mắt Mộc Nguyệt Nhi có chút ngẩn ngơ, cả người nằm liệt trên giường. Mẹ của cô là Tống Mai, cha của cô là Mộc Cao Kiệt. Cô vốn là họ Vân đấy, bởi vì ông nội của cô là Vân Hùng, là chủ nhân của Chu Tước Sơn Trang. Bà nội của cô là Mộc Hà Hương, khi Vân Hùng mang theo tiền quyến rũ nhị di thái đi Hoa Kỳ, bà nội của cô là vợ chính cũng không có đi cùng. Sau này, cha của cô lấy họ Mộc, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà các người hận Vân Hùng như thế? Vì sao bà nội của cô không đi Hoa Kỳ? Diệp Phàm ngồi vắt chéo chân châm một điếu thuốc. Anh điều tra thật rõ ràng, xem ra, anh đã sớm để ý tôi rồi có phải không? Có phải anh là do Vân Hùng mời đến để biện hộ giúp phải không? Mộc Nguyệt Nhi lạnh lùng hừ nói. Tôi không có quan hệ với ông ta, tuy nhiên, hiện nay sức khỏe của ông nội cô không được tốt, tuổi tác lại cao, phỏng chừng cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Diệp Phàm hơi lắc đầu. Ông ta chết là xứng đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Mộc Nguyệt Nhi mắng. Cô có bao giờ nghĩ tới, trong chuyện này có thể có cái gì đó hiểu lầm hay không? Diệp Phàm hỏi. Không cần phải nói, tôi chán ghét phải nghe đến họ tên của ông ta. Ông ta là người vô tình, một tên sói đùa giỡn tình cảm của người phụ nữ. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Không phải tôi đã từng nói ư, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm. Một khi sự hiểu lầm được cởi bỏ, mọi người có thể nhận lại nhau. Diệp Phàm nói. Tôi có chết cũng không bao giờ nhận lại con sói này. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Cô nói thật không? Diệp Phàm hỏi, từ từ đi gần tới giường, hai mắt chằm chằm nhìn lên người Mộc Nguyệt Nhi. Hừ, Mộc Nguyệt Nhi không để ý tới Diệp Phàm. Được rồi, cô đi đi, sau này đừng tới quấy rầy tôi nữa, tôi là người tính tình không tốt. Lần sau cô sẽ không gặp may mắn như thế đâu. Diệp Phàm đưa tay ra, Mộc Nguyệt Nhi được một phen từ trên giường bắn lên, tay cầm một con dao sắc, đâm điên cuồng vào Diệp Phàm. Một tiếng rơi mạnh, leng keng. Tôi nói rồi, đừng chơi nữa, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Diệp Phàm làm hỏng con dao găm. Cảnh cáo nói. Họ Diệp kia, anh phỉ báng thân thể của tôi, cướp đi của tôi. Tôi sẽ mãi mãi không bỏ qua cho anh, trừ phi một ngày nào đó anh giết chết tôi. Còn không, anh đừng mơ tưởng có một ngày yên bình. Còn bây giờ tôi sẽ đi, không thèm ở lại nơi này thêm một phút. Mộc Nguyệt Nhi nói một hồi, sau đó đi ra từ phía cửa sổ. Diệp Phàm mở cửa, đem cây kim có máu này ra đưa cho Trương Hùng nói.
lập tức cho người đưa đến Hoa Kỳ để làm xét nghiệm DNA. Trương Hùng gật đầu đi làm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm vừa mới rời khỏi giường, nhận được điện thoại, nói là Kiều Viên Viên có động tĩnh rồi. Diệp Phàm lập tức sắp xếp đi thẳng đến thủ đô. Khi trở lại Hồng Diệp Bảo đã là hơn 4 giờ chiều, phát hiện Sa Thiên cũng đã trở về. Bên kia có chuyện gì Lý Cường, nghe nói bên này có động tĩnh, tôi đã trở về. Dù sao hành động của Phí lão thái gia bất tiện, tôi sợ gặp nguy hiểm. Ngưu bá không hiểu chuyện gì. Sa Thiên đi sang một bên nói. Anh Diệp, anh đã về rồi. Tuyết Hồng giống như một con bướm, liền nhảy vào trong lòng ngực Diệp Phàm. Ha ha, em gái, nhớ anh à. Diệp Phàm duỗi nhẹ tay khẽ vuốt tóc cô bé. Nhớ. Tuyết Hồng có chút do dự, cười nói. Cô khỏe không? Sa Thiên đứng cách Tuyết Nha không xa kiếc mắt nhìn một cái, nhẹ nhàng hỏi. Tôi với anh không có quan hệ, không cần lấy lòng. Tuyết Nha lạnh lùng hừ nói, căn bản cũng không biết mặt mũi Sa Thiên. Người này tương đối xấu hổ, vẻ mặt cười khổ. Ôi, Tuyết Nha, không nên như vậy chứ. Diệp Phàm khuyên nhủ. Hừ. Tuyết Nha lên tiếng, không để ý tới Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng vào phòng Kiều Viên Viên, kiểm tra một chút, có chút buồn bực nhìn Phí Đống. Đêm qua cô di chuyển quá nhiều, chúng tôi nghĩ cô ấy đã đến lúc đẻ, quân y tổng viện đã phái chuyên gia về đỡ đẻ đến đây chờ bất cứ lúc nào. Lần này có thể sẽ phải mổ để lấy em bé ra. Phí Đống nói. Lão Phí có Sma thấy lo lắng không? Diệp Phàm hỏi. Cảm giác là có, tuy nhiên, nhất định là không lấy được người, có thể là cảm giác của tôi là xảy ra chuyện không may. Phí Đống có chút buồn bực, nói. Ôi! Diệp Phàm thở dài, Phí Đống lui ra ngoài. Diệp Phàm ngồi xổm bên cạnh giường Kiều Viên Viên lầm bầm lầu bầu một hồi. Viên Viên, em mau tỉnh lại đi, con của chúng ta sẽ ra đời, em tỉnh lại nhìn nó đi, chắc chắn sẽ rất vui mừng, đến lúc đó, anh muốn cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Để em mặc một bộ áo cưới đẹp nhất. Lúc ăn cơm chiều, Diệp Phàm giật mình nói. Hôm nay tôi rất vui, mọi người ngồi xuống cùng ăn bữa cơm đi. Tuyết Hồng không có ý kiến, bắt Tuyết Nha ra người ở cạnh mình. Còn Sa Thiên ngồi cạnh bên Diệp Phàm. Mở mấy bình rượu đỏ, Diệp Phàm uống cùng Sa Thiên. Mà Tuyết Hồng bắt gặp ánh mắt của anh Diệp, tự nhiên không đếm xỉa đến, cùng Tuyết Nha uống. Hơn nữa Phí Điệp Vũ cũng vào góp vui. Không khí lập tức liền sôi nổi. Trong lòng Tuyết Nha cũng khó chịu, mặc cho Tuyết Hồng trêu ghẹo mãi, không ngờ mãi mới vui vẻ uống. Thấy Sa Thiên và Tuyết Nha đều có 8 phần là say rượu, Diệp Phàm nhẹ nhàng búng tay. Đem độc diễm tình chi vào trong chén rượu của hai người. Chương 2983, sư phụ, cuối cùng người cũng xuất hiện. Nâng ly nào Sa Thiên, chúng ta cạn một chén nữa đi. Diệp Phàm bưng bát rượu lên. Sa Thiên không nói thêm lời nào, rồi lẩm bẩm đi vào. Phí Điệp Vũ thấy Diệp Phàm đưa vào miệng, cũng dũng cảm cầm lấy một bát, cùng uống một bát to với Tuyết Nha. Tuyết Nha, cô và Sa Thiên cũng đã từng có tình cảm. Người ta vẫn thường nói có gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay. Tôi nghĩ hai người cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút có phải hơn không? Nói rõ ràng việc đồng ý hay không đồng ý chia tay. Sau này, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tránh cho tất cả mọi người đều đau khổ. Diệp Phàm hỏi. Tuyết Nha, theo cô thì sao? Sa Thiên đang rất say hỏi. Nói thì nói chuyện cũng tốt. Cả đời này chắc chúng ta không còn có hy vọng rồi. Từ nay về sau tôi và anh hãy kết thúc đi. Tuyết Nha lạnh lùng nói, rồi lên lầu trước, Sa Thiên đi theo phía sau. Anh Diệp, anh làm cái quỷ gì đấy? Tuyết Hồng tiến lại gần Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Ha ha. Diệp Phàm cười thần bí, không đáp. Nói mau nha, không là em cho chết đấy. Tuyết Nha làm nũng, thắt cổ Diệp Phàm lại. Lo gì chứ, để sau sẽ biết. Diệp Phàm cười nói. Chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt rồi, đàn ông, chẳng có ai tốt đẹp gì cả. Phí Điệp Vũ Kiều Nhan nồng nặc mùi rượu, hừ nói. Chẳng lẽ anh? Tuyết Hồng không hề ngu ngốc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên mặt thoáng đỏ lên. Tình chàng ý thiếp. Hai người tình nguyện thôi, em xem, chúng ta không giúp bọn họ, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ đau khổ cả đời sao? Hoặc là cả đời này hai người đều độc thân, bà của cô à, tính tình quá nóng. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Chủ ý này của anh rất ôi. Phí Điệp Vũ châm chọc nói, nhưng thực ra vẻ mặt Tuyết Hồng rất thích thú, vỗ tay nói. Tốt tốt quá, cái này đúng là rất hay.
Tuyết Hồng quay đầu nhìn Diệp Phàm, ngo ngoe hỏi. Bộ dạng như vậy có thể có em bé được hay không? Cái đấy phải xem bản lĩnh của Sa Thiên. Vẻ mặt Diệp Phàm mập mờ, cười nói. Chết anh này. Tuyết Hồng lấy ngón tay chọc Diệp Phàm một cái. Trong phòng có tiếng động càng ngày càng to hơn. Tuyết Hồng kề sát tai vào tường, nhỏ giọng vội la lên. Làm sao lại không có hành động gì chứ? Trong cuộc họp không được nóng vội đấy. Diệp Phàm nhỏ giọng cười nói. Diệp Phàm tôi đã dùng độc diễm tình chi, đến cả cô gái đoan trang cũng trở thành dâm phụ được. Anh chuyên làm như vậy đúng không? Phí Điệp Vũ tranh thủ thời cơ đả kích Diệp Phàm. Nói gì thế, cô xem, cô đã quen biết Diệp Phàm tôi lâu như vậy rồi mà vẫn có thể nói vậy sao? Diệp Phàm có chút giận. Tin rằng anh cũng không dám. Vẻ mặt Phí Điệp Vũ màu hồng, trợn mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Tôi chẳng có gì mà không dám cả, tôi là đàn ông lại không lỗ lã, người chịu thiệt chính là các cô thôi. Diệp Phàm ưỡn ngực lên, hừ nói. Chị Điệp mong muốn chịu thiệt đó, anh Diệp, anh có dám không? Hay dùng diễm tình độc đi, để chị Điệp nếm thử chút mùi vị, chắc chắn là thích thú rồi. Tuyết Hồng đứng bên cạnh cười nói. Cô bé, ý tưởng của cô thật là hay. Phí Điệp Vũ xấu hổ vội vàng nói. Nếu không, cả hai người song phi như thế nào đây? Vẻ mặt Diệp Phàm dâm đãng, dường như suy nghĩ xem lên hoạt động ở bộ phận nào ở trên người hai cô. Tốt quá, cả hai cũng tốt. Thiếu chút nữa Tuyết Hồng vỗ tay, Diệp Phàm nhanh chóng làm động tác. Anh là tên khốn khiếp. Phí Điệp Vũ bấm một cái vào đùi Diệp Phàm, Tuyết Hồng cũng bóp theo, mắng. Bóp không chết được anh, cả hai sẽ cùng bóp chết anh. Hai người xấu hổ chạy đi, thoáng cái đã xuống lầu. Hình như là đang trên giường. Tuyết Hồng dán tai vào, vẻ mặt hưng phấn. Ừ, thì đùa giỡn một chút. Vẻ mặt Phí Điệp Vũ cũng ửng hồng, thật sự hai cô gái đều hưng phấn. Chuyện như vậy khiến người ta trào máu. Sau nửa giờ, hai người đi ra. Xem như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm vểnh chân bắt chéo, phun vòng khói. Hừ hừ, chúng ta chỉ nghe thôi, không phải xem. Tuyết Hồng hừ nói. Tên khốn khiếp này, tôi đánh chết anh. Đột nhiên, ở trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. Không được rồi, làm sao rồi? Diệp Phàm kêu lên, đang muốn chạy lên khuyên nhủ, thấy một đồng chí đang trần truồng, phía dưới quần đùi bị hư thành hai mảnh, chạy một mạch từ trên lầu xuống dưới cửa. Tên khốn khiếp này tôi muốn giết anh. Quần áo Tuyết Nha cũng không chỉnh tề, cầm một thanh bảo kiếm trong tay, chạy từ trên lầu xuống kêu giết người. Anh Diệp, mau ngăn cô ấy lại đi. Tuyết Hồng cùng Phí Điệp Vũ đều dựng bắn người lên muốn đi ngăn cản Tuyết Nha. Cứ để kệ cô ấy, tôi muốn xem cô ấy có thể tự tay giết chồng của mình không. Việc này, là tôi làm chủ đấy. Nếu không cô giết tôi đi. Diệp Phàm hừ lạnh, sau đó bảo Phí Điệp Vũ và Tuyết Nha đứng sang một bên. Rõ ràng Tuyết Nha sửng sốt, tuy nhiên, lập tức lại đi ra ngoài truy sát. Bộ dạng như vậy có thể xảy án mạng hay không? Thấy chú ý cùi bắp của anh chưa? Tuyết Nha rất cố chấp, đến lúc đó chắc chắn không có biện pháp nào ngăn cản. Phí Điệp Vũ oán giận nói. Không sao cả, không chết được. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh khoát tay áo, nói. Tuy nhiên, lần này nỗi đau thể xác của Sa Thiên là không tránh khỏi. Chị Tuyết sẽ giết chết Sa Thiên đấy. Tuyết Hồng có chút bận tâm. Tôi nói không có việc gì mà, hiện tại công lực của Sa Thiên cao hơn so với Tuyết Nha. Muốn chết cũng khó khăn đấy. Diệp Phàm hừ nói. Đúng lúc này. Một tiếng động mạnh. Một loạt bóng được ném từ ngoài cửa vào, đập xuống mặt đất, sau đó lại bắn vào vách tường rồi mới ngừng lại. Chuyện gì xảy ra thế Sa Thiên? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, vội vàng đi đỡ Sa Thiên, thấy mặt anh ta sưng phù giống như đầu heo. Mà hình như đùi cũng bị thương. Tại sao anh không đỡ đòn, sao có thể để cho Tuyết Nha tùy ý như vậy? Lúc này anh phải thể hiện khí khái đàn ông, lấy sức mạnh để áp đảo Tuyết Nha. Mỹ nhân yêu anh hùng thích mỹ nữ, anh cũng thật là, lại để bộ dạng mình như vậy. Có phải rất uất ức không? Diệp Phàm vừa quở trách, vừa dùng nội khí giúp Sa Thiên đứng lên. Chạy mau, không thì sẽ muộn mất. Sa Thiên giãy giụa kêu lên. Chạy gì, làm cũng làm rồi. Đàn ông phải dũng cảm dám nhận trách nhiệm chứ. Trách nhiệm này Sa Thiên anh không gánh nhận chẳng lẽ muốn tôi đứng ra nhận hay sao? Diệp Phàm hừ nói. Không được rồi, chạy mau Diệp Phàm. Sa Thiên nóng nảy, hét lớn. Muốn chạy à,
xuống địa ngục cũng không có cửa đâu. Lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến, tiến từ ngoài cửa lớn vào là một cô gái tinh khiết không phải Tuyết Nha Nha còn có ai nữa. Tuyết Nha Nha này là một bà già, bởi vì có làn da trắng nõn mịn màng như da trẻ con nên trông giống như một thiếu nữ. Đương nhiên, nhìn bằng đôi mắt ưng, Diệp Phàm vẫn thấy có một chút nếp nhăn. Điều đó là quy luật tự nhiên, chỉ có thể là trì hoãn thôi. Còn Tuyết Nha, khuôn mặt ửng hồng, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nghe nói đó là chủ ý của cậu. Tuyết Nha Nha ngồi trên ghế sofa, Diệp Phàm sợ liền đứng dậy luôn. Vẻ mặt hắn chua xót cười nói. Tôi không nghĩ tiền bối lại đến đây. Việc này, cậu có thể tự xưng là anh hùng sao? Đàn ông, dám làm dám chịu. Làm sao bây giờ lại không dám nhận chứ? Vừa rồi, không phải cậu còn muốn nhận trách nhiệm sao? Anh hùng gánh trách nhiệm trong việc này lại là một kẻ bất lực, thật là làm cho tôi thất vọng rất thất vọng. Tuyết Nha Nha không thèm nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh lùng hừ nói. Đúng là chủ ý của tôi đấy. Tôi bỏ độc diễm tình chi. Trước đó cũng không nói cho Sa Thiên biết, tất cả việc này là do tôi. Tuy nhiên, tiền bối muốn chia rẽ một đôi uyên ương như vậy. Tôi cho là không đúng. Hiện tại người ta coi trọng tự do trong hôn nhân. Tiền bối không thể làm điều ác này được. Diệp Phàm cũng nói ra những điều trong lòng, dù sao cũng chịu một đao, không bằng đưa đầu ra càng sớm càng tốt. Cậu vẫn còn có khí phách. Cùng với câu nói đó là một tiếng sầm trên mặt đất, tội nghiệp Diệp Phàm bị bắn vào tường sau đó lại bị Tuyết Nha Nha cho bắn ngược trở về. Giống như một con búp bê bị người cầm. Ba ba ba. Một loạt âm thanh những chiếc bạt tai truyền đến. Tình trạng khuôn mặt của Diệp Phàm và Sa Thiên cũng không khác nhau là mấy. Tiền bối có đánh chết tôi cũng phải nói. Diệp Phàm mạnh miệng nói. Vẫn rất khí phách, đã lâu tôi không có hủy xương cốt của người nào rồi. Hôm nay ta sẽ cho cậu nếm thử, cho cậu biết chút mùi vị. Tuyết Nha Nha tức giận đến nỗi môi run lên, tay vừa trượt không sẽ hướng tới Diệp Phàm. Bà nội, cầu xin bà buông tha cho anh Diệp, chủ ý này là của con. Tuyết Hồng nhào người tới trước Diệp Phàm, đối mặt với Tuyết Nha Nha. Tiền bối, cầu xin người buông tha cho Diệp Phàm. Phí Điệp Vũ cũng cầu xin. Cút sang một bên. Lần này Tuyết Nha Nha thực sự tức giận, hai bàn tay chỉ xuống, khiến hai cô cũng bị bắn vào góc nhà, bị điểm huyệt, đều không bò dậy nổi. Tiền bối, Phí Đống cầu xin người tha cho Diệp Phàm. Lúc này, Phí Đống ngồi trên xe lăn đi từ trên lầu xuống. Cả người Phí Đống và ghế đều bị bắn tới cùng chỗ Tuyết Hồng. Các ngươi, chuyện của lão không khiến các người để ý tới. Một chút phép tắc cũng không hiểu, tôi thấy các người định làm phản có phải không? Tuyết Nha Nha tức giận. Tổ bà, cầu xin bà không nên làm như vậy. Tuyết Hồng hòa khóc lên. Bà nội, dù sao việc này cũng đã như vậy rồi, ta cứ coi như xong được không? Bà yên tâm, con có chết cũng sẽ không đi theo Sa Thiên đâu. Tuyết Nha con sinh ra là người nhà họ Tuyết, chết cũng làm ma nhà họ Tuyết. Tuyết Nha vừa thấy, cũng vội vàng lên tiếng xin xỏ. Tất cả đứng qua một bên, người nào còn dám mở miệng, ta sẽ xuống tay không chút lưu tình. Tuyết Nha Nha thực sự tức giận, mặt hầm hầm nhìn Diệp Phàm nói. Hôm nay lão sẽ bẻ xương cốt của người này, để xem xương cốt của cậu cứng rắn hay là thân thủ của lão cứng rắn. Tiền bối làm như thế nào vãn bối cũng không phản đối, tuy nhiên, nếu lão bẻ gãy xương cốt của tôi, Diệp Phàm tôi nghĩ rằng lão đã làm sai. Bà không để ý đến chuyện đại sự của cả đời người ta, cố ý chia rẽ duyên tốt của người ta. Bà quá hống hách, bà chính là một người phụ nữ già độc đoán. Tất cả những gì bà làm đều là giả bộ. Diệp Phàm cực kỳ tức giận, dù sao cũng chẳng cần đếm xỉa gì cả. Cậu nhóc, vả vào miệng mấy cái đi. Tuyết Nha Nha nổi cơn thịnh nộ, vung tay lên sẽ ra tay độc ác. Lão thái bà, học trò của tôi nói không sai, bà đúng là quá hống hách, là bà già hay xen vào chuyện của người khác. Lại còn nổi cơn thịnh nộ, đừng có giả bộ nữa. Tôi thấy bà càng sống càng tụt lùi rồi, đã 70-80 tuổi rồi, không ngờ lại độc ác như vậy. Một tiếng nổ giòn vang, trên mặt Tuyết Nha bị nhận một chưởng. Chương 2984, núi cao còn có núi cao hơn. Để chống lại chưởng lực này, chiếc ghế bằng gỗ lim Tuyết Nha Nha đang ngồi cũng bị vỡ tan. Tuyết Nha Nha ngồi một đống trên đống gỗ trông rất buồn cười, rất xấu hổ. Ông là ai? Tuyết Nha Nha tức giận đến mức đứng bật dậy kêu lên. Tôi là ai bà không xứng biết, mau cút ngay đi cho tôi. Nhớ kỹ, Diệp Phàm là đệ tử của tôi. Nếu nó thiếu một cọng lông, cả
cả nhà họ Tuyết sẽ bị diệt. Tiếng nói đó lại mờ ảo vang lên, Tuyết Nha Nha tức giận đến mức xông ra bên ngoài. Thấy một cái bóng thấp thoáng. Sư phụ! Diệp Phàm đuổi theo gọi. Không có gì, không có gì học trò yêu quý của ta. Đảm bảo một lúc sau bọn họ sẽ đi ra an toàn. Việc này lão phu chỉ dùng một chút mánh khóe đặc biệt, là có thể giải quyết xong. Ha ha, học trò của ta, sau này nhất định là thành tài. Luyện võ công thành tài nha. Giọng nói kia nói vài tiếng. Từ từ sẽ nói sau, để ta giáo huấn một chút người đàn bà không biết xấu hổ này đã. Tiền bối, cầu xin ông đừng xuống nặng tay, bà nội của tôi nhìn qua thì thấy trẻ, nhưng thật sự là rất già rồi, không thể chịu được đâu. Tuyết Hồng lấy hết dũng cảm kêu lên. Ông muốn đánh thì đánh tôi cho hết giận đi, đều là do Tuyết Hồng không tốt. Ha ha, cô là em của Diệp Phàm, lão phu không nỡ đánh cô. Còn bà lão kia, đánh cũng không sao cả. Vừa nghe thấy tiếng nói đã không thấy đâu rồi. Khoảng nửa giờ sau, Tuyết Nha Nha đã trở lại. Tuy nhiên, hình như có chút hỗn loạn, tóc tai đều rối tung lên. Vẻ mặt lão bà tức giận nói. Cậu nhóc, coi như ta nể mặt sư phụ của cậu tha cho cậu lần này. Tuyết Nha, con và Sa Thiên hãy sống cùng nhau đi. Dù sao chuyện cũng đã rồi, việc này, là do thằng danh Diệp Phàm này tự ý quyết định. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Không sẽ thành lệ mất. Tuyết Nha Nha nói một câu lỗ mãng, thoáng một cái đã không thấy rồi. Ha ha, Tuyết Nha Nha, vẫn còn muốn đánh nhau có phải không? Mau cút đi, lão phu vào gặp đệ tử tâm sự một chút đã. Giọng nói lúc trước lại vang lên. Hừ, bức vương, sẽ có một kết thúc sớm, sẽ có ngày Tuyết Nha Nha tôi tìm về. Tuyết Nha Nha hừ lạnh một tiếng, đây là những lời cuối cùng trước khi đi. Không lâu sau, trên ghế phòng khách có một bóng vừa đi vào. Người đó cũng không có che mặt, nhưng, cũng không nhìn rõ mặt mũi của người đó như thế nào. Diệp Phàm bắt đầu dùng đôi mắt ưng, nhưng vẫn không thấy rõ lắm, luôn cảm thấy hình như trước khuôn mặt được che bằng một lớp vải tuyên mỏng, nhưng lại không thấy lớp vải tuyên mỏng. Diệp Phàm đưa con rơi ép vào trán nhìn thẳng đến ông ta. A! À, đột nhiên bức vương chấn động, nhìn trên không trung, bàn tay di chuyển. Diệp Phàm cảm thấy có một lực mạnh truyền đến. Không ngờ con rơi nhà mình bị khống chế bay đến trên lòng bàn tay bức vương. Đúng vậy, ha ha ha, không tồi. Vương bức cười to mở ra, đưa tay ra bước lên người Diệp Phàm, một lực mạnh truyền tới, Diệp Phàm lập tức cảm thấy dường như tràn đầy sức sống. Cho cậu, rửa, một chút, vận khí của cậu rất tốt. Vài ngàn năm cũng không có thể đụng vào đại vận của cậu. Bức vương cười, buông lỏng tay, con rơi bay vào trán của Diệp Phàm. Con xin chào thầy ạ. Diệp Phàm quỳ xuống, cung kính lễ ba cái. Bức vương Nam Lăng Hậu cũng nghiêm chỉnh nhận lễ. Để ta xem gần đây cậu có tiến triển gì không? Bức vương Nam Lăng Hậu nói xong, tay nhấn vào Diệp Phàm một cái, dường như có một lực rất lớn tràn vào trong lòng lúc đó, Diệp Phàm cảm thấy thoải mái cực kỳ. Ha ha, không tệ, cũng đã ở 12 đẳng rồi. Được, được đấy. Bức vương rất cao hứng. Thầy có thể làm cho Viên Viên sớm tỉnh lại được không ạ? Diệp Phàm cầu xin. Không thể khiến cho nó tỉnh lại sớm hơn được, nhanh cũng phải một tháng nữa. Đến lúc đó, là lúc cháu của ta sẽ ra đời. Yên tâm đi, nó không sao cả, vẫn rất tốt. Bức vương cười nói. Thầy có thể giúp con điều trị chân cho tiền bối phí không? Diệp Phàm quay người lại cầu xin. Con nói gì thế, con là học trò của ta có thể giúp con. Còn người khác, thì đừng mơ. Bức vương hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên. Vẫn giơ tay đè lên người phí đống. Chân này của anh ta không được rồi, đã bị teo quá lâu rồi. Trừ khi có thể tìm được các loại dược liệu cao nùng xúc để tăng cường tác động vào, có lẽ còn có thể khôi phục lại một chút. Đương nhiên, lão phu ra tay cũng có thể làm được. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều khí lực, lão phu không có hứng thú. Bức vương khoát tay áo, gọi Diệp Phàm vào bên trong rừng cây dậy bảo một chút. Thầy xem con vừa mới học này. Diệp Phàm nói xong, thi triển ra, ngư dược ưng phi, trong ngư long thập bát biến. Như một con cá bay trên không trung, bức vương vừa thấy, rõ ràng không khỏi ngẩn người. Con học được cái này ở đâu? Bức vương hỏi, nhịp thở của ông ta có vẻ có chút dồn dập. Diệp Phàm đem bí mật núi xương bối nói ra. Đán phi tử, ta chưa nghe thấy nói qua về người này. Bức vương lắc lắc đầu. Hơn nữa,
Mọi người vừa mới vào bếp liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra nguồn gốc của thủy công, chắc chắn biết được điều này. Chẳng qua không biết được đó là vị đó đúng không? Nhất định lúc trước vị đó và sư phụ đều là cao thủ có trình độ như nhau, còn đán phi tử, đã bị chết bao nhiêu năm cũng không có ai biết được. Việc này, sư phụ không biết được cũng không có gì. Chẳng qua, ngư long thập bát thật sự lợi hại. Bây giờ con càng luyện càng thấy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, con phát hiện ra, nếu đem ngư long thập bát con vừa chuyển đổi dung hợp được cùng với bức công của sư phụ, thì thân pháp này sẽ linh hoạt hơn, xuất khinh thân để túng thuật trên không trung giống như một người cá hoạt động trên không trung. Không khí sẽ biến thành nước. Hiện tại con đã luyện thông thạo chương 2, nếu thông hiểu toàn bộ, con tin rằng việc công kích sẽ rất lợi hại. Diệp Phàm nói, ừ, đây đúng thật là một bộ võ công kỳ diệu. Hơn nữa, ta cảm thấy nếu luyện đến tận cùng mình hoàn toàn có thể biến thành cá. Dùng cá để công kích, con tưởng tượng mình là một con cá bay lượn trên không. Phải thật sự giống như là cá mới được, chứ không phải là tương tự. Như chiêu thức cuối cùng trong võ công của chúng ta có thể kết hợp với kiếm, để có thể nhập vào ra thanh kiếm, phải coi kiếm chính là ta. Trên căn bản là không nhìn thấy kiếm rồi, mà con biết cá rồng cũng như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy, còn tiến hóa hơn đúng không? Bức Vương đầy kinh nghiệm nói. Tiến hóa như thế nào? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, hỏi. Không phải gọi là cá rồng sao? Trong truyền thuyết sau khi cá chép nhảy vào long môn liền trở thành rồng, rồi. Ta nghĩ, trên đời này không có rồng, nhưng, rồng chính là xà ma. Con có thể luyện thành công cách thức tấn công của con cá này thành rắn hay không? Khả năng tấn công của rắn là rất mạnh mẽ, và điên cuồng, cái đó là do trong phim ảnh tố tạo nên. Nhưng, nếu con thực sự có thể làm được như vậy, uy lực sẽ rất lớn. Vương bức cười nói. Con đem bí quyết này nói với sư phụ, để sư phụ cũng luyện thành rắn. Diệp Phàm cười nói. Không cần, ta đã già rồi. Một số thứ đã cố định rồi. Bức Vương nói rất cởi mở. Thầy, thầy có thể cho con xem khuôn mặt thầy được không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, không phải con đã nhìn thấy rồi sao? Bức Vương cười nói. Mới xem qua thôi, không có nhìn kỹ, con nhớ là thầy luôn luôn chơi trò thần bí. Diệp Phàm lấy hết dũng cảm nói. Ha ha, thiếu chút nữa là con khiến Thiên Mi mắc bệnh suy nghĩ. Con còn nói chưa nhìn thấy là ta sẽ đánh đòn đấy. Bức Vương cười, phất tay trên mặt một cái, các loại sương mù mông lung vẫn cảm giác thấy đã không còn, lộ ra tướng mạo vốn có của ông ta. Diệp Phàm vừa thấy, nhất thời ngẩn người ra, ấp úng không nói lên lời. Có phải là giống bức tranh vẽ khuôn mặt cùng Thiên Mi trong phòng không? Bức Vương cười nói. Vẻ mặt hiền lành. Vốn lúc đầu con đã cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như đã cảm giác gặp ở nơi nào đó. Giờ thì đã rõ rồi. Diệp Phàm nói, vẻ mặt xấu hổ, hỏi. Nhà thầy chính là nhà Nam Vân Kim Lăng phải không? Đã biết rồi còn hỏi làm gì? Bức Vương cười nói. Xin lỗi, con với bọn họ có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, thiên tương của con đến bây giờ vẫn còn đang trong tay bọn họ. Phi đao này dùng rất thuận tiện. Diệp Phàm nói. Cái đó đi lấy về là được mà. Bức Vương dường như không cần món đồ. Có thể là bọn họ sẽ không để con lấy, hay là sư phụ đi lấy cho con. Bằng không, con sợ lại sẽ nảy sinh xung đột. Hiện tại con đã biết là nhà của sư phụ, con nào dám xuống tay đúng không ạ? Diệp Phàm nói. Ha ha, con đừng có giả vờ ngốc nghếch ở trước mặt ta. Con không dám xuống tay sao? Không phải con không dám xuống tay, mà bởi vì, con không đánh lại được Thiên Mi. Đi tới đó mặt mũi còn bị bầm dập đấy. Bức Vương mỉm cười. Ha ha, việc này. Vẻ mặt Diệp Phàm xấu hổ. Con nhóc Thiên Mi này luyện công bằng phương pháp mới, ngay ở trong bụng mẹ ta đã bắt đầu bồi dưỡng nó rồi. Bây giờ nó đã tốt hơn, hơn nữa, trải qua rất nhiều thời gian được ôm ấp, bây giờ nội thức của nó đã tốt hơn, Thiên Mi có thể luyện công nhanh hơn. Cho nên, bây giờ nó có thể tiến vào bán tiên yêu, đó là bởi vì từ nhỏ nó đã được xuống cơ sở. Con cũng không cần nghĩ là mình không giỏi, so với Thiên Mi mà nói, con đã là kỳ tài kiệt xuất rồi. Hơn nữa, con phát triển như vậy là tốt lắm, Thiên Mi là con gái, đã bị ta hạn chế về phương diện sinh sản. Và con có một động lực mạnh mẽ để phát triển, phỏng chừng, sẽ bước nhanh hơn Thiên Mi một chút. Bức Phương ngồi ở trên cây nha thượng nói chuyện với Diệp Phàm. Không thể nào, hiện tại con đã ở trình độ 12 đẳng.
muốn bước vào bán tiên yêu khó hơn lên đăng yêu, mà Thiên Mi đã sớm vào bán tiên yêu rồi, con làm sao có thể đuổi theo cước bộ của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy đã có căn cơ trong bụng mẹ rồi. Diệp Phàm có chút không tin. Ta không nhìn vào đôi mắt cũ, vừa rồi con cũng đã nhìn thấy con rơi kia biến mất. Con rơi mới kia là sát chiêu lớn nhất của con. Đó là một thứ nội tức dung hợp không trông thấy. Gần như là một bộ phận trên thân thể của con, cái này so với phi đao đều dùng tốt. Hiện tại nội công của con không đủ, con muốn dùng nội khí để khống chế con rơi trên trán. Ta nghĩ, một khi con đột phá đến tiên yêu đại năng giả, là không thể dùng suy nghĩ để khống chế con rơi nữa rồi. Cũng chính là cấp độ công kích của cao thủ, chỉ với một suy nghĩ của con rơi có thể thay thế con hoàn thành những gì con muốn đấy. Hiện tại, con có thể bắt đầu huấn luyện theo cách đặc biệt này rồi. Hơn nữa, vị đán phi tử lại có thể biết dung hợp năng lực đặc biệt bên trong suy nghĩ con rơi của con. Còn công lực nhập vào kia, khi còn sống hẳn là sâu không lường được. Bức Vương nói. Chương 2985, khéo léo. Vâng, ngày xưa cao thủ rất nhiều, bây giờ thì bình thường. Tuy nhiên, việc của vợ con vẫn còn rất phiền hà, còn hy vọng sư phụ có thể giúp đỡ con. Dù sao, khả năng dùng ám thủ rất cao, đoán chừng cũng là tiền bối cùng cấp với sư phụ. Diệp Phàm nói. Ha ha, lần này, ta nghĩ, sẽ đến lúc con của con sẽ được sinh ra. Không cần phải gấp gáp, cứ từ từ chờ đợi thôi. Đến lúc đó sư phụ sẽ giúp. Trong khoảng thời gian đó sư phụ sẽ bí mật giúp đỡ, con cứ yên tâm làm chuyện của con đi. Tuy nhiên, mục đích của chiếc hộp đang ở trong tay con, cũng không phải là muốn lấy mạng của mọi người. Tuy nhiên, thủ đoạn cũng là quá bị ổi, loại này, không chừng trị không được. Vẻ mặt Bức Vương thản nhiên, khí phách cao thủ đều có thể có. Cảm ơn sư phụ. Vẻ mặt Diệp Phàm cảm kích. Cậu nhóc, con cảm thấy Thiên Mi như thế nào? Bức Vương hỏi. Cảm thấy gì ạ? Sư phụ nói gì con không hiểu. Diệp Phàm đang giả bộ ngốc. Ở trước mặt sư phụ đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa sư phụ, thành thật một chút đi. Thiên Mi có vẻ có chút tình cảm với con đó. Bình thường đứa nhỏ này rất cao ngạo, nên có rất ít bạn bè, tính tình cũng rất nhạt nhẽo, nhưng lại rất thích hợp để luyện công. Chỉ có điều khi đã có tình cảm, thì hết mình luôn. Bức Vương hỏi tới. Sư phụ, việc này con không làm được, thầy cũng biết. Viên Viên là vợ của con, hiện tại pháp luật quy định chế độ một vợ một chồng. Chỉ có thể. Diệp Phàm ấp úng nói. Thật sao, thế phí Điệp Vũ là thế nào? Bức Vương hừ nói. Cô ấy ở lại đây để quản lý các sinh hoạt trong nhà. Diệp Phàm nói. Hừ, con nghĩ rằng sư phụ già rồi nên hồ đồ à. Cặp mắt của cô gái đó luôn luôn nhìn con đắm đuối. Mà, chế độ một vợ một chồng, cũng chỉ là chuyện phiền hà. Việc này, từ từ sẽ giải quyết được, có một số thứ, không nhất định phải có danh phận đúng không? Đời người đàn ông, chỉ cần có thể làm được mà không thấy thẹn với lương tâm là tốt rồi. Không cần phải cứng nhắc theo các văn bản. Đương nhiên, con là cán bộ lãnh đạo, vấn đề về tác phong cần phải chú ý. Tuy nhiên, cũng không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Với tính tình của Yêu Mi, nó sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho con đâu. Đương nhiên. Con gái của nhà Nam Vân ta cũng không phải cố gắng để lấy con. Còn phải xem con có vừa mắt nó không đã, có lẽ, nó gặp sẽ thích đấy. Vương Bức nói. Diệp Phàm chỉ biết gật đầu, những gì cần nói đã nói, còn có thể làm thế nào đây? Sau đó 2 tuần, có tin tức từ Mỹ gửi về. Qua xét nghiệm DNA, Mộc Nguyệt Nhi chính là đời sau của Vân Hùng. Vân Hùng rất là xúc động, sau đó quyết định đến Trung Quốc thăm cháu gái mình. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Trong biệt thự Vân Gia, khu Kim Sơn. Tâm trạng của Vân Hùng tốt hơn, không ngờ bệnh cũng tiến triển tốt. Vào buổi tối, Vân Hùng mời các con cháu đến Vân Gia ăn cơm sau đó là muốn tuyên bố một chuyện. Tuy mọi người không biết lão gia gọi đến để làm gì, nhưng tất cả đều cung kính đợi ở phòng khách. Tất cả mọi người lại đây, có chuyện ta phải nói với mọi người một chút. Vẻ mặt Vân Hùng nghiêm túc. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, rồi nói. Trước khi giải phóng, tôi đã có vợ con ở Trung Quốc, bà ấy là Mộc Hà Hương. Sau này vì một việc, khiến cho tôi cảm thấy phẫn nộ. Vài ngày trước khi quân giải phóng đánh tới Hạng Nam, gia đình họ Vân đã chuyển tới Mỹ sinh sống. Bởi vì ta và Hà Hương có mâu thuẫn với nhau, cho nên đã không đưa bà ấy đi cùng. Hiện tại bà ấy đã chết rồi,
đứa con chung của hai chúng tôi là Mộc Cao Kiệt và con dâu của ta là Tống Mai cũng đã bỏ ta mà đi trước. Tuy nhiên, nhà họ Vân còn có một điều bí mật, Hà Hương còn có một cô cháu gái, nó là Mộc Nguyệt Nhi. Không ngờ bây giờ nó đang tu hành ở Bạch Vân Am, thị trấn Hoành Không, thành phố Hạng Nam, tỉnh Thiên Vân. Chúng ta đã xét nghiệm DNA, chứng minh nó chính là cháu gái ruột của Vân Hùng ta. Đã nhiều năm như vậy rồi, nó một mình sống khổ cực ở Trung Quốc, ta là ông nội chưa từng chăm sóc cho nó một chút nào. Vân Hùng nói tới đây thì bị kích động, ho khan liên tục. Tiền Mị khẩn trương bước tới nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông ấy, nói. Ông, cứ nói từ từ, chuyện quá khứ hãy cứ để cho nó qua đi, đừng quá kích động, sẽ làm bản thân bị tổn thương đấy. Ta không sao, ta thấy rất vui nên mới như vậy. Vân Hùng khoát tay áo, nói. Mấy năm nay, trong lòng ta rất áy náy. Cho nên, để bù đắp cho Mộc Nguyệt Nhi, ta quyết định rút 500 triệu đô la Mỹ trong tổng tài sản cho Mộc Nguyệt Nhi. Ta gọi mọi người tới đấy, chính là để tuyên bố chuyện này. Vài ngày nữa tôi sẽ nhờ luật sư hoàn thiện các thủ tục. Lão gia, như vậy thì quá nhiều ạ. Tiền Mị không nhịn nổi, hừ nói trước tiên. Không hề nhiều, so với những gì Nguyệt Nhi phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Như vậy cũng không thấm vào đâu cả. Vân Hùng nói. Đó là con ngoài dã thú, tôi kiên quyết phản đối việc đưa tiền cho cô gái đó. Tiền Mị ngân mặt lên nói. Tiền Mị, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Mộc Nguyệt Nhi là cháu gái của tôi, đây là sự thật không thể tranh cãi được. Vân Hùng nói. Cha, tổng tài sản của nhà họ Vân cũng chỉ có 1,5 tỷ đô la Mỹ. Con, Hương Hà, Vân Đống đều là do cha sinh ra. Mà tính cả các chú mới có 3 tỷ đô la cổ phần. Thực ra chúng ta chỉ có 1,2 tỷ. Nếu như chia đều ra Mộc Nguyệt Nhi cũng không thể có được 500 triệu. Cha làm như vậy có phải là có chút không thỏa đáng không? Con lớn của Vân Hùng, chủ tịch tập đoàn Vân Thiên chiếm cổ phần khống chế trong Vân gia có chút bất mãn nói. Đúng vậy, nghe nói Mộc Hà Hương là một người ti tiện. Lén lút quan hệ với người đàn ông khác, bà ta sinh đứa con này, con thấy 8 phần có vấn đề. Nhất định là cha bị kẻ có ý đồ xấu mê hoặc rồi. Hay là máu có vấn đề, hoặc là nới giám định có vấn đề. Vân Đống con trai út của Vân Hùng mặt thối ra hừ nói. Láo xược. Một tiếng động rất mạnh, Vân Hùng vỗ vào bàn một cái, ông ta trừng mắt lên liếc nhìn Vân Đống một cái, hừ nói. Con dám thêm bớt vào câu chuyện, những gì con nói đều là chuyện vớ vẩn, có phải con nghe mẹ con nói đúng không? Không phải Mộc Hà Hương ti tiện sao? Không phải đồ ti tiện làm sao có thể lén lút với người đàn ông khác sau lưng cha? Hơn nữa lại con bắt được ngay tại giường. Lão Vân, đứa con loại ti tiện này sinh ra đúng là tiện chủng, ông còn muốn bênh vực bà ta. Đừng nói là cho 500 triệu, dù cho 100 đô la Mỹ thôi cũng không được. Việc này tuyệt đối không được. Thiên hạ của Vân gia là do Vân gia nỗ lực mà có được. Chúng ta không thể đem tiền cho chúng được. Tiền Mị tức giận gào lên. Một cái tát vang lên, trên mặt Tiền Mị hiện rõ 5 ngón tay. Tuy Tiền Mị đã 70 mấy tuổi rồi, nhưng được chăm sóc rất kỹ. Hơn nữa da lại trắng, nhìn qua chỉ tưởng là 50 tuổi. Năm đó Tiền Mị nổi danh với vai chính trong Gánh Xiếc Thú, là đệ nhất mỹ nữ. Ông đánh tôi. Tiền Mị chỉ vào Vân Hùng hỏi. Còn dám mắng chửi lung tung ta sẽ đánh gãy chân của bà. Khí thế tướng quân của Vân Hùng nổi lên rồi, chiếc gậy sáng loáng được đặt trên mặt đất. Tuy đã 80 tuổi rồi, nhưng rõ ràng vẫn rất khỏe mạnh. Bà ấy đã đi rồi, bà nói những lời như vậy có phải là quá đáng không? Tôi có cái gì quá đáng chứ, một người ti tiện như bà ta mà ông vẫn muốn. Còn tôi thì sao, Tiền Mị tôi 17 tuổi đã theo ông rồi. Lúc đến Mỹ, ông có một hộp vàng thỏi. Phải trải qua những ngày gian khó, lúc tập đoàn Hoa Tinh gặp khó khăn, nếu Tiền Mị tôi không tận tâm giúp đỡ, sao có thể có huy hoàng thế này chứ? Mà đến bây giờ cũng đã 50 mấy năm rồi, trong mắt ông, Tiền Mị tôi là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là một cái rẻ rách? Cho dù là ra pháp luật, tài sản nhà này phải chia cho tôi một nửa. Dựa vào cái gì mà lại cho đứa tiện chủng kia 500 triệu? Chẳng lẽ mấy đứa kia không phải là do ông sinh ra? Ông rất thiên vị. Lại vì một tiện chủng mà đánh tôi, Vân Hùng, ông có phải với tôi không? Tiền Mị thét lên chói tai, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng. Việc này tôi đã quyết định rồi, Minh Yêu đã gọi luật sư tới đây rồi. Thái độ Vân Hùng rất kiên quyết, không thể thay đổi được. Cha thật sự muốn cho 500 triệu sao?
Ba anh em Vân Thiên đều phẫn nộ, trừng mắt nhìn Vân Hùng. Các anh chỉ còn gọi ta đây là cha thì không nên cản, việc này ta đã quyết rồi, ngăn cũng không ngăn được đâu. Vân Hùng rất hống hách, khoát tay chặn lại, nói. Ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đã. Vừa nói xong, liền đi luôn. Lão già khốn khiếp. Vân Thiên tức giận đập một cái lên bàn, mặt đen như bao công. Ngay buổi sáng thứ hai, Trương Hùng vội vã gõ cửa. Diệp Phàm ngáp dài hỏi. Vừa mới sáng sớm ra, có chuyện gì vậy Trương Hùng? Có biến, không ngờ chỉ trong một đêm Vân Hùng lại phát bệnh. Hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Trương Hùng nói. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Diệp Phàm nhướng mày, hỏi. Nghe nói buổi tối hôm qua trước mặt mọi người nhà họ Vân Vân Hùng quyết định muốn đem 500 triệu đô la Mỹ cho Mộc Nguyệt Nhi. Trương Hùng nói. Lại như chuyện tranh giành tài sản trong phim ảnh, cha con tương tàn, chuyện của tập đoàn Chính Hà cũng không khác là mấy đâu. Việc này, khẳng định có ẩn khúc, sớm không phát bệnh muộn không phát bệnh, trong một đêm lại bị như thế. Diệp Phàm nói. Ừ, vừa rồi tướng quân kế cũng nói như vậy. Tuy nhiên, việc này, chúng ta phải tranh thủ đến gặp Mộc Nguyệt Nhi, phải theo dõi hành động của Vân Hùng. Trương Hùng nói. Nếu như là giả bệnh, chính là Vân Hùng muốn lén lút làm cái gì đó. Việc lén lút này, nhất định là muốn lập quyền thừa kế cho mọi người nhà họ Vân. Diệp Phàm nói. Con gái cả và con trai thứ hai, còn cả bà vợ tiền mị của Vân Hùng tôi thấy đều bị tình nghi. Mà tiền mị là đáng nghi ngờ nhất, đó là người phụ nữ không đơn giản. Xuất thân từ gánh xiếc thú, coi như là người phụ nữ phong trần. Tôi hoài nghi, lúc trước giữa Vân Hùng và vợ chính Mộc Hà Hương cùng với tiền mị có xảy ra chuyện gì đó. Chẳng lẽ Mộc Hà Hương cũng là bị tiền mị đánh lén hay sao? Trương Hùng nói. Anh nghe được điều gì có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chúng tôi tìm được một người năm đó làm quản gia cho Chu Tước Sơn Trang. Ông ta là Chu Thủy Mạo. Cũng hơn 80 tuổi rồi, tuy nhiên, bởi vì già rồi nên có chút phản ứng chậm chạp. Hỏi cái gì ông ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là đó là chuyện ganh đua 50 mấy năm rồi. Tôi đã sắp xếp đưa ông ấy về đây, bây giờ tới đó xem có thể điều trị cho ông ta được hay không, nếu như có thể làm cho ông ấy khôi phục trí nhớ và tỉnh táo vậy thì sẽ tốt hơn. Trương Hùng nói. 9 giờ sáng, Chu Thủy Mạo đến nơi. Tuy nhiên, như Trương Hùng đã nói, phản ứng rất chậm, chỉ nhớ một số chuyện nhỏ ở Chu Tước Sơn Trang. Về Mộc Hà Hương ông ấy cũng chỉ nói là có sống ở đó, còn là người như thế nào cũng không nhớ rõ. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải dùng đôi mắt ưng cẩn thận đứng lên kiểm tra. Chương 2986, khó thu phục. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không thấy trong cơ thể Chu Thủy Mạo có cái gì không khỏe. Chỉ có mạch và da có chút lão hóa, cũng không có hiện tượng biến đổi thành bệnh. Trái lại, thân thể Chu Thủy Mạo còn tương đối khỏe mạnh, ngoại trừ đầu óc có chút không minh mẫn thôi. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là có tâm bệnh sao? Kế Vĩnh Viễn sờ cằm nói. Hệ thần kinh là phức tạp nhất rồi, để tìm ra cái gốc của bệnh là khá khó, nhưng dùng một vài phương pháp cũng có thể tìm ra. Chẳng qua, tìm ra cũng không có tác dụng gì. Muốn làm cho ông ta khôi phục lại còn khó hơn trèo lên đăng yêu, mà tuổi tác lại lớn như vậy rồi. Các bộ phận trong cơ thể đều hỏng cả rồi. Trương Hùng nói. Để tôi thử lại lần nữa xem sao. Diệp Phàm nói, con rơi được sư phụ tắm một lần nữa bị hắn ép đi ra ngoài chui vào Chu Thủy Mạo. Trước mắt Diệp Phàm thấy rất nhiều hình ảnh mạch máu, con rơi giống như một máy camera từ từ đi phía trước. Tuy nhiên, khi tiếp cận vị trí khu thần kinh trung ương của Chu Mạo Thủy hình như con rơi thấy gì đó nên ngừng lại. Trong lòng Diệp Phàm sửng sốt, khống chế con rơi đứng yên tại chỗ. Sau đó quan sát, dường như phía trước có những mạch máu giống như hình dạng những chiếc lông mọc ở bên ngoài. Nhìn ở bên ngoài, giống như bộ lông trên đầu sư tử. Cái gì thế này? Trong lòng Diệp Phàm đánh dấu chấm hỏi. Vì vậy, liền điều khiển con rơi tiến lại gần. Đột nhiên, bộ lông kia giống như con rắn đang co lại. Trong trực giác của Diệp Phàm dường như có mối nguy hiểm lớn ở đây, hắn chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, đột nhiên bộ lông lại giống như con rắn tấn công rất mạnh ở đây. Con rơi muốn tránh, nhưng bộ lông kia quá nhanh, không ngờ chưa kịp tránh ra, đã bị nó quấn lấy rồi. Hơn nữa, một nhánh to còn có hai nhánh nhỏ, hai nhánh còn có thêm ba nhánh nhỏ nữa. Lần này, cũng không hiểu được là có bao nhiêu nhánh tóc tím quấn vào. Có vẻ như con rơi bị hàng nghìn hàng vạn nhánh tóc quấn vào, Diệp Phàm khống chế muốn rút con rơi ra,
giật vài cái không ngờ không ra được. Hiện tượng này thật là kỳ lạ, bởi vì đó là não của Chu Mao Thủy. Là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của hệ thần kinh trung ương. Diệp Phàm không dám làm mạnh tay, chỉ cần không khớp một chút là có thể mất mạng. Cứ như vậy, con rơi rằng co với những nhánh tóc tím. Bộ lông kia giống như những con vi sinh vật ngày càng siết càng chặt lại, hắn cảm giác mình cũng không thở nổi. Làm sao vậy? Kế Vĩnh Viễn thấy sắc mặt của Diệp Phàm trắng bệch, hơi thở dồn dập. Có vẻ như là khi luyện khí kinh mạch bị tắc rồi hả? Trương Hùng cũng khẩn trương đứng dậy. Khẩn trương nghĩ biện pháp đi. Kế Vĩnh Viễn nói. Không nghĩ ra được cách nào cả, nếu công lực mạnh hơn cả đại ca Diệp thì chúng ta không có khả năng đó. Vẻ mặt Trương Hùng lo lắng. Tuy nhiên, Diệp Phàm không nói gì, hai người chỉ có thể đứng bên cạnh chừng đôi mắt lên sốt ruột. Đúng lúc này, trước mắt con rơi xuất hiện một vật. Nhìn qua giống như là đầu một con sâu gióm. Cái đầu là ba hình nón, mà trên đầu cũng mọc ra tám cái mắt. Miệng mở ra, lộ ra hàm răng bên trong. Mà đám lông màu tím này chính là thứ được mọc ra từ vật đó. Vật này há miệng cắn con rơi, Diệp Phàm nhìn thấy nóng nảy. Trong lúc vô ý không ngờ lại đem ngư long thập bát biến thành ngư dược ưng phi. Oạch, không ngờ lại có thể tách ra được. Quái trùng vừa nhìn thấy nóng nảy, dùng cọng lông của trường xà tấn công. Tuy nhiên, Diệp Phàm không dám dừng lại, điều khiển con rơi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tuy nhiên, quái trùng đuổi đến rất nhanh. Bộ phân chính của nó không di chuyển, chỉ là nhánh tóc tím co duỗi, như là phát tán những cành cây để đuổi theo. Tình huống này có điểm giống như là một giọt mực bị rơi vào giấy sinh tuyên. Diệp Phàm không dám dừng lại, tóc tím đuổi tới phía bên ngoài trung khu thần kinh thì thu dục trở lại, hình như là đã đến cuối rồi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài sau đó đem tình huống này nói một chút với hai vị kia. Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy? Vẻ mặt Kế Vĩnh Viễn khó hiểu. Không rõ lắm, chỉ biết là trong cả cái đầu toàn là quái trùng tóc tím. Nếu nó thường xuyên trú ngụ ở hệ thống thần kinh trung ương trong não của Chu Thủy Mạo. Phỏng chừng là nó ép lên thần kinh của Chu Thủy Mạo, do đó khiến cho thần khí của lão có chút thiếu minh mẫn. Diệp Phàm nói, ừ, não phát ra chỉ thị, thông qua hệ thống thần kinh trung ương, và thông qua các phần cụ thể của các dây thần kinh kết nối chính xác đến các vị trí, do đó điều khiển các hành động. Trương Hùng nói, chúng ta đem tình huống này đi hỏi chuyên gia tổ khoa học năng lượng một chút. Bọn họ hiểu biết sâu rộng có thể biết đó là cái gì. Diệp Phàm cũng cho là có lý, vì thế Trương Hùng gọi điện thoại cho các chuyên gia tổ khoa học năng lượng nói về tình huống này. Chẳng bao lâu, bên kia có hồi âm lại, nói việc này rất có thể là độc của miền Nam Điền Nam. Nếu như nó lớn lên giống như là sâu, phỏng chừng chính là trùng độc rồi. Trong truyền thuyết cách thức chế tạo độc điên, sẽ đem rất nhiều loại có kịch độc như rắn rết, bò cạp rồi bỏ vào trong một dụng cụ. Khiến cho chúng tàn sát, ăn lẫn nhau, cuối cùng còn dư lại duy nhất độc trùng sống sót đó là độc điên. Có rất nhiều chủng loại độc điên, nhiều nhất là có độc rắn, độc chó, độc mèo ma, độc bò cạp, độc cóc, độc côn trùng, độc bay. Hơn nữa, các chuyên gia dự đoán, những đám lông màu tím này phụ thuộc vào một con mẹ, bị khống chế bởi nó. Trương Hùng nói, có phải là người nuôi dưỡng độc mẹ không? Kế Vĩnh Viễn hỏi, đúng vậy. Loại độc mẹ này cũng rất khó để nuôi dưỡng. Nếu như những con phụ thuộc đã bị tổn thương, tình trạng độc mẹ cũng không khác biệt là mấy. Nếu như chúng ta có thể diệt được những con phụ thuộc, thân thể con mẹ sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng hơn là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trương Hùng nói, chuyện gia tổ khoa học năng lượng tỏa chuyên cơ đang tới. Chắc buổi chiều sẽ tới nơi. 2 giờ chiều, hai vị chuyên gia mang theo thiết bị đi tới. Không lâu sau, bắt đầu quét nhìn kiểm tra. Nghe nói đã chụp CT cho Chu Thủy Mạo, làm sao lại không thấy hình ảnh ở đây? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, tuy nói chụp CT có thể nhìn thấy mọi thứ, tuy nhiên, vẫn không thể quét những loại đồ vật đặc biệt. Bởi vì, cái này có tính ẩn náu, trên người nó phản xạ lại sóng quét hình, không khác mạch là mấy. Do đó, anh đã bị nó lừa bịp rồi, tưởng là kinh mạch hoặc thịt mà không quản nó. Một lão chuyên gia tóc trắng xóa tự hào cười, nói. Thiết bị này có nhìn được không? Trương Hùng hỏi. Đương nhiên là được, mọi người có thể không biết. Thái Cùng, xuất thân từ miền Nam Vân Nam. Nếu nói về vấn đề độc, anh ta là chuyên gia về độc. Cho nên, qua nhiều năm nghiên cứu, không ngờ đã có thể tìm ra một dụng cụ chuyên dụng có thể quét từng chút một.
một vị chuyên gia tóc đỏ khác cười nói. Tên này cũng thật là kỳ lạ, không ngờ lại gọi là Thái Cùng. Trong lòng Diệp Phàm oán thầm chuyên gia đầu bạc một câu. Thiết bị bắt đầu làm việc, bởi vì có Diệp Phàm chỉ điểm, cho nên, lập tức định vị được vị trí hệ thống thần kinh trung ương. Không lâu sau, quả nhiên là có phản ứng. Ở trên màn hình xuất hiện một cái trùng không rõ hình dạng. Thái Cùng, lại điều chỉnh dụng cụ, một lúc sau, quái trùng càng được hiện lên rõ hơn. Rắc rối thật. Thái Cùng, có chút khiếp sợ nói. Là như thế nào? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Nếu tôi đoán không sai, loại này được gọi là độc tím thân, là độc có rất nhiều nhánh, rất khó có thể tìm ra người nuôi dưỡng. Loại độc côn trùng này lấy ra rất khó khăn, hơn nữa nó được tạo thành từ mấy chục năm nay. Bằng không, ngay cả người đi vào cũng sẽ bị cắn trả mà chết. Thái Cùng, nói. Có thể diệt nó không? Diệp Phàm hỏi. Nếu độc này ở vị trí khác thì sẽ dễ hơn một chút, chúng ta có thể theo dõi việc sử dụng thuốc bằng camera. Sau đó dùng một ít thuốc độc để lấy độc trị độc, diệt nó. Tuy nhiên, làm như vậy kết quả sẽ khiến các bộ phận trên cơ thể được chú đóng đều bị thương nặng. Mà hiện tại nó chú đóng trong các bộ phận của hệ thống thần kinh trung ương của bộ não, như vậy là không dễ để giải quyết rồi. Cho dù là giết được nó, phỏng chừng Chu Thủy Mạo cũng không tốt hơn được mấy. Bộ não làm sao có thể chịu đựng được sức ép như vậy có phải không? Thái Cùng, khẽ lắc đầu. Có thể khống chế phạm vị của người nuôi dưỡng độc, không thể kiểm soát được nó nếu khoảng cách xa mấy ngàn cây em đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, đó là điều không thể, việc nuôi dưỡng độc và trình độ công lực cũng có quan hệ. Ví dụ như cao thủ ngũ đẳng, có thể khống chế nhiều nhất trong phạm vi hơn 10 dặm. Nếu như là cao thủ 12 đẳng, có thể khống chế ở trong phạm vi trên 100 cây em. Còn trình độ cao hơn, tôi cũng không rõ lắm. Đương nhiên, cho dù là vượt qua phạm vi này, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút cảm nhận được. Trừ phi anh vượt quá nhiều so với phạm vi cho phép. Tuy nhiên, người nuôi dưỡng cảm giác được, nếu trên cơ thể của anh có độc, có nghĩa là sẽ không cho anh thoát ra bên ngoài phạm vi khống chế. Hơn nữa, loại này không có khả năng nuôi dưỡng nhiều, có thể khống chế đồng thời được 2 đến 3 mục tiêu đã là đại cao thủ rồi. Bình thường chỉ có thể khống chế một cái cũng là không tệ rồi. Tuy nói loại độc tím thân này lợi hại, nhưng nếu như các nhánh còn bị diệt vong, khẳng định nhánh mẹ cũng bị thương nặng, việc nuôi dưỡng các nhánh cũng không khác biệt lắm. Thái Cùng, nói. Nếu đó là một âm mưu, vậy tại sao lại nhằm vào một quản gia như Chu Thủy Mạo? Vậy rất có thể, Chu Thủy Mạo biết cái gì đó, nhà chủ không muốn cho ông ta nói ra, mới biến ông ta thành thế này. Việc này có liên quan đến nhà họ Vân chăng? Mà đột nhiên Vân Hùng bị đột quỵ, có phải nguyên nhân cũng là chúng loại độc trùng này không? Diệp Phàm nói. Cũng có thể. Kế Vĩnh Viễn gật gật đầu. Chúng ta có thể dụ rắn ra khỏi hang không? Diệp Phàm hỏi. Dụ như thế nào chứ? Bộ não rất phức tạp, cơ bản là chúng ta không thể đi vào. Cho dù là phẫu thuật cũng không được. Một khi đi vào, Chu Thủy Mạo chắc chắn sẽ chết không còn gì phải nghi ngờ. Thái Cùng, nói. Việc này ông không cần phải lo, tôi sẽ nghĩ cách. Ông chỉ cần nói cho tôi biết có thể thông qua việc quấy nhiều mà dụ được người nuôi dưỡng độc đi ra ngoài không? Diệp Phàm hỏi. Có thể dùng cách quấy nhiễu, ví dụ, anh quấy nhiễu, khiến cho trùng độc không động đậy, hoặc là khiến cho chúng đau đớn. Thông qua các nhánh con nhánh mẹ có thể cảm giác được. Bình thường người đó sẽ đi qua nhìn một chút, bằng không, bản thân người đó cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng đây là bộ phận của hệ thống thần kinh trung ương não bộ, anh quấy nhiễu ở trong đó. Nếu như chọc cho trùng độc làm loạn, rất có thể Chu Thủy Mạo sẽ chết. Vẻ mặt, Thái Cùng, thận trọng, nói. Nghe nói anh Sa đã đỡ hơn rất nhiều, anh ấy có tới đây không? Diệp Phàm hỏi. Anh ấy đang tới đây. Chuyên gia tóc đỏ nói. Thế này nhé, tôi sẽ quấy nhiễu độc trùng, tôi sẽ hết sức bảo vệ Chu Thủy Mạo. Còn anh Sa chịu trách nhiệm bắt nó lại. Diệp Phàm nói. Được, quyết định như vậy đi. Kế Vĩnh Viễn nói. Chương 2987, chính sách đãi ngộ. Mấy người lại thương lượng thêm một lúc nữa, sau đó nghỉ ngơi một chút. 5 giờ chiều xa nhất đao đến đây. Nghỉ ngơi một chút sau đó Diệp Phàm lại ép con rơi chui vào. Vừa đi vừa tấn công độc kia, trong lúc bất chợt độc trùng bị con rơi hóa thành lưỡi dao chặt đứt mấy cây tóc tím, trùng độc nổi giận. Lông tím giống như rắn quấn tới, tuy nhiên, con rơi thay đổi nhanh chóng thành ngư long thập bát. Tách não bộ ra từng thành phần có trùng độc ẩn náu. Đương nhiên, nội tức con rơi bị phân tán,
đưa việc kiểm soát vượt mức cho phép, để tránh cho Chu Thủy Mạo bị thương. Sa Nhất Thiên đeo kính nhìn ban đêm đứng trên một cây đại thụ ở Sơn Trang, đôi mắt quét nhìn cả bốn phía. May là Chu Thủy Mạo đã dùng thuốc mê, nếu không cũng phải đau đến chết mất. Hơn 2 tiếng đồng hồ qua đi, một tên bị Sa Nhất Thiên lôi ra ngoài. Diệp Phàm cũng khẩn trương lui con rơi về, thiếu chút nữa hắn cũng thoát lực. Vừa phải chọc cho độc tím thân tức giận, vừa phải bảo vệ tính mạng của Chu Thủy Mạo, thật là làm khó cho Diệp Phàm. Một lúc sau, Diệp Phàm mới tỉnh táo lại. Nhìn lên, lại thấy đôi mắt hình tam giác của người đàn ông trung niên, mặc trang phục của người Miêu. Trên đầu còn đội một chiếc khăn lông. Ông tên là gì, nhà ở đâu, đang làm gì? Diệp Phàm tra hỏi như công an. Hừ, tên kia hừ một tiếng không đáp trả. Không cần phải giả ngu ở trước mặt tôi, độc tím thân có phải là do ông nuôi dưỡng hay không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Chu Thủy Mạo vẫn còn đang hôn mê. Độc tím thân nào, có phải anh thấy nhiều trong phim ảnh phải không? Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nói ra được sao? Ông ta vặn lại. Nếu ông không nói, chúng ta sẽ giết chết độc tím thân là được. Đột nhiên Diệp Phàm dùng những lời nói mạnh mẽ đầy ma thuật, lạnh lẽo nói. Tin rằng mọi người cũng không dám, não bộ sẽ gây sức ép khiến người đó chết đấy. Người trung niên thốt lên. Ha ha ha. Người trung niên biết mình bị trúng kế, lập tức im miệng lại. Không cần phải giả bộ đâu, nếu không, chúng tôi có thể bắt lại ông. Đương nhiên là sẽ có biện pháp để gây sức ép cho ông. Diệp Phàm thản nhiên cười. Anh dám, hiện tại đã có pháp luật. Tôi đi ra ngoài người trong nhà đều biết, nếu Đồ Các Lực tôi không thể quay về, người nhà tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đồ Các Lực hét lớn. Ha ha ha. Trương Hùng cùng Diệp Phàm đều mỉm cười. Cười cái gì, bây giờ không phải là thời ngày xưa. Hơn nữa, tôi có người thân làm ở công an tỉnh. Đồ Các Lực có chút ngạo cuồng nói. Vậy thì tốt rồi, nhìn xem đây là cái gì. Trương Hùng bỏ thẻ công an ra, Đồ Các Lực có chút nghi hoặc lật đi lật lại xem, lập tức sắc mặt trắng bệch ra. Việc ông làm đã làm nguy hiểm đến an ninh của quốc gia, chỉ với những việc ông làm, chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý ông. Bởi vì, đồng chí Chu Thủy Mạo là một nhân viên an ninh. Năm đó được phân công ở bên cạnh theo dõi Vân Hùng. Đương nhiên, lúc đó còn chưa có bộ an ninh quốc gia. Chỉ có bộ đội trinh sát quân giải phóng. Như thế nào, hãy thành thật giải thích đi chứ. Nếu như có thể khiến chúng tôi hài lòng, nếu như không có việc gì sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại, chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý ông. Hơn nữa, chuyện của ông làm động chạm đến an ninh quốc gia. Có thể còn nguy hiểm đến cả người nhà của anh. Vẻ mặt Trương Hùng thản nhiên, giống như nói một chuyện không có liên quan gì đến. Những chuyện ở Bộ An ninh Quốc gia bây giờ vẫn là bí ẩn. Như chuyện, giết người, trong dân gian truyền đi rất nhanh đấy. Trên thực tế không phải chuyện gì cũng đúng, tuy nhiên. Dân chúng lại rất tin tưởng. Đương nhiên, đôi khi vì an ninh quốc gia, tất cả mọi thứ đều là bình thường. Hai, mọi người hãy tha cho tôi được không? Đồ Các Lực thở dài, biết hôm nay không thể tránh khỏi được. Bởi vì, chức vụ của Trương Hùng quá cao, muốn tiêu diệt mình thật đúng là có thủ đoạn đấy. Đồ Các Lực biết, an ninh quốc gia không thể làm càn được. Nhưng, nếu người có chức vụ cao như Trương Hùng lại muốn tiêu diệt người khác, hoàn toàn có thể dùng một số biện pháp để giải quyết. Phỏng chừng cuối cùng chính mình cũng không có kết cục tốt. Còn phải xem biểu hiện của ông như thế nào đã. Kế Vĩnh Viễn liếc mắt nhìn một cái hừ nói. Tôi là Đồ Các Lực, người thành phố Côn Đức phía nam tỉnh Vân Nam. Tuy nói là gia đình chuyên chế độc, nhưng, người trong nhà chúng tôi cơ bản cũng không hại người khác. Bình thường chỉ kinh doanh, cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Tuy nhiên, năm đó ông nội Đồ Long của tôi bị một thổ phỉ tấn công bị trọng thương. Thấy ông tôi sắp chết, một người con gái tên là Tiền Mị đã cứu ông. Không thể tưởng tượng được cô ấy cũng biết dùng độc, chẳng qua không lợi hại bằng ông nội của tôi thôi. Chỉ hiểu được một chút cơ bản thôi. Cuối cùng, cô gái đó muốn học độc, ông nội không có cách nào, bởi vì đó là ân nhân, cho nên đã dạy cho cô ấy. Hơn nữa, cô gái ấy còn yêu cầu nhà họ Đồ chúng tôi hạ độc Chu Thủy Mạo, còn dùng loại độc tím thân vương lợi hại nhất. Nhoáng một cái đã 50 năm trôi qua, tuy nói ông nội vẫn còn khỏe mạnh, nhưng, ông đã già rồi, đã không có thể khống chế được độc tím thân vương rồi. Tuy nhiên, độc nhà chúng tôi nhất định phải truyền lại theo thế hệ. Ông nội đem truyền cho cha tôi, cuối cùng cha tôi lại truyền cho tôi. Tuy nhiên,
cha tôi đã ra đi trước ông nội của tôi rồi. Đồ Các Lực nói, còn như vậy nữa, đúng là không tồi. Thái Cùng, nghe xong, lập tức hứng thú. Nếu có thể đem cái này dùng ở tổ đặc nhiệm A, chẳng phải là sẽ có lợi quá rồi. Anh không cần vui mừng, chỉ có quan hệ huyết thống trong nhà họ Đồ chúng tôi thôi, ví dụ như cha truyền cho con mới được. Những người khác cho anh phương pháp cũng không có tác dụng. Bởi vì, đây là phải là cùng dòng máu. Đồ Các Lực cũng không ngu, lập tức nói. Cái đồ gì mà, chỉ người Đồ gia các ông mới có thể dùng. Thái Cùng thấy chán nản. Nó vốn là do tổ tiên nhà họ Đồ chúng tôi nghiên cứu ra, chỉ thích hợp với Đồ gia chúng tôi. Ông nội cũng đã từng thử truyền ra ngoài, cuối cùng đã hại chết người trong nhà. Không ngờ Đồ Các Lực có vẻ hơi đắc ý, nói. Điều này chứng tỏ tiền mị cũng có thể sử dụng đúng không? Diệp Phàm hỏi. Tuy nói cô ấy có được phương pháp sử dụng độc của chúng tôi, nhưng ông nội cũng không thể đem hết bí quyết dạy cho cô ấy. Cho nên, cô ấy cũng không thông thạo cho lắm. Điều đó chứng tỏ, trình độ sử dụng độc thuật của cô ấy cũng chỉ bình thường so với nhà họ Đồ chúng tôi. Đồ Các Lực nói. Lúc trước vì sao tiền mị không bảo các ông giết chết Chu Thủy Mạo, chẳng phải là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong hết sao? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hỏi. Cô ấy có thể giết một cách dễ dàng, tuy nhiên, nguyên nhân là gì rốt cuộc chúng tôi cũng không rõ lắm. Người ta bảo làm như vậy, chúng tôi chỉ làm như vậy. Việc này, ông nội của tôi cũng không biết rõ lắm. Đồ Các Lực nói. Bây giờ ông nội của anh ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy ở nhà khách Giang Hoa ngay bờ sông bên kia. Bảo tôi sang đây xem qua, có phải độc trên người Chu Thủy Mạo có điều gì khác thường không? Hoặc là có thể gặp được cao thủ dùng độc, không ngờ được tôi vừa đến đã bị mọi người bắt rồi. Mấy vị kia thật lợi hại, tôi còn chưa kịp xử lý gì, mà trước mắt đã tối sầm lại đến đây. Đồ Các Lực có chút ủ rũ, nói. Trương Hùng, anh lập tức cho người đến mời Đồ Long đến đây. Chú ý, phải lễ độ một chút. Diệp nói, Trương Hùng gọi điện thoại cho người đi ngay. Anh Sa, thân thủ của Đồ Các Lực thế nào? Kế Vĩnh Viễn hào hứng hỏi. Nếu tôi không đoán sai, Đồ Các Lực, có phải anh là cao thủ thất đẳng có phải không? Sa Nhất Thiên hừ nói. Ông đã biết rồi còn hỏi làm gì? Vẻ mặt Đồ Các Lực lạnh tanh. Thất đẳng, lại biết dùng độc, còn là một cao thủ về độc, lớn lên trong một gia đình chuyên về độc đấy. Không tồi không tồi, là một nhân tài. Kế Vĩnh Viễn sờ cằm giống như là một bảo bối, Diệp Phạm hiểu, trong lòng Đồ Long có 3 giây đồng hồ. Phỏng chừng thằng này không chạy trốn ra khỏi tổ đặc nhiệm A rồi. Tuy nói, Thái Cùng, cũng xuất thân từ trong gia đình thuật độc, nhưng nghe nói sức khỏe Thái Cùng, từ nhỏ đã không tốt. Cho nên, công lực cũng không cao, mới ở cấp tam đẳng. Đến bây giờ còn không được coi là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, chỉ có thể là người sai vặt ở tổ khoa học năng lượng. So với anh ta Đồ Các Lực mạnh hơn nhiều, tuy nhiên, sự am hiểu về cách thức dùng độc của Thái Cùng lại rất phong phú. Kế Vĩnh Viễn nhìn thấy Đồ Các Lực đang run lên, nói. Mọi người vừa nói là tôi lập công chuộc tội sẽ bỏ qua cho tôi sao? Điều đó là đương nhiên, chẳng những sẽ bỏ qua cho anh, mà còn có chế độ đãi ngộ anh. Vẻ mặt Kế Vĩnh Viễn nghiêm chỉnh nói. Đãi ngộ. Đồ Các Lực thì thầm một câu, lắc lắc đầu, tên này cũng không ngu, khẩn trương nói. Chỉ cần mọi người thả cho tôi trở về, cho dù không có đãi ngộ, tôi cũng dốc hết sức để làm. Ha ha, anh là nhân tài, đương nhiên là phải có chế độ đãi ngộ rồi. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Các anh muốn lật lọng hay sao? Đồ Các Lực cũng không ngu, phỏng chừng, đãi ngộ, này là có vấn đề. Nói cái gì thì nói, những việc anh vừa làm là nguy hại đến an ninh quốc gia. Đồng chí Chu Thủy Mạo là một nhân viên tình báo đặc biệt của Bộ An ninh Quốc gia chúng ta, hiện tại bị anh hại cho thành bộ dạng như vậy. Làm mất đi nhiều thông tin. Khiến cho Vân Hùng bỏ trốn tới Hoa Kỳ thành công, hơn nữa, cũng do Chu Thủy Mạo bị như vậy, khiến cho quân giải phóng bị tổn thất một trung đội. Anh suy nghĩ một chút đi, theo pháp luật, anh mất mấy cái đầu. Việc này, còn liên đới đến ông nội, gia đình con cái của anh. Vẻ mặt Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc, quay đầu lại nháy mắt một cái với Diệp Phàm, hừ nói. Cho dù chỉ cả nhà anh vào tội phản quốc cũng hoàn toàn bình thường. Bởi vì, thuật độc của anh là mang tính di truyền. Chỉ truyền lại cho con của anh. Vì vậy, cả nhà bọn họ đều phải chịu trách nhiệm sao? Diệp Phàm cố ý thêm vào một câu. Trong lòng hắn đúng là muốn cười, không thể tưởng được tướng quân Kế Diễn cũng không tệ, thuận miệng nói bậy lên.
việc này không có liên quan đến con của tôi, nó không dùng thuật độc. Vợ tôi cũng không có liên quan gì cả, mọi người muốn trị cứ trị mình tôi thôi. Đồ các lực nóng này, hét lớn. Anh hét lên cái gì, anh không nghe thấy chúng tôi có chính sách đãi ngộ sao? Nghe một chút rồi lựa chọn cũng không có muộn đúng không? Vẻ mặt Kế Vĩnh Viễn nghiêm khắc la dày. Vậy mọi người nói một chút trước đi. Đồ các lực cúi đầu xuống. Ngay sau đó, tướng quân Kế bắt đầu, ba nguyên tắc tám điều phải chú ý, rồi. Nói rất lớn, vừa đấm vừa xoa. Diệp Phàm nghe thấy chố mắt đứng nhìn, còn Trương Hùng đứng ở bên cạnh nháy mắt. Thế nào, đãi ngộ của chúng tôi cho anh không tồi chứ? Kế Vĩnh Viễn nói xong còn quay lại hỏi một câu. Chương 2988, vừa đấm vừa xoa. Ôi, đây căn bản là nhập ngũ mà, phiền phức, tôi kinh doanh một chút còn thoải mái hơn. Hơn nữa, các anh lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Đồ các lực thở dài. Vớ vẩn, anh vốn là tử tội, gia nhập chúng tôi tuy có nguy hiểm, nhưng thực tế nguy hiểm cũng không lớn. Anh có thể thả trùng từ xa có phải không nào? Hơn nữa, anh chính là đã gia nhập chúng tôi rồi. Đến lúc đó, sẽ đề bạt đặc biệt, lập tức có thể lên quân hàm trung tá rồi. Nghĩ xem, mặc lên người bộ quân phục lẽ nào lại không bằng anh buôn bán hay sao? Hơn nữa, anh vẫn có thể tiếp tục việc buôn bán của anh, việc này tổ không can thiệp. Chỉ là khi có nhiệm vụ thì trở về là được, trên đời khó mà kiếm được việc làm như thế này. Nhận tiền trợ cấp của nhà nước, tiền lương, mà vẫn tiếp tục được kiếm tiền riêng, đó chẳng phải là tự do thoải mái quá còn gì. Hơn nữa, cũng chẳng sợ người khác ức hiếp anh chỉ cần hô một tiếng, thì cảnh sát cũng chẳng dám gây chuyện với anh có phải không nào. Hơn nữa, là một người TQ, một công dân TQ, đều phải có một lòng yêu nước. Kế Vĩnh Viễn nói, đưa giáo dục chủ nghĩa yêu nước vào, không hổ là lão cán bộ. Ai dám bắt nạt tôi, thuật khống chế trùng của tôi sẽ làm gỏi người đó. Không ngờ Đồ Các Long nói một câu, tỏ ra không phục. Anh nói gì thế, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh xem, hôm nay anh không gặp nạn, nếu có sự bảo đảm của chúng tôi, người bình thường cũng chẳng dám ra tay lung tung với anh có phải không nào. Nếu không, việc như hôm nay, người ta phản công lại thì có lẽ anh đã xong đời rồi. Kế Vĩnh Viễn nói, ôi, Đồ Các Lực thở dài, nói, việc này, các anh đừng ép tôi gia nhập. Thực ra, nói rõ một chút, tuy chúng tôi là thế gia khống chế trùng, thực tế nuôi trùng rất vất vả. Đến giờ Đồ gia chúng tôi cũng chỉ có tôi và ông nội biết thuật khống chế trùng này. Những người khác trong tộc căn bản không biết gì, việc này, phải cần có thiên phú và căn cốt nhất định mới được. Đừng nói là ai muốn học cũng có thể học được. Có thể xem xét. Vẻ mặt của Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc gật đầu. Đồ Long tuy đã gần 90 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Muốn hỏi việc này, thực ra tôi cũng hiểu vì sao Tiền Mị lại bỏ qua cho Chu Thủy Mạo. Tuy nhiên, ta cảm thấy giữa Tiền Mị và Chu Thủy Mạo hình như có quan hệ gì đó. Có một lần tận mắt tôi nhìn thấy Tiền Mị và Chu Thủy Mạo đi ra từ phòng ngủ. Tuy nhiên, Chu Thủy Mạo lúc đó là tổng quản của Chu Tước Sơn Trang, thỉnh thoảng vào phòng ngủ của chủ nhân xin chỉ thị cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, ta cảm thấy quan hệ của bọn họ có chút không bình thường. Đồ Long nói, biết việc này rất quan trọng, không dám giấu giếm điều gì. Lẽ nào hai người bọn họ thông dâm? Trương Hùng thốt ra. Tôi thấy cũng có khả năng, nếu không, người đàn bà Tiền Mị lòng dạ độc ác này, đến cả chồng là Vân Hùng cũng có thể ra tay, thì với người tình cũng là bình thường. Hơn nữa, vì sao lại không giết Chu Thủy Mạo, Tiền Mị cũng xem như vẫn còn một chút lương tâm. Kế Vĩnh Viễn gật đầu. Mặc kệ đi, Đồ tiền bối, có thể giải được tòng trùng trên người Chu Thủy Mạo không? Còn nữa, khả năng hồi phục của ông ta có nhiều không? Diệp Phàm hỏi. Tòng trùng này đã sống trong não của Chu Thủy Mạo 50 năm rồi, thời gian dài như vậy nếu chưa xảy ra dị biến thì còn có thể giải trừ. Tuy nhiên, nếu đã xảy ra dị biến, thế thì khó nói. Ngay cả chúng tôi người hạ trùng cũng có những lo lắng về việc này. Trùng vốn là một pháp môn rất nguy hiểm. Trên đời này bất kỳ thứ gì cũng có thể dị biến, tòng trùng cũng không ngoại lệ. Một khi đã dị biến, thì sẽ xảy ra cắn trả, ngay cả chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy. Đồ Long vẻ mặt thận trọng nói. Dị biến như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ví dụ như, thuộc tính thay đổi, có tòng trùng sẽ biến từ đực thành cái, có lúc thì có thể biến thành một loại côn trùng khác. Loại tử đống trùng này rất khó khống chế, một khi có dị biến thì sẽ phiền phức lớn. Hơn nữa,
Chu Thủy Mạo tuổi cũng đã cao, không chịu nổi bị gây sức ép. Đồ Long nói, tiền bối hãy xem cái này trước rồi nói. Diệp Phàm ra hiệu cho Thái cùng đưa phim chụp Tử Đống Trùng ra. Không ngờ các anh lại có thể chụp lại được, sự ngụy trang của Tử Đống Trùng rất cao. Dường như không khác gì nhiều so với thịt, bệnh viện cũng có không thể tìm ra. Xem ra, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn. Vẻ mặt Đồ Long và Đồ Các Lực đều kinh ngạc vừa nhìn lên màn hình vừa nói. Vừa nhìn, Đồ Các Long liền kinh ngạc nói. Ông nội, hình như đã có dị biến rồi. Ông xem, trên người nó vốn không mọc lông, bây giờ lông lại rậm rạp. Hơn nữa, lông của nó lại dài như thế, dường như còn mạnh hơn cả cơ thể mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Những cọng lông này dường như còn co duỗi theo quy luật, có lẽ còn có thể biến thành vũ khí tấn công. Đồ Long cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn màn hình, rồi lại liếc nhìn Thái Cùng. Đừng nhìn tôi, những máy móc chụp được thế này tuyệt đối không có vấn đề gì. Thái Cùng lập tức nói. Có thể để Đồ Các Long ép cho trùng mẹ ra trước để chúng tôi nghiên cứu một chút có được không? Diệp Phàm hỏi. Có thể, tuy nhiên, e là khi nó vừa ra thì sẽ cảm nhận được và lập tức sẽ náo động lên. Đồ Long nói. Không sao, chúng tôi giúp các ông. Làm một cái chụp để chụp trùng mẹ trước, cách biệt với thế giới bên ngoài. Diệp Phàm nói. Đồ Long đồng ý. Thái Cùng mang đến một cái chụp bằng thủy tinh, có thể chụp được 3, 4 người. Hơn nữa, đây là loại thủy tinh hữu cơ công nghệ cao nhất, có thể chịu được sức ép của đạn pháo loại nhỏ bắn vào. Sau khi Thái Cùng lắp đặt xong, Đồ Các Long đi vào. Lúc này bắt đầu vận khí công, không lâu sau, hắt hơi một cái. Diệp Phàm phát hiện có một con trùng lông màu đỏ bắn ra từ mũi ông ta. Thứ này hình như còn biết bay nên có thể bắn ra. Nó dùng đuôi cong người lại để bật lên, thân người nó còn nhỏ hơn cả sợi lông, vừa bắn ra đã có thể bay cao đến 2, 3 mét, thực sự khiến cho người ta sợ. Thế này nhé, cậu từ từ mở chiếc chụp ra để cho nó có thể cảm nhận được một chút, nếu quá nguy hiểm thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Hơn nữa, con trùng mẹ này do Đồ Các Long khống chế, chắc sẽ không làm cho cậu bị thương có phải không nào? Diệp Phàm nói. Đồ Long nghĩ rồi cũng đồng ý. Con rơi của Diệp Phàm lặng lẽ tiến vào trong đầu của Chu Thủy Mạo. Không lâu sau, Đồ Các Lực mở một cái khe nhỏ trên chiếc chụp thủy tinh. Quả nhiên, Diệp Phàm phát hiện, dường như con tòng trùng lông màu tím này đã đánh hơi được cái gì đó. Thân người nó quằn quại, rồi thu nhỏ cơ thể lại chỉ bằng 1/10 so với lúc đầu. Thoáng một cái, tòng trùng đã bay ra từ đầu của Chu Thủy Mạo, chắc là men theo đường kinh mạch hoặc đường huyết đi ra. Hơn nữa, từ đống trùng lông dài này vừa bay ra ngoài thì cơ thể phình to ra hơn chục lần bằng đầu ngón tay út, to hơn nhiều so với trùng mẹ của Đồ Các Long. Kế Vĩnh Viễn và Trương Hùng đều cầm một thứ giống như bình chữa cháy, thứ này đương nhiên cũng là do chuyên gia Thái Cùng phát minh. Khi cần thiết có thể phụt ra tia laser nhiệt độ cao, có thể tiêu diệt con trùng này. Tuy nhiên, Lão Kế và đồng chí Tiểu Trương đương nhiên cũng lo lắng, bởi vì tốc độ của con trùng này rất nhanh. Tử Đống tòng trùng giang rộng người ra trong không trung, những sợi lông tím như có tính đàn hồi, lập tức kéo dài ra hơn chục mét, sợi dài nhất cũng gần chạm đến tường. May là đây là tầng hầm, hơn nữa lại rất lớn. Trương Hùng thấy Diệp Phàm ra hiệu cho mình, vội vàng đưa thân thể của Chu Thủy Mạo ra ngoài. Còn hai chuyên gia Thái Cùng cũng nhẹ nhàng lui ra bên ngoài quan sát qua vách ngăn được làm bằng kính. Cử động kỳ quái của tòng trùng, giống như đôi cánh liên tục đập ở trên không, toàn thân bay bổng lên. Kiểu bay này khiến cho người ta thực sự kinh sợ, nó thông qua chấn động không khí mà bay lên. Lần đầu tiên dường như nó rất hưng phấn, phía dưới sàn nhà đầy những sợi lông tím co giãn rất lâu. Đồ Các Long vội vàng há miệng ra, khống chế muốn thu trùng mẹ về. Bây giờ là còn nước còn tắt thôi. Tuy nhiên, rõ ràng là không có hiệu quả gì. Tòng trùng lại bay đến trước mặt trùng mẹ. Sợi lông tím dài phủ trên người trùng mẹ không ngờ lại như sợ hãi. Toàn thân ép sát vào chiếc đĩa không dám động đậy. Xong rồi, trùng mẹ hình như không thắng được tòng trùng. Nhìn tình hình muốn tạo phản rồi. Trương Hùng nói nhỏ. Đúng lúc này, miệng của tòng trùng đột nhiên há ra dọa Đồ Các Long, tuy nhiên, đã muộn rồi. Một luồng sức hút rất mạnh đã bay đến, trùng mẹ bắn về phía trước cũng muốn tránh đi. Tuy nhiên cũng là đã muộn. Trùng mẹ đã bị tòng trùng nhuốt vào trong miệng. Miệng của Đồ Các Long phun ra một ngụm máu tươi, người lập tức mềm nhũn ra. Giết nó đi. Đồ Long hét lên, không còn để ý gì nữa.
Kế Vĩnh Viễn và Trương Hùng vội vàng ấn nút, tia laser nhiệt độ cao nhắm vào tòng trùng bắn tới. Tuy đây là thứ có nhiệt độ rất cao, nhưng nếu số cao thì cũng chẳng thể làm bị thương nổi người đứng bên cạnh. Phần phật, vừa tránh, mấy sợi lông màu xanh rơi xuống không ngờ lại làm cho nó dính sát lên trần nhà. Nó tức giận, thân mình trương phình lên, hướng về phía Kế Vĩnh Viễn và Trường Hùng bay đến. Xa Nhất Đao vội vàng mở bình phun ra hướng vào nó. Tuy nhiên, nó quá hung hãn. Hơn nữa, thân pháp lại rất linh hoạt, ai phun vào nó thì nó liền tấn công người đó. Ba người Kế Vĩnh Viễn, Trương Hùng và Xa Nhất Đao bị nó đánh cho trốn đông tránh tây, tiến thoái lưỡng nan. Xa Nhất Đao thử dùng nội công như đao kiếm chém qua nhưng nó dường như cũng không dễ bị chém chết. Mọi người hãy ra ngoài đi, để tôi, đưa cả đồ các lực ra nữa. Diệp Phàm hét to. Quá nguy hiểm, cậu cũng đi ra thôi, chúng ta cùng nhau tấn công trấn áp nó. Trương Hùng hét. Muốn tất cả cùng ra thì không thể đâu, tôi tấn công nó ngăn chặn nó trước. Không phải lo lắng, Diệp Phàm tôi không dễ chết đâu. Diệp Phàm hét, vung tay ra hiệu cho Trương Hùng và Kế Vĩnh Viễn ra ngoài trước. Xa Nhất Đao vẫn đang kiên trì, tuy nhiên sợ làm Diệp Phàm bị thương nên đành phải nhanh chóng lùi ra phía sau. Bây giờ, dưới đất chỉ còn lại Diệp Phàm và con tử đống trùng kia. Chương 2989, giúp người. Mẹ kiếp, côn trùng kia mau đến đây. Diệp Phàm cũng đã điên cuồng rồi. Dùng thủy công không lâu sau đã để hơi nước ngưng tụ lại. Không lâu sau trước mặt đã hình thành một bức chắn. Kít kít. Côn trùng tử đống phong điên cuồng lao đến, đâm vào bức chắn của Diệp Phàm. Cứ như là đậu giang vậy, vừa lao đến vừa hét. Thấy thời cơ chín muồi rồi, Diệp Phàm đã ép con rơi bay ra, con rơi đã lộ ra móng vuốt sắc nhọn, lao ra. Kít kít kít. Côn trùng kia kêu một tiếng liền bị con rơi cào cho mấy chục cái. Nó cũng đã phát điên, liền mở mồm ra cắn vào bức chắn, nhưng con rơi lại tấn công lần nữa, lần này đã ra những lông tím. Một phát bảy, tám cái nên một lúc sau lông của con côn trùng kia đã bị rụng hết xuống. Nó cũng liền thông minh lên, thấy không dễ gì mà đối phó với người này. Nhưng, Diệp Phàm đã cảm thấy không còn sức lực nữa, con rơi cũng không còn mạnh mẽ nữa nên đã tự động bay vào trán của hắn ta. Con côn trùng kia cũng đã nghỉ ngơi một lát, đột nhiên run lên. Không ngờ lại có thể thu lại từ to bằng ngón tay mà giờ chỉ thành một sợi lông. Cái lông kia cứ như đang bơi trong màng chắn nước vậy. Mồm mở ra, đã có đám máu phun ra, bắn hết vào tấm chắn. Bởi vì không còn sức nên tấm chắn của Diệp Phàm cuối cùng đã không trụ được. Hắn ta muốn nhanh chóng chạy về bên cửa nhưng đã muộn rồi. Côn trùng kia đã tránh được. Không xong rồi. Đâu mất rồi? Diệp Phàm có chút nhợt nhạt hỏi. Xong rồi. Chắc chắn là nó đã vào trong người anh rồi. Nó đã thu nhỏ thì còn nhỏ hơn cả cái kim đó. Có thể thu nhỏ được như nó chính là hiếm có đấy, hàng trăm triệu con cũng khó mà tìm ra. Chỉ là, phiền phức rồi, anh nhanh chóng kiểm tra xem sao. Đồ Long hoảng sợ nói. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, con rơi bắt đầu kiểm tra. Phát hiện ra nó đang ở chỗ đan điền của mình. Mẹ kiếp, để mày lọt vào thân thể tao thì chắc là xong rồi. Diệp Phàm cũng lo lắng, nhanh chóng ép ra lực cuối cùng trong đan điền để mà đuổi nó đi. Lần này ép ra khí đã mất đi một phần lớn. Xèo xèo, côn trùng này hình như là rất vui, lại còn mở to mồm ra để mà nuốt nội lực đó vào. Diệp Phàm thì không ngừng phun ra, còn nó thì không ngừng nuốt vào. Khoảng nửa giờ, Diệp Phàm cảm thấy loạng choạng, bộp một tiếng, đã ngã xuống, đương nhiên là hết sức rồi. Kế Vĩnh Viễn và Xa Nhất Đao đều sợ hãi. Nhanh chóng dìu Diệp Phàm dậy. Phải dùng máy quan sát xem sao. Xem rồi, hình như nó như ăn no vậy lại còn đang ngủ kìa. Nó đang ở vị trí đan điền của đồng chí này. Quái, chẳng lẽ trong người tiên sinh này có gì đó khiến nó yêu quý sao? Vì thế mà nó không nỡ rời đi. Đồ Long cũng nghi ngờ nói. Đồ Các Lực, không có nguy hiểm chứ? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Vừa nãy tuy là nó đã nuốt rồi nhưng Các Long nói là không có thích ứng nào lớn cả. Có thể trong một khoảng thời gian nữa mới được, cái này tôi cũng không nghĩ ra được, theo lý mà nói thì anh ta phải bị trọng thương. Phải đến 3, 5 năm mới có thể lại được. Các Long đầy nghi hoặc nói. Cứ từ từ xem sao. Kế Vĩnh Viễn thở dài, mấy người cũng chẳng hiểu gì cả. Tuy Các Long đã dùng mấy bí thuật nhưng côn trùng kia vẫn ở trong người Diệp Phàm không thèm thò ra. Mà hình như còn đang nằm ngáy nữa. Đã nửa ngày trôi qua, Diệp Phàm cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Cái thứ đó đã chết chưa? Diệp Phàm vừa tỉnh dậy đã liền hỏi ngay. Nhưng Diệp Phàm thấy sắc mặt mọi người đều khó coi nên chắc chắn nghĩ là chuyện xấu rồi. Có phải nó vẫn trong đan điền của tôi không? Diệp Phàm hỏi, nhanh chóng kiểm tra. Cái này thật sự là bó tay rồi. Việc này, bí thư Diệp, chúng tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng tôi có thể dạy cho anh biết bí thuật khống chế côn trùng của nhà họ Đỗ. Anh cứ thử học xem có thể khống chế được nó không. Tôi thấy nó không phải là một côn trùng thông thường mà còn là đế vương của côn trùng đó. Nếu như có thể nghe theo anh thì đúng là giúp bí thư Diệp lên đại tướng rồi. Đồ Long nói, lấy ra đi, chỉ có thể thử xem thế nào thôi. Diệp Phàm cũng chẳng còn cách nào khác nhưng cũng vội vàng học cách khống chế này. Sau đó nhanh chóng đi tìm sư phụ để nghĩ cách, không chừng con rơi cũng có thể ra được. Một ngày đã trôi qua, Diệp Phàm cũng bước đầu học được phương pháp thao tác. Mà không ngờ Chu Thủy Mạo lại tỉnh lại. Chu Thủy Mạo, cô đã ngốc mấy chục năm rồi cô có biết không? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Tôi, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, rốt cuộc là thế nào, còn nữa, các anh là ai? Chu Thủy Mạo vẻ mặt mơ màng hỏi. Chúng tôi là người bên công an, cô đã bị Tiền Mị Hạ độc trùng, từ đó đã ngây ngô, cô đã ngốc 50 năm rồi. Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc nói. Không thể nào, sao Tiền Mị lại hại tôi? Sắc mặt Chu Thủy Mạo lập tức sầm xuống. Cô thật là đáng thương, đã bị người ta làm cho điên mấy chục năm rồi mà giờ vẫn còn mơ mộng, có phải muốn như trước không? Diệp Phàm lắc đầu, châm chọc nói. Tôi không hiểu ý anh nói là gì. Chu Thủy Mạo hừ nói, tố chất của ông ta đúng là không thấp, không hổ danh làm quản gia. Kế Vĩnh Viễn ra hiệu cho Đồ Long nói chuyện. Còn nhớ tôi không? Đồ Long hỏi. Anh là, đúng là người được Tiền Mị cứu phải không? Chu Thủy Mạo dụi dụi mắt nói. Ông còn nhớ rõ tôi, chứng tỏ trí nhớ của ông đã khôi phục nhiều rồi. Đúng, tôi là Đồ Long. Đồ Long liền nói chuyện đã xảy ra. Không thể nào, sao có thể thế được chứ? Chu Thủy Mạo vẫn như đang nằm mơ. Tôi sao phải lừa ông? Đồ Long hừ nói, nhìn mấy người Kế Vĩnh Viễn, rồi lại nói. Cũng không phải họ ép tôi nói ra chuyện này, thì tôi cũng chẳng thèm nhắc đến nữa. Ôi, Tiền Mị, lòng dạ ngươi thật ác, đến cả tôi mà còn hại, đúng không phải người rồi, vậy thì tôi cũng đành bất nghĩa. Chu Thủy Mạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không có họ giúp ông giải độc thì chắc ông cũng mang bí mật này xuống mồ cùng thôi. Đồ Long hừ nói. Tiền Mị chính là nhân vật chính của đoàn xiếc thú, lần trước tướng quân xem xong đã thích Tiền Mị. Có thể làm bà tướng quân đúng là phúc của cô ta. Nhưng thật sự không nghĩ đến, người đàn bà này lại độc ác như thế. Người đàn bà này vì muốn làm vợ cả nên đã tự thân đến dụ dỗ tôi. Bởi vì tôi và tướng quân đã cùng nhau bao năm rồi. Tài sản nào của tướng quân cũng là do tôi quản lý. Đương nhiên tôi cũng không cưỡng lại được. Bởi vì cô ta khi còn trẻ là một người rất đẹp. Mà cô ta từ nhỏ đã luyện tập trong gánh xiếc rồi nên có thể nhanh chóng mà lên giường được. Lúc trên giường công phu cũng thật là nóng bỏng. Tôi tin là trên đời này cũng chẳng mấy người chịu được công phu trên giường của cô ta. Thực tủy chi vị, từ đó về sau chúng tôi đã âm thầm qua lại. Trước giải phóng không lâu, chúng tôi đã nghĩ kế hãm hại vợ chính của Vân Hùng chính là Mộc Hà Hương. Hôm đó đã cho thuốc. Rồi cho một thuộc hạ của tướng quân lên giường cùng Mộc Hà Hương. Tướng quân tận mắt chứng kiến nên đã tát mấy cái khiến Mộc Hà Hương phải lên sơn trang chu tước. Mà người thuộc hạ kia cũng bị tướng quân đánh chết. Tướng quân cũng biết, Mộc Hà Hương đã có chửa mấy tháng rồi. Nhưng dưới sự kích thích của Tiền Mị, tướng quân liền cho rằng đứa con trong bụng Mộc Hà Hương chính là của tên thuộc hạ kia. Không lâu sau, quân giải phóng có đến. Tướng quân chuẩn bị để ra nước ngoài. Rồi tôi không hiểu sao lại thành ra thế này. Trên đời này, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Tôi thật không tưởng tượng nổi, Tiền Mị bình thường rất bình thường mà lại có thể nghĩ ra đủ cách để đạt được mục đích của mình. Mà cũng chỉ là tài sản của nhà họ Vân. Chu Thủy Mạo nói. Những việc tiếp theo sau đó chắc chắn ông không biết đúng không? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm nhưng tôi biết Tiền Mị đã có chửa, đó là đứa con của tôi. Bởi vì thời gian đó tướng quân toàn bận việc quân. Nên chỉ lo cho trận chiến, kiểm tra ngầm nên không ngủ cùng Tiền Mị, tôi cũng bia là cô ấy có thai nên mới trúng kế vậy. Không ngờ con người này, thực ra lại độc ác đến thế, Chu Thủy Mạo tôi tự cho mình thông minh nhưng không ngờ cũng không qua nổi một người đàn bà. Chu Thủy Mạo nói,
Trương Hùng đêm cũng ra nước Mỹ. Còn Diệp Phàm cũng nhanh chóng về Hồng Diệp Bảo. Sau khi con rơi đã kiểm tra kỹ lưỡng, nghĩ rồi nói. Hình như côn trùng này đúng là thích đan điền của tôi rồi. Tôi nghĩ đại bộ phận nó đều có độc, có phải đã thích khí độc đan điền mà tôi phát ra không? Lại còn coi nó là thức ăn nữa chứ? Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như nó không ra ngoài thì chắc chắn là không an toàn. Nếu ngày nào đó mà nó loạn lên thì chắc chắn là tôi phải bỏ mạng rồi. Diệp Phàm lo lắng nói. Nếu đuổi nó ra tôi có thể làm được nhưng cũng thấy tiếc. Nếu như có thể thay đổi nó thành thứ của mình tôi nghĩ khi đánh với đối thủ chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra, hiệu quả cũng sẽ khiến anh lên cao thủ thập nhất đẳng. Mà loại côn trùng này lại bay rất nhanh, hành động nhanh chóng. Nếu như có thể chuyển long thập bát cho nó, chắc chắn sức tấn công của nó sẽ tăng gấp bội. Tôi còn thấy không cần giết nó, thế anh cứ nói pháp trùng của nhà họ Đỗ cho tôi, xem có thể tìm ra được cách nào khống chế nó thêm không. Bức Phương nói, thế là Diệp Phàm nói một lượt về thuật khống chế trùng nhà họ Đỗ ra. Bức Phương nhắm mắt một chút cũng đã nửa tiếng đồng hồ, rồi mở mắt nói. Đúng là có thể tìm ra phương pháp, thế này nhé, để ta thử xem. Dùng phương pháp của nhà họ Đồ để chặn nó đã, ít nhất trong một năm có thể nó sẽ không quấy rối trong thân thể cậu. Đương nhiên nếu làm như thế thì khả năng cậu có thể khống chế nó cũng không phải không có. Chỉ có thể, nói thế nào nhỉ, bên cạnh đan điền của cậu còn có một cuống rốn, cứ để côn trùng này ở đó là được. Tuy nhiên trong thời gian một năm cậu có thể dùng phương pháp của nhà họ Đồ để khống chế nó. Nếu như hoàn toàn không được thì cậu cũng đừng bỏ bức chặn mà tôi làm đây. Bức chặn này nếu muốn làm thì ta sẽ làm cho. Nếu như cậu thấy hoàn toàn có thể khống chế nó thì có thể bỏ ra. Bức chặn này thực chất là một nội khí tinh khiết kết hợp với máu trong nội tạng mà thành. Sau khi cởi bỏ sẽ tự động truyền thành nội khí tinh khiết giúp cho cậu, không hề hại gì cho cậu ngược lại còn có nhiều tác dụng. Bức Phương cười nói. Như vậy lại thiệt cho sư phụ quá rồi. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Chương 2990, bí thư huyện đến cầu kiến. Ha ha, tiểu tử cậu lợi cũng không nhiều mà, nhưng sư phụ đã già rồi, cũng không thể biết được khi nào đến sẽ đến. Dù gì thì cũng chi con còn hơn là chôn theo mồ. Ít nhất nếu như trên đời này còn có một Bức Phương Diệp Phàm thì đúng là tâm nguyện của ta đã thành hiện thực. Bức Phương nói, hiện tại sư phụ đã đến tầng cấp nào rồi, con chỉ nghe nói là bán thần tiên, sau đó là gì thì con cũng không rõ, mà con thật sự cũng không hiểu được. Diệp Phàm nói, người đã đạt bán thần tiên chính thông sẽ không giống với cao thủ thập nhị đẳng. Không phải là vì khai nguyên hay tiệt lưu thậm chí là thuần túy luyện. Mà được chi làm nhân quan, địa quan, thiên quan và đại viên mãn. Đan điền của con đã có những hơi thở hóa lỏng, thì đó chính là đến lúc viên mãn rồi. Mà cảnh giới cao nhất được gọi là cảnh giới niệm khí. Mà giai đoạn của niệm khí được phân ra làm âm bàn, dương bàn, thoát niệm, và khống niệm. Người cũng phân thành âm và dương. Vạn vật cũng có âm, dương. Nói về vũ trụ cũng có âm dương mà. Ví dụ như có mặt trời thì cũng có mặt trăng phải không? Trước có âm sau mới có dương, nên đầu tiên lên đến tầng thứ cũng sẽ liên quan đến quan hệ của ý niệm. Đó là thứ thuộc về tầng lớp tinh thần rồi. Ý niệm này nói trắng ra chính là tư tưởng, là cách nghĩ của con, đến được tầng lớp này con có thể dùng phương pháp của mình để mà giết người. Ví dụ như ta muốn con chết có thể đưa ra nội khí cùng với ý niệm để tấn công. Tấn công thế này không hề có âm thanh, không hề lộ gì cả. Đương nhiên nếu như gặp phải cao thủ thế này chắc chắn con có thể cảm nhận được. Nhưng nếu muốn bước vào cảnh giới này thực sẽ còn khó hơn cả việc lên trời. Bức Phương nói, sư phụ chắc chắn đã đến cảnh giới này rồi. Diệp Phàm tỏ vẻ sùng bái nói. Ha ha, Bức Phương không trả lời mà cười, Diệp Phàm cũng ngại không hỏi nữa. Nhưng hắn ta lại kiên trì hỏi. Sư phụ có thể đùa với Phi Linh đang Tuyết Nha Nha không? Nghe nói Tuyết Nha Nha cũng là bán thần tiên rồi. Nếu như sư phụ chưa đến tầng thứ hai thì cũng không thể thuận buồm xuôi gió mà làm được đúng không? Tuyết Nha Nha à, ha ha, bà ấy cũng vừa mới đến đại viên mãn. Còn nói về bà ấy có thể tiến vào tầng thứ hai được không? Cái này cũng khó mà nói. Nhưng mặt trẻ con nhà họ Tuyết đúng là kỳ lạ, không những có thể khiến thanh xuân của con người kéo dài ra. Mà còn có thể trì hoãn được các kiểu lão hóa, đương nhiên chỉ có thể là trì hoãn chứ không thể nói là không già đi. Chẳng qua dung nhan sẽ biến đổi chậm hơn chút, còn vẫn theo quy luật, con người cũng không thể chậm lại quá lâu được.
giống như Tuyết Nha Nha bị phá công, bà ấy cứ như là lão gia gà vậy. Bức Phương nói, con thấy sư phụ cũng hơn tuổi Tuyết Nha Nha, nhưng không già. Diệp Phàm bắt đầu tâng bốc, thực ra Bức Phương đúng là dưỡng tốt, đã đến tuổi trăm rồi nhưng nhìn cũng chỉ như 50 mà thôi. Mà Bức Phương lại có phong cách, đúng là Mỹ Nam Tử. Ha ha, con có thể nhanh chóng đột phá đến bán thần tiên thì cũng có thể sẽ khiến sự lão hóa chậm lại đó. Đây chính là năng lực đặc biệt của bán thần tiên, mà lực trì hoãn này càng cao sẽ càng lớn. Tại sao mà càng ở tầng thứ cao lại có thể sống lâu hơn, đó cũng chính là nguyên nhân cả đấy. Sư tổ của ta cũng đã 150 tuổi rồi, cũng gần bằng yêu quái rồi. Nhưng cuối cùng cũng phải về đất thôi. Đúng là cũng phải đến thế giới cực lạc kia báo cáo rồi. Đương nhiên sư phụ có thể đột phá một tầng nhỏ, sống thêm 15 năm nữa cũng không khó mà. Đương nhiên là trong tình hình không bị tổn thương nào nghiêm trọng. Bức Phương thoải mái nói. Vậy giờ chắc chắn sư phụ đã đến đoạn thoát niệm tầng thứ hai rồi, chắc chắn là thế. Diệp Phàm lại thấy có cơ hội nói. Tiểu tử này lại đang diễn trò trước mặt ta sao? Muốn ta nói ra sao? Không thể được đâu. Cái gì cần nói ra ta cũng đã nói rồi. Nhưng sư phụ cũng có thể nói, tất cả những người đã đạt đến mức đại viên mãn của bán thần tiên đều không phải là đối thủ của sư phụ. Bức Phương khí phách ngất trời, nói. Nghe nói Trương Vô Đạo của Võ Đăng cũng đã đột phá đến tầng thứ hai rồi ạ. Diệp Phàm hỏi. Ông ta, không có. Ông ta còn ở cảnh giới thấp hơn cả Tuyết Nha Nha. Bức Phương khẽ lắc đầu nói. Sư phụ, những cao thủ như người thường làm gì ạ? Diệp Phàm hỏi, có chút tò mò. Đợi đến khi nào con đến cảnh giới đó thì chắc chắn là biết chúng ta làm gì. Mà ta còn có thể nói với con một chuyện. Có thể đạt đến cảnh giới như chúng ta cũng phải là 70 tuổi rồi. Đến lúc đó chỉ muốn được sống thêm vài năm. Khi còn trẻ thì không thể biết được ý nghĩa của cuộc sống, chỉ là đến tuổi của ta thì mới thấy sống được thêm năm nào là tốt. Cho nên những người như chúng ta đều không ngừng đi tìm những phương thức để có thể tăng thêm công lực, để có thể sống thêm vài năm nữa. Thực ra những người như ta ngày ngày bận với cuộc sống hối hả, nếu như có thể có thuốc hay bảo bối để đột phá công phu thì chắc chắn là đã tìm đến rồi. Đợi đồ tôn của ta ra đời, không lâu sau sư phụ cũng sẽ đến Nam Cực một chuyến. Nghe nói trong lớp băng sâu 10 mét có một loại thảo dược quý. Những thảo dược này hiện thành hóa thạch rồi, nhưng là thảo dược quý, cho dù là hóa thạch nhưng vẫn hữu dụng với chúng ta. Con người mà, có ai lại muốn chết chứ, bao gồm cả ta. Cũng muốn sống thêm vài năm nữa chứ. Bức Phương thổ lộ tiếng lòng. Ôi! Diệp Phàm thở dài. Không ngờ cao thủ hàng ngày đều phải bán mạng vì cuộc sống. Cuộc đời đúng là khó nói, người luyện công thì luôn khao khát được đến tầng cao. Nhưng một khi đã đột phá được lên thì lại già quá rồi. Đến lúc đó cũng chỉ lo cho sinh mệnh, lo sống thêm vài năm nữa thôi. Trương Hùng tốc độ cũng rất nhanh, tối ngày thứ hai, Diệp Phàm cũng đã về đến tổng bộ, Trương Hùng cũng về đến tập đoàn Hoành Không. Việc đã giải quyết xong chưa? Diệp Phàm cười hỏi. Việc này có Thái Cùng và Đồ Các Long giúp đỡ nên rất dễ dàng, bởi vì dù sao thì cảnh giới trùng của Tiền Mị cũng không cao, chỉ là loại bình thường. Nhưng trước mặt Đồ Các Long không thể chịu nổi một trường. Chúng tôi đã phải vào bệnh viện, không đến một tiếng sau thì đã giải được độc trên người Vân Hùng. Trước những chứng cứ xác thực, Vân Hùng đương nhiên là tin tưởng chúng tôi rồi. Mà chúng tôi cũng đã đến nhà họ Vân. Tiền Mị cảm thấy sự việc bị bại lộ rồi, nên đã mai phục muốn hạ thủ Vân Hùng. Nhưng có chúng tôi ở đó, bà ta không làm gì được. Con người này đúng là độc ác, trước mặt Vân Hùng đã tự giải quyết mình. Chỉ có điều khi tắt thở còn cố cầu xin Vân Hùng đừng làm hại Vân Thiên. Bởi vì Vân Thiên là con của Chu Thủy Mạo, Vân Hùng cũng thương cho Tiền Mị, cuối cùng đã cho Vân Thiên công ty với 100 triệu đô la. Đương nhiên Vân Thiên không có vị trí chủ tịch tập đoàn Hoa Tinh. Mà Vân Hùng cũng đã mất mát, tổn thất nói là cần một tuần để chỉnh đốn lại. Thứ hai tuần tới sẽ đến Hoành Không, mà ông đã quyết định để lại toàn bộ tài sản công ty cho hai con là Vân Đống và Vân Hương Hà. Bởi vì chuyện của Tiền Mị mà Mộc Nguyệt Nhi lại là đời sau của người vợ Mộc Hà Hương của Vân Hùng nên Vân Đống và Vân Hương Hà cũng chẳng có ý kiến gì. 6 phần tài sản trong nhà sẽ được trao cho Mộc Nguyệt Nhi, Mộc Nguyệt Nhi sắp thành bà chủ bạc tỷ, có những 800 triệu đô la rồi. Trương Hùng nói, Mộc Nguyệt Nhi có 800 triệu đô. Sau này không chừng lại di cư sang Mỹ, như vậy không phải là hy vọng trong tổ đã tiêu tan sao? Diệp Phàm hỏi. Tổ trưởng cung chắc hài lòng lắm.
nói là không những có được Đồ Các Long đại tướng về thuật chơi côn trùng, thế còn hơn cả Mộc Nguyệt Nhi thập đẳng. Sau khi thông qua thảo luận trong tổ, đã quyết định làm một tổ chuyên nghiên cứu về côn trùng, do những chuyên gia trong tổ nghiên cứu khoa học làm. Còn nói về phần Mộc Nguyệt Nhi, 80% là không thể được, nên kế tướng quân nhanh chóng về, chuẩn bị những công tác cho Đồ Các Long. Trương Hùng nói, việc này chỉ sợ là có chút phiền phức, Mộc Nguyệt Nhi tính tình thế, không chừng không tha thứ cho Vân Hùng mà biết đâu cả 800 triệu kia cũng chẳng cần. Diệp Phàm chau mày nói, vậy thì tập đoàn Hoành không chắc chắn là tổn thất rồi. Trương Hùng lên tiếng, anh xem, anh còn vui hả? Chúng ta phải nghĩ cách để Mộc Nguyệt Nhi chấp nhận chứ. Mộc Nguyệt Nhi có tình cảm với núi Thông Thiên, không chừng sẽ dùng tiền để đầu tư khu du lịch thì sao? Diệp Phàm nói, Trương Hùng vừa mới đi thì bí thư Đỗ Vệ Quốc đến, nói là có đồng chí bí thư huyện Hoàng Cương Lý Nhiên Tinh đến gặp, Diệp Phàm ra hiệu cho anh ta vào. Diệp Phàm vốn không có thành ý với bên huyện Hoàng Cương nên không ra đón mà ngồi trên chiếc ghế xoay đó. Lý Nhiên Tinh cũng đến 40 tuổi rồi, vốn là bí thư đảng huyện Hoàng Cương. Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán bị cái lão hổ tuyên bố là dừng công tác để nghiên cứu. Nên huyện Hoàng Cương không thể không có người quản. Mà Lý Nhiên Tinh lại là người của cái lão hổ đương nhiên nắm cơ hội này mà lên bí thư rồi. Ngồi đi bí thư Lý. Diệp Phàm ra hiệu có ông ta ngồi trên chiếc ghế quay đối diện. Bí thư Diệp, hôm nay tôi đến đây muốn bàn với bí thư một chuyện. Lý Nhiên Tinh rất khách khí nói. Chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra là được. Diệp Phàm nói, cũng có chút khách khí. Chính là chuyện khu sơn cảnh Thông Thiên mà tập đoàn Tinh Đại đầu tư vào, lần này chủ tịch Trương của tập đoàn Tinh Đại đã dục rồi, đều ép đến mức chúng tôi sắp bệnh cả rồi. Lý Nhiên Tinh buồn rầu nói. Các anh đã có cách nào chưa? Diệp Phàm hỏi. Nếu như vi phạm hợp đồng là không được, bằng không chúng tôi sẽ phải bỏ ra những 40 triệu. Việc này chúng tôi không thể cáng được, nên có thể để chúng tôi hợp tác với Hoành không không, cộng thêm cả tập đoàn Tinh Đại để khai thác khu du lịch này được không? Lý Nhiên Tinh nói. Hợp tác thế nào? Diệp Phàm hỏi, liếc mắt nhìn anh ta. Chúng tôi giữ 3 phần, tập đoàn Tinh Đại 3 phần còn lại 4 phần là tập đoàn Hoành không giữ, thế nào? Lý Nhiên Tinh hỏi. Mấu chốt là người của Tinh Đại có đồng ý hay không? Diệp Phàm hừ nói. Vốn họ muốn chiếm 4 phần cổ phần, chúng tôi chiếm 6 phần. Nhưng chúng tôi có thể chuyển một số sang cho các anh, mà họ cũng chuyển một ít cho các anh. Còn về phương thức mức đầu tư thì chúng ta sẽ phân chia lại. Lý Nhiên Tinh nói. Ha ha, các anh chiếm 6 phần, vậy huyện Hoàng Cương đầu tư 300 triệu phải không? Diệp Phàm biết nhưng còn cố hỏi. Chương 2991, thể diện của Tiểu Lam. Bí thư Diệp là người biết chuyện, chúng tôi sao có thể có nhiều tiền như thế? Chúng tôi chỉ bỏ ra 100 triệu, mà toàn bộ đều là vay ngân hàng đấy. Mà cũng phải có những ngân sách ngoài mới có thể nhiều như thế, bởi vì khi đó Trấn Hoành không là do huyện Hoàng Cương chúng tôi quản lý. Núi Thông Thiên này thực ra là một vật báu, đương nhiên cũng có giá trị nhất định đúng không? Lý Nhiên Tinh nói. Ý của bí thư Lý là núi Thông Thiên đáng giá 200 triệu. Diệp Phàm hỏi. 200 triệu có lẽ là ít, thực tế không chỉ có thế. Lý Nhiên Tinh nói. Ha ha, nhưng trước khi các anh đến đây làm thì núi Thông Thiên đã thuộc về tập đoàn Hoành không rồi. Mà nếu như có khai thác thành khu du lịch thì chúng tôi cũng phải bồi thường cho các hộ dân trên núi. Thực tế các anh đã mất đi quyền quản lý núi rồi. Nếu như các anh bỏ ra 100 triệu tức là chỉ có thể chiếm 30% cổ phần thôi. Diệp Phàm cười nói. Lý Nhiên Tinh vừa nghe sắc mặt đã khó coi, nói. Bí thư Diệp, cũng không thể tính như vậy đúng không? Vậy thì tính theo cách của các anh thì quyền quản lý của tập đoàn Hoành không vẫn nên để cho bên huyện Hoàng Cương các anh quy ra nhân dân tệ phải không? Diệp Phàm hừ nói. Việc này. Lý Nhiên Tinh nghẹn họng. Chúng ta nói trắng ra nhé. Giờ quyền quản lý Thông Thiên thuộc về tập đoàn Hoành không chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra rồi, đất và rừng của Thông Thiên đều thuộc sở hữu của nhà nước. Đã sớm chấp hành quy định không được chặt phá rừng. Bởi vì cây trên núi đều là những cây phong thủy của Trấn Hoành không, là núi phong thủy. Các anh đã không còn quyền quản lý, nếu như muốn hợp tác để phát triển khu du lịch cũng được. Các anh bỏ ra bao nhiêu tiền thì sẽ chiếm bấy nhiêu cổ phần. Không thể có được quyền quản lý núi nữa. Còn nói về hợp đồng các anh đã ký với tập đoàn Tinh Đại. Đã vi phạm hay không, đó là việc của huyện Hoàng Cương các anh,
không liên quan gì đến tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Diệp Phàm nói, hôm nay tôi đến đây là có sự ủy thác của đảng ủy để thương lượng với anh. Bí thư Diệp cũng không thể không lưu ý cho chúng tôi chứ. Tuy trấn Hoành Không giờ là thuộc tập đoàn Hoành Không các anh quản lý. Nhưng trấn Hoành Không, bao gồm tập đoàn Hoành Không cũng nằm trên địa phận Hoàng Cương đúng không? Có việc gì thì cùng nhau hỗ trợ phải không? Lý Nhiên Tinh âm trầm nói. Ý anh nói là sao, có phải không muốn hợp tác thì các anh muốn thế nào? Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Theo như nguyên lý ban đầu thì hợp đồng mà chúng tôi ký trước khi trên tỉnh ra thông báo đương nhiên là có hiệu lực. Tuy nói hiện giờ trấn Hoành không thuộc về các anh, nhưng hợp đồng đó vẫn có hiệu lực. Vì thế, ba chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc hợp tác. Các anh không thể lấy vấn đề quyền quản lý thông thiên ra để gây khó dễ cho chúng tôi. Chúng ta có thể nhượng bộ một cách hợp lý, để các anh chiếm 40% cổ phần, đã là nhượng bộ lắm rồi. Mà tập đoàn Tinh Đại chính là huyện Hoàng Cương chúng tôi mời đến. Nếu như không có bên đầu tư thì núi Thông Thiên vẫn chỉ là núi Thông Thiên thôi. Nó sẽ không phát huy được hiệu quả và lợi ích nào cả. Xin Bí Thư Diệp hãy suy nghĩ lại, cũng phải để cho chúng tôi miếng cơm chứ. Lý Nhiên Tinh tức giận, nặng nề nói. Hừ, đối với yêu cầu vô lý của các anh chúng tôi còn có thể để cho các anh cơm ăn sao, tập đoàn Hoành Không chúng tôi còn ra thế nào nữa. Chúng tôi đồng ý hợp tác khai thác, phát triển là đã nể mặt các anh rồi. Các anh lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, quá lắm rồi, các anh quá đáng chứ không phải chúng tôi. Việc này rõ ràng là các anh làm không đúng, các anh vẫn ỷ lại chúng tôi, Lưu Tiêu Thành và Chu Nhất Đán vì sao đã bị cách chức. Anh nên suy nghĩ lại đi. Diệp Phàm phê bình nói. Bí thư Diệp, không thể nhượng bộ được sao? Lý Nhiên Tinh tức giận đứng cả lên. Không. Giờ tập đoàn Hoành Không chúng tôi quản lý Thông Thiên. Chúng tôi mới là chủ của Thông Thiên, nếu hợp tác phát triển thì các anh phải nghe chúng tôi. Chứ không phải là chúng tôi phải nghe các anh, cái này không thể đối lại được. Còn về nói việc của bên anh và tập đoàn Tinh Đại, đó là các anh đã biết tình hình của tỉnh sẽ có quyết định như thế mà vẫn làm, lần này chỉ là cho các anh một bài học thôi. Có những khi đầu cơ trục lợi lại có thể mất mát nhiều. Việc này chẳng hề liên quan đến chúng tôi chút nào cả. Các anh cũng đừng đổ lên đầu chúng tôi, đừng nghĩ là chúng tôi đang cố gắng chơi lại các anh. Đó chính là do các anh tự tạo mà thôi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Hừ, Lý Nhiên Tinh tức không chịu được rồi, mặt mũi xám xịt rồi ôm công văn đi mất. Nghe nói người này lập tức lên tỉnh, có thể là đi kể tội rồi. Bí thư cái, bọn họ đúng là ức hiếp người rồi. Lẽ nào bên chúng ta lại cứ chấp nhận như vậy sao? Nếu như thế thì chúng ta phải bồi thường 40 triệu đó. Mà quan trọng hơn cả chính là chúng tôi không thể nuốt nổi giọng điệu này. Chính quyền huyện Hoàng Cương hàng năm thu nhập bao nhiêu, bạc này cũng không thể béo hơn cả hầu bao của Tinh Đại. Trên tỉnh cũng thật là lạ, quá mức rồi. Chúng tôi ký hợp đồng là trước khi thông báo được ban hành ra, cũng coi là vấn đề được lưu lại trong lịch sử đúng không? Trên tỉnh cũng phải giải thích cho chúng tôi chứ. Không thể cứ để Hoành Không muốn làm thế nào thì làm được. Như vậy hạng nam của chúng ta còn thế nào nữa? Lý Nhiên Tinh là thuộc hạ thân thiết của cái lão hổ nên nói năng cũng không phải nề hà gì. Chuyện này đúng là Tiêu Thành và Nhất Đán đã làm sai. Nhưng cũng đã làm rồi, cũng nên kết thúc thôi. Yêu cầu các anh bỏ ra 40 triệu là điều không thể. Vì thế trước mắt anh phải làm thế nào để có thể giải quyết việc không phải bồi thường 40 triệu kia? Cái Thiệu Trung nói. Chúng tôi cũng muốn nghĩ nên hôm nay mới đến gặp Chủ tịch Diệp của Hoành Không để bàn bạc. Nhưng không ngờ anh ta lại không nể mặt, lại ra vẻ là chủ của Thông Thiên, Hoàng Cương chúng ta không phải là huyện cái bang. Nên cũng không phải đến Hoành Không để mà xin ăn. Lý Nhiên Tinh tức giận nói. Việc này anh còn cách nào nữa, giờ trấn Hoành Không cũng đã do tập đoàn Hoành Không quản lý rồi. Người ta là chủ của Thông Thiên này, không nể mặt cũng đúng thôi. Nhưng việc này, thế này đi. Anh đi tìm Chủ tịch Lam xem sao. Tốt nhất là mời anh ta ra mặt nói với Diệp Phàm xem sao. Cái Thiệu Trung nói. Có lẽ Chủ tịch Lam có ra mặt cũng không tác dụng. Lý Nhiên Tinh nói. Ha ha, chắc chắn là có tác dụng. Ít nhất cũng có thể kiếm được chút lợi ích về cho anh. Chủ tịch Lam là lãnh đạo của các anh mà. Không thể trừng mắt mà nhìn 40 triệu đi toi được. Đến lúc đó Hoàng Cương các anh hết tiền rồi thì lại đến chính quyền đòi tiền sao. Giúp các anh cũng chính là giúp chính túi tiền của anh ta mà. Cái Thiệu Trung cười nói. Vậy tôi thử xem sao. Lý Nhiên Tinh nói xong bước đi.
Ngay buổi tối hôm sau, Lam Tồn Quân đã đến tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm cũng có ở đó, đương nhiên là mời khách rồi. Ông em không có chuyện gì lại không lên điện Tam Bảo sao? Diệp Phàm cũng đã gọi Khổng Ý Hùng và Bao Nghị cùng đến. Ha ha, bí thư Diệp đúng là đoán rất đúng. Lam Tồn Quân cười nói. Là đồng chí Lý Nhiên Tinh bảo anh đến có phải không? Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp vẫn là bí thư Diệp, còn cái gì có thể đoán chính xác hơn nữa không? Lam Tồn Quân cười nói, nhìn Diệp Phàm nói. Huyện Hoàng Cương làm những chuyện vừa qua đúng là không đúng nhưng, nói thế nào, tập đoàn Hoành Không cũng phải chiếu cố cho thể diện của hãng Nam chứ. Không phải chúng tôi không nể mặt mà là một số đồng chí của Hoàng Cương quá tham lam rồi. Diệp Phàm nói. Đúng, theo như tỷ lệ cổ phần họ nói thì đúng là có chút nhiều. Nhưng bí thư Diệp cũng không phải là ít, có thể hai bên cùng nhường chút không? Lam Tồn Quân nói. Thật ra về việc khu du lịch thông thiên nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Đợi để xem sao, nếu chỉ có Tinh Đại Đầu và Hoàng Cương đầu tư 300 triệu thì cũng khó mà làm được. Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế. Bí thư Diệp đã tìm được người thứ ba rồi à? Lam Tồn Quân sửng sốt hỏi. Vẫn còn chưa xác định được, hy vọng là có thể được. Là một khách lớn, nếu như đồng ý thì cũng có thể đầu tư đến 500 triệu. Chúng tôi có tôn chỉ là phải làm được chuyện này chứ cứ bàn tán không được. Bởi vì tốc độ khôi phục lại của Hoành Không đang bình thường mà có thể là quật cường lại. Nếu chỉ nói không cứu được Hoành Không. Diệp Phàm nói. Có thể cho biết thông tin về đối phương không? Lam Tồn Quân cũng cao hứng. Tạm thời không thể nói được, đúng là không tiện nói. Diệp Phàm thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc lại. Nhưng tập đoàn Tinh Đại đang ép lắm rồi, theo như hợp đồng thì còn lại 5 ngày. Nếu như đến hạn thì chắc chắn Hoàng Cương sẽ phải trả 40 triệu như vậy thì kiếm đâu ra số tiền lớn vậy. Lam Tồn Quân chau mày nói. Thật đúng là phiền phức, bên kia nếu có trả lời cũng phải gần nửa tháng nữa. Diệp Phàm cũng thấy khó khăn. Có thể nghĩ một cách nào thỏa đáng để xử lý việc này không, mà không thể can thiệp đến chuyện bồi thường kia không? Lam Tồn Quân hỏi. Cứ phải bàn bạc đã, tôi nể mặt anh Lam, nên cũng sẽ nhượng bộ. Có thể để Hoàng Cương chiếm một cổ phần nhất định nhưng không thể vượt quá 5%. Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của tập đoàn Hoành Không rồi. Đừng chỉ nhìn là có 5%, nếu như tính ra cũng đến mấy chục triệu đó. Diệp Phàm nói. Rất cảm ơn anh, bên Hoàng Cương đầu tư 100 triệu. Nếu như có thể có 15% cổ phần thì cũng được rồi. Lam Tồn Quân ra bộ hiểu được, anh ta cũng biết Diệp Phàm không thể nhượng bộ quá nhiều, 5% đã là quá nhiều rồi. Lý Nhiên Tinh nghe xong cũng không mấy hài lòng nhưng dù sao cũng biết đây là ưu ái cuối cùng của Hoành Không rồi. Thế là sáng ngày hôm sau cho người đến, người của Tinh Đại cũng ở đó, đương nhiên cũng phải bồi thường cho họ ít rồi. Hạn ngạch đầu tư sau một ván tẩy bài đã tăng thêm, mà phần đầu tư của Tinh Đại lại thấp xuống. Nháy mắt đã đến thứ hai ngày mùng 8 tháng 5. Đồng chí Cái Thiệu Trung dưới sự lãnh đạo của các đồng chí trong ban tổ chức đã đến tổng bộ Hoành Không, đứng trước bãi cỏ trước tòa nhà Hoành Không, trông rất tự hào. Còn cố ý đứng ở đó một lúc lâu như muốn tuần tra địa bàn của mình. Chương 2992, Cái Thiệu Trung ngẩng đầu tiến thẳng về Hoành Không. Nhưng Cái Thiệu Trung có chút mất mát chính là tuy ngồi vào vị trí cũ của Vệ Ngọc Cường nhưng lại không được cả chức trợ lý chủ tịch tỉnh như ông ấy. Đây chính là vị trí cấp phó tỉnh chỉnh, mà Vệ Ngọc Cường còn là bí thư đảng ủy Hoành Không, không kiêm chức gì hết trong chính quyền tỉnh. Cấp bậc của ông ấy chỉ có thể theo tiêu chuẩn vấp phó thôi, cũng như Diệp Phàm, cũng là đánh bóng gần thôi. Mà Diệp Phàm còn kiêm cả chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nếu như nói về quyền lực thực tại thì Diệp Phàm còn hơn ông ta chút. Dù sao Diệp Phàm cũng còn treo một chiếc trống, các đồng chí ở dưới cũng phải suy nghĩ có đúng không. Mà Cái Thiệu Trung anh lại là đến nơi khác nên người ta sẽ không thèm để ý đến. Bởi vì anh chỉ là một bí thư đảng ủy của doanh nghiệp mà thôi. Đương nhiên trong nội bộ tập đoàn Hoành Không, Cái Thiệu Trung hoàn toàn xứng đáng là nhân vật số 1. Diệp Phàm đã bỏ đi chức bí thư sẽ thành nhân vật số 2. Bí thư Kim, ngày trước Vệ Ngọc Cường kiêm cả chức trợ lý chủ tịch tỉnh. Mà cũng là trợ lý chủ tịch cấp phó tỉnh. Sao sau này lại bị điều đi, đến tập đoàn Hoành Không lại không còn trước đó nữa. Cái Thiệu Trung có chút không phục, buồn bực nói. Buổi tối sau khi ăn tối xong đã gọi điện bảo Kim Nhân Viễn đến hỏi chuyện. Thiệu Trung, anh cũng phải biết chứ, lần này anh có thể ngồi lên, đồng chí Tiền cũng bỏ ra không ít sức lực, anh cũng phải biết quan hệ lợi hại chứ. Kim Nhân Viễn nói,
Không phải là Diệp Phàm đã cho người ra chặn chứ? Cái Thiệu Trung liền nói. Bên trên rất công bằng, Kiều Viễn Sơn và Ninh Chí Hòa cùng nhau cưỡng chế. Anh cũng biết Diệp Phàm ngay từ đầu đã gây mâu thuẫn với anh. Có thể để anh đến Hoành Không, Lão Tiền cũng đã phải lên tiếng. Mà ở tập đoàn Hoành Không, họ chắc chắn không thể để cái Thiệu Trung anh quá nhiều quyền lực được. Bởi vì kỳ vọng của họ đều đã ủy thác lên người Diệp Phàm rồi. Mà Diệp Phàm mới đến chưa được 3 tháng, nhưng đã làm được bao nhiêu việc lớn, nên mọi người đều đã cảm phục. Nếu không phải vì anh ta còn quá trẻ thì chắc đã khác, và trước này cũng khó mà đến lượt anh được. Cho nên anh phải tự biết mình, thực ra trợ lý chủ tịch cũng chỉ là một hư danh thôi. Kim Nhân Viễn khuyên nhủ. Nhưng chuyện hôm đó hắn ta làm đã quá lắm rồi, sao lại như tên lưu manh đến bóp cổ tôi? Cái Thiệu Trung tức giận nói. Nhìn kìa, anh đã nóng vội rồi phải không? Cái tính này của anh phải sửa đổi, anh nghĩ xem, việc hôm đó có phải là Diệp Phàm không đúng không? Nếu nói đúng ra vì sao anh ta lại bóp cổ anh? Anh cũng phải nhìn lại mình chứ, có những chuyện một tay không thể làm thành được đâu. Mà phải hiểu là mâu thuẫn của anh và anh ta chính là có thể khiến anh đến Hoành Không này để mà làm nhân vật số một đó. Anh không thấy phải không, chính là trí tuệ lãnh đạo đó. Vì thế anh đừng có mà oán hận như vậy. Nên làm tốt công việc của mình, tình hình hiện giờ của Hoành Không cũng đắc chuyển biến, nhưng vẫn còn chưa đạt đến mức hài lòng. Mà Diệp Phàm đến Hoành Không cũng đã làm cho anh một nền móng rồi. Một khởi đầu tốt đã được vạch ra, nếu nói như thế thì anh còn phải cảm ơn anh ta nữa đó. Nếu tập đoàn Hoành Không có thể khôi phục lại dưới bàn tay của anh, có thể phát triển, thậm chí là quật cường như trước thì đó mới chính là nền tảng cho con đường thăng quan tiến chức của anh. Kim Nhân Viễn nói, vào lúc 10 giờ đêm hôm đó, cốt cán của cái Thiệu Trung ở hãng Nam là Tăng Vân Nhàn, GNHK Nhất Thiên cùng 20 mấy người đến nhà khách Hoành Không. Đặt hai bàn tiệc trong đó để chúc mừng cái Thiệu Trung. Anh Diệp, bọn họ kéo nhau đến chính là biểu diễn cho chúng ta xem mà thôi. Bao Nghị Hừ nói, ha ha, đều là đồng nghiệp mà, việc này hoàn toàn bình thường. Diệp Phàm có vẻ rộng lượng. Cán bộ cũ hôm khác đến cũng có sao, sao lại cứ phải hôm nay? Đây chính là tạo thế rồi. Bao Nghị nói, bí thư cái người ta là cái lão hổ mà. Diệp Phàm cười nói, lão hổ, không chừng Bao Nghị tôi cũng phải học thuật võ tòng thôi. Bao Nghị cười nói, ha ha, phải xem lão hổ này có ăn thịt người hay không. Nếu như đúng là ăn thịt người thì anh cũng nên đi luyện đi. Thành võ tòng là ok rồi. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói Ngô Hồng Sơn cũng tham gia, Dương Chấn Đông cũng đến, còn có cả tổ trưởng cung nữa. Ba người này không phải là đang có ý nghĩ nào khác chứ. Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long nay bận việc ở Việt Đông, bằng không họ cũng sẽ tham dự. Bao Nghị nói. Cậu nói sai rồi, còn có cả Trần Viên Kiều, Hậu Bân và cả Dương Quý Phương cũng đến. Toàn bộ phần tử trong đảng bộ Hoành Không trừ Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long ra thì ai cũng có mặt cả. Chỉ có mình tôi là không đi, còn lại 7 vị khác đều đã đi, chẳng còn cách nào khác. Dương Chấn Đông chắc không thể đến mà đập vào mông cái Thiệu Trung được. Còn về Ngô Hồng Sơn thì khó nói, người này đúng như ngọn cỏ trên tường, nghiêng đông ngã tây chẳng thể nào biết được. Còn Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long, cậu nghĩ hai người họ có phải là cố ý không về không? Còn về ba người mới? Họ mới đến, căn bản cũng chưa biết gì, chỉ là khách thôi, cũng không phải quan tâm. Diệp Phàm cười nói, anh có thể không đi, tôi thấy bọn họ cũng chỉ như hát theo thôi. Họ nể mặt cái Thiệu Trung, còn thể diện của anh thì sao? Bao Nghị Hừ nói, cậu à, nghĩ thoáng chút đi, có những đồng chí đến đó, chắc chắn là có cùng một suy nghĩ như cái Thiệu Trung. Diệp Phàm nói, cái Thiệu Trung đúng là nhanh gọn, dứt khoát. Sáng sớm ngày hôm sau đã thông báo cho phó chủ nhiệm đảng ủy Tưởng Hưng Phúc thông báo cho các ủy viên thường vụ đúng 9 giờ có mặt để họp, không cho phép bất kỳ đồng chí nào vắng mặt. Khổng Ý Hùng hơi tức giận tiến vào phòng của Diệp Phàm. Sao thế chủ nhiệm Khổng? Diệp Phàm cười nói. Ý của bí thư cái là sao? Khổng Ý Hùng giận nói. Anh đang nói chuyện của Trương Hưng Phúc à? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, thông báo các ủy viên thường vụ họp. Nên là tôi là người nên công tác họp hành chứ. Ít nhất cũng phải thông báo trước cho tôi chứ, sau đó tôi sẽ sắp xếp đồng chí Trương đi chứ. Nhưng chuyện này bí thư cái không hề thông báo cho tôi. Trương Hưng Phúc đã thông báo hết rồi mà tôi còn chưa biết. Như vậy rõ ràng là ức hiếp người rồi, quá không được rồi. Khổng Ý Hùng sắc mặt khó coi nói.
Không phải anh vẫn là chủ nhiệm sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Tôi thấy có phải chức chủ nhiệm của tôi chấm dứt rồi không? Khổng Ý Hùng hung hăng nói. Ai nói? Diệp Phàm chau mày, chuyện này Khổng Ý Hùng có chút nhút nhát rồi, nhanh chóng nói. Chủ tịch Diệp, khi nãy tôi đã quá kích động, nhưng thật sự là rất tức giận. Ha ha, thoải mái đi, có tôi ở đây mà, còn ai dám làm gì anh? Diệp Phàm cười nói, an ủi Khổng Ý Hùng. 8 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau. Các vị ủy viên đã đến đông đủ, đúng 9 giờ sang, cái Thiệu Trung cùng chủ nhiệm Trương Hưng Phúc khí phách bước vào. Các vị đều đã đến rồi, thật là tốt. Cái Thiệu Trung liếc mắt qua một cái, gật đầu nói. Bí thư cái lần đầu tiên đến mở cuộc họp, mọi người đều rất hoan nghênh. Trương Hưng Phúc nhanh chóng vỗ tay trước, mà Khổng Ý Hùng ngồi bên chỗ thư ký cũng thấy xấu hổ, Diệp Phàm liếc nhìn anh ta cái. Một trận vỗ tay giòn vang. Ha ha, các đồng chí khách sáo rồi. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, cũng không phải khách sáo vậy. Cái Thiệu Trung khiêm tốn chút, sau đó để vị trí bí thư đảng ủy. Sau khi ngồi xuống, cái Thiệu Trung nghiêm túc nhìn mọi người một lượt. Hình như không phát hiện ra góc của Khổng Ý Hùng. Ông ta còn ra chỉ thị cho Trương Hưng Phúc nói là. Đồng chí Hồng Phúc, nay anh phụ trách việc ghi chép lại nội dung cuộc họp này. Khổng Ý Hùng vừa nghe đã đỏ bừng mặt, bởi vì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi còn Trương Hưng Phúc bước đến trước mặt Khổng Ý Hùng. Cười nhìn anh ta nói. Chủ nhiệm Khổng, xin lỗi, khi nãy tôi đi vội không kịp mang giấy bút, anh có thể cho tôi mượn bút của anh được không? Tuy các đồng chí trong hội nghị đều ra mặt rất bình thản nhưng trong lòng ai cũng hiểu đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành giữa hai người Diệp cái. Mọi người thật không nghĩ rằng, cái Thiệu Trung mới đến ngày thứ ba đã làm khó dễ rồi. Mà biểu hiện lại cụ thể, trực tiếp như thế. Không ngờ từ việc ghi chép lại nội dung cuộc họp của hội nghị thường vụ mà đã thể hiện quyền lực của nhân vật trong hoành không rồi. Đúng là khí phách ngút trời. Bí thư cái, đồng chí Ý Hùng là chủ nhiệm văn phòng đảng. Diệp Phàm uống chén trà rồi đặt xuống nói. Ha ha, không phải cũng chỉ là một nhân viên ghi chép sao, đồng chí nào cũng có thể đương nhiệm đúng không? Mà đây là hội nghị để các ủy viên thường vụ đảng họp. Cái Thiệu Trung cười nói, ám chỉ với Diệp Phàm chỗ này tao là lớn nhất. Trước giờ đồng chí Trương Hưng Phúc chưa từng làm việc này, cứ để cho đồng chí Ý Hùng trước giờ làm, giờ vẫn làm đi. Diệp Phàm nói, không biết làm thì phải rèn luyện đúng không? Đồng chí nào trong chúng ta có ai ngay từ đầu đã là thành viên lãnh đạo của Hoành không không? Đều là phải đào tạo, phải từng bước một làm. Các đồng chí xem, ngồi ở đây đều là những người có tuổi, đương nhiên là trừ Diệp Phàm anh ra. Và lại, chỉ là công việc ghi chép lại. Những đồng chí ngồi đây có đồng chí là nói không làm được không? Cái Thiệu Trung nói. Hay là hôm nay để đồng chí Ý Hùng bảo cho đồng chí Hưng Phúc biết, để tránh bị bại lộ. Nếu như cuộc họp đề cập đến những việc khác quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì lớn, à hỏng. Lúc này Dương Chấn Đông thêm vào. Câu nói này như không thiên lệch gì, thực ra Diệp Phàm vừa nghe cũng hiểu. Dương Chấn Đông đang châm ngòi thổi gió thôi. Muốn hình thành nguồn mâu thuẫn giữa cái Thiệu Trung và chính hắn. Đây là nơi các đồng chí họp đảng ủy. Cái Thiệu Trung nhấn mạnh quyền bí thư của mình. Ở đây chính là địa bàn của cái Thiệu Trung ta, nên đương nhiên phải nghe ta rồi. Ha ha, đồng chí Ý Hùng cũng là đảng viên mà. Diệp Phàm cũng thêm vào câu, nói giúp cùng Dương Chấn Đông. Đúng vậy, đồng chí Ý Hùng đã ghi chép cách đây hơn tháng rồi. Công việc cũng rất xuất sắc, các vị lãnh đạo không ai không hài lòng. Đột nhiên thay đổi một người đúng là quá vội vàng. Khi nãy đồng chí Dương Chấn Đông cũng đã nói, có những chuyện không thể để lộ được. Bằng không, phụ trách, ai mà phụ trách nổi. Ngô Vân Lượng thêm vào một câu. Sắc mặt cái Thiệu Trung liền sầm lại. Hôm nay bên này khí thế rất mạnh. Chương 2993, đấu trường của hai vị Diệp cái. Đồng chí Vân Lượng, chẳng nhẽ bí thư cái không suy xét đến điểm này sao? Ngô Hồng Sơn cố ý nói, quay nhìn cái Thiệu Trung rồi nói. Điểm này không cần đến đồng chí Vân Lượng nhắc nhở, tin rằng bí thư cái cũng đã sớm suy nghĩ chuyện này rồi. Đồng chí Ngô Hồng Sơn nói cũng có lý. Bí thư cái chắc trước cũng đã suy xét rồi. Nhưng đồng chí Vân Lượng nhắc nhở cũng có lý. Hai người này cùng phải suy xét một chút. Cung Trường Hỷ nói. Hừ, một nhân viên ghi chép lại nội dung cuộc họp có cần phải các vị ở đây giơ tay biểu quyết không? Cái Thiệu Trung hừ nói, để chén trà thật mạnh xuống bàn. Ha ha, nếu như bí thư cái thấy biểu quyết là có thể có tác dụng.
Tuy chỉ là một nhân viên ghi chép lại nhưng đây là chỗ nào? Là phòng họp hội nghị thường vụ. Những hạt nhân quan trọng của tập đoàn đều ở đây. Mỗi một phát ngôn của từng người, sự quyết định xử lý những vấn đề lớn, có những chuyện có liên quan đến dự án hàng trăm triệu. Người ghi chép lại không hề đơn giản, viết thừa hay thiếu một nét lại hoàn toàn không giống nhau rồi. Diệp Phàm nắm ngay lấy cơ hội để nói, cái Thiệu Trung liền tức giận nói. Đồng chí Diệp Phàm, lẽ nào anh không hiểu ý của tôi? Tôi không hiểu cái ý mà anh nói đó là ý gì cả. Diệp Phàm hừ nói. Tôi nói là một người ghi chép không cần phải lấy biểu quyết. Cái Thiệu Trung suýt nữa thì phát điên. Nhưng vừa rồi đồng chí không nói như vậy, đồng chí nói là nhận viên ghi chép có phải thông qua biểu quyết hay không? Đó là câu mà đồng chí hỏi mà. Nếu như bí thư cái đã hỏi rồi thì chúng ta có thể thảo luận đúng không? Lẽ nào ngay cả quyền thảo luận đồng chí cũng không cho các đồng chí ở đây thảo luận sao? Thế thì còn ngồi đây làm gì nữa? Diệp Phàm đã ép cái Thiệu Trung. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nghĩ ý nghĩ mẻ cong của anh đúng là không đơn giản. Tôi có nói là không cho các đồng chí thảo luận không? Cái Thiệu Trung tôi trước giờ đều rất tôn trọng các vị ngồi đây. Nên thảo luận mà. Cái Thiệu Trung hừ nói. Nếu bí thư cái đã tôn trọng các vị thì cũng phải xem chứ. Vậy chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này luôn đi. Nếu như không thảo luận chứng tỏ là bí thư cái bá đạo rồi. Vì thế các đồng chí nhất định phải bàn bạc, nói ra ý kiến của mình. Chúng ta đều là lãnh đạo, là bộ máy của Hoành Không. Diệp Phàm nói. Cái Thiệu Trung càng lúc càng xám xịt mặt mày vào. Bộp một tiếng, bàn lại bị ông ta gõ một cái. Công ty mở cuộc họp thường vụ đều là để giải quyết việc lớn. Đồng chí Diệp Phàm khi nãy anh nói có những chuyện còn liên quan đến dự án hàng trăm triệu. Nếu như ngay một vấn đề là nhân viên ghi chép mà cũng phải thảo luận thì chúng ta hàng ngày cứ ngồi đây mà thảo luận cũng không hết. Các vị còn có thể làm được gì nữa? Tập đoàn Hoành Không còn cần phải hoạt động, còn cần phải phát triển. Có những đồng chí cũng cần phải chú ý, đừng để những chuyện nhỏ nhặt cũng đè lên hội nghị thường vụ thế. Bằng không chỉ nói thôi cũng đã khiến mọi người mệt chết rồi. Các đồng chí chúng ta không phải là đang tán chuyện vỉa hè, mà là lãnh đạo của doanh nghiệp hàng chục tỷ, là tầng lớp quản lý. Ha ha, sao lại có thể nói là chuyện nhỏ được, là nhân vật nhỏ được? Việc này có phải là có chuyện không? Nhân viên ghi chép cuộc họp trong cuộc họp thường vụ hoàn toàn không phải nhỏ. Vừa rồi bí thư cái cũng đã nói rồi mà. Sao cứ gặp chuyện cần thảo luận thì lại vùng lên vậy? Khi nãy vấn đề về người ghi chép, các đồng chí cũng đã có ý kiến rồi, những ý kiến đó không thống nhất. Nếu đã không thống nhất đương nhiên là phải thảo luận rồi, phải đưa ra quyết định cuối cùng đúng không? Ngũ Vân Lượng cười nói. Anh nói ai vùng lên, đồng chí Diệp Phàm. Nói như thế có phải là nói sằng bậy không? Nói như vậy thì chắc chắn ủy ban kỷ luật của Hoành Không sẽ phê bình anh. Cái Thiệu Trung hừ nói. Không cho thảo luận lẽ nào không phải là dựng lên sao? Ngũ Vân Lượng hừ nói. Đồng chí Vân Lượng, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi dựng lên chỗ nào? Cái Thiệu Trung tôi đến Hoành Không, việc đầu tiên sẽ xử lý chính là anh. Cái Thiệu Trung không ngờ lại vịn vào xử Ngũ Vân Lượng rồi. Ha ha. Đồng chí Thiệu Trung, việc đầu tiên anh làm là xử lý đồng chí Ngũ Vân Lượng phải không? Nhưng xử lý cũng được, cái gì cần xử lý là phải xử lý thật đúng không? Bằng không anh là bí thư đảng ủy Hoành Không nhưng cũng không thể nói xử lý ai là xử lý đúng không? Người ta cũng là ăn uống, lớn lên, không phải là thổi một cái mà lớn được. Diệp Phàm cười nói, anh ta công kích lãnh đạo công ty lẽ nào tôi không được phê bình anh ta một câu sao? Đồng chí Diệp Phàm. Tôi thấy hai từ dựng lên phải nhường cho anh mới đúng. Cái Thiệu Trung hừ nói. Dựng lên, các vị ngồi đây đều biết rõ, rốt cuộc là ai dựng lên. Có cần phải giơ tay biểu quyết không? Diệp Phàm nói. Được, chúng ta không nói những chuyện nhảm này nữa, đổi chủ đề. Cái Thiệu Trung thấy không được, nên đã chuyển giọng. Bí thư cái có chuyện gì xin cứ nói. Diệp Phàm nói, ra vẻ đúng là lãnh đạo công ty, cái Thiệu Trung tức nhưng biết rằng đã đánh mất thời cơ. Nhưng người này kinh nghiệm phong phú, lập tức lấy lại tinh thần nói. Nghe nói gần đây công ty gặp phải hai chuyện rắc rối. Ý bí thư cái là. Diệp Phàm hỏi, trong lòng cũng thầm hiểu rồi. Không phải ở thành phố Liễu Tân có xây dựng nhà máy đúc mô hình lớn, nghe nói đầu tư 5, 600 triệu. Gọi là công ty đúc Khánh Đông, là công ty do tập đoàn Đông Hà chiếm 49%, còn 51% còn lại là chính quyền ủng hộ, đầu tư.
việc này không biết Chủ tịch Diệp có để ý không? Cái Thiệu Trung hỏi. Đương nhiên là có quan tâm rồi. Công ty đã cho đồng chí Ngô Hồng Sơn cho người tiến hành rồi. Việc này để cho đồng chí Hồng Sơn nói thì hay. Diệp Phàm nói. Thật xin lỗi, chúng tôi đã đến nhưng tập đoàn cơ khí Trung Hoa cũng cho người đến. Mà chất lượng của chúng ta không bằng của họ. Trước kia chúng ta cạnh tranh là điểm bán duy nhất, cùng với mặt hàng của họ nhưng giá ưu đãi hơn. Nhưng hiện tại họ hình như theo chúng ta đến cùng, chúng ta đưa ra giá thế nào, họ cũng đưa ra giá thấp hơn. Về cái khó khăn của sản phẩm chính là giá, chúng ta làm thế nhưng vẫn không hiệu quả. Mà nói về quan hệ, lãnh đạo nào đó của bên Liễu Tân lại thân thiết hơn với bọn họ. Và nghe nói họ cũng sắp ký hợp đồng với bên Trung Quốc rồi. Việc này tôi vừa về đã báo cáo cho Chủ tịch Diệp biết rồi. Nhưng gần đây Chủ tịch luôn bận dự án phát điện bên Canada. Nên việc này đã bị gác lại. Ngô Hồng Sơn có chút xấu hổ nói. Các đồng chí, đơn hàng lớn 500 triệu, ít nhất thiết bị cũng đạt đến 400 triệu. Chúng ta không thể để nó trôi đi dễ dàng phải không? Đồng chí Diệp Phàm là Chủ tịch của công ty, khi đó cũng là Bí thư Thường vụ. Chuyện lớn như vậy mà lại có thể gác lại sao? Lẽ nào lại cứ đứng nhìn đơn hàng lớn vậy để bên Trung Quốc lấy đi sao? Cách là do con người nghĩ ra, họ có thủ đoạn của họ, chúng ta cũng phải có cách của chúng ta. Đồ đến tận cửa nhà rồi, còn đi Canada làm gì chứ? Bên đó cạnh tranh kịch liệt, sản phẩm của chúng ta mà mang sang đó thì có được ưu thế không? Cái Thiệu Trung nhân cơ hội phê bình Diệp Phàm. Nghe bí thư nói tôi thấy có chút bất công. Diệp Phàm hừ nói. Ồ, chỗ nào bất công vậy? Cái Thiệu Trung nhìn Diệp Phàm nói. Rất đơn giản, bên Canada có dự án phát điện đến 900 triệu đô, nếu tính ra tiền mình thì cũng đến 6 tỷ. Như vậy còn muốn tôi rông dài nữa không? Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm đúng là đã cho chúng tôi một cái bánh lớn. Đơn hàng đến 6 tỷ. Nhưng không phải là cái Thiệu Trung tôi khinh thường tập đoàn chúng ta. Trong top 500 doanh nghiệp mạnh có 3 công ty lớn luôn tham dự và đấu thầu. Tập đoàn Hoành Không chúng ta có thể có bao nhiêu đơn hàng? 100 triệu hay 200 triệu, tôi thấy có đơn hàng 100 triệu cũng đã phải thắp hương thơm rồi. Mà tập đoàn Trung Quốc đã cùng liên thủ với tập đoàn Điện Khí Tây Nam. Bởi vì tập đoàn Bang Đỗ đặt hàng không chỉ là thiết bị điện lực mà còn có cả thiết bị cơ khí. Ở Liễu Tân chúng ta đã thua Trung Quốc một trận, nếu như cộng thêm thực lực lại hơn chúng ta vì đã liên kết với Tây Đại, như vậy chúng ta có thắng được không? Đây chỉ là trong nước. Còn nếu như so sánh hay cạnh tranh với top 500 trên thế giới thì chúng ta có thể có đơn hàng không? Cái Thiệu Trung nói đến đây rồi nhìn mọi người rồi nói tiếp. Các đồng chí, việc kia đáng nhẽ chúng ta phải nắm được trước. Sao biết là không có kết quả gì mà còn gây sức ép? Mà đơn hàng trong nước, gần mình mà lại gác sang một bên. Đây là chuyện việc kia chưa tới mà đã mất cả việc này. Tôi thấy vẫn là nên có được đơn hàng kia mới được. Các đồng chí, chúng ta phải xác định rõ ràng hướng đi của mình mới được. Tham vọng nhiều mãi mãi không bao giờ đạt được, chúng ta phải tính đến con đường thực tế. Bí thư cái, tôi đã nói rồi, dự án của công ty đúc ở Liễu Tân chúng ta đã hoàn toàn thua rồi. Ngô Hồng Sơn đỏ mặt nói, biết là cái Thiệu Trung quan trọng chuyện này nên cũng nhắc lại. Thua, sao có thể nói thế, bên họ còn chưa ký hợp đồng mà. Đồng chí Ngô Hồng Sơn phải thay đổi lại cách suy nghĩ. Nói ra phải để cười đến cuối mới là anh hùng. Trước khi họ chưa ký hợp đồng chính thức thì chúng ta vẫn phải tranh thủ. Việc này chưa gì đã từ bỏ rồi thì còn sao được. Các đồng chí, chúng ta phải kiên trì chứ. Cái Thiệu Trung nghiêm nghị phê bình. Bí thư cái có thể thử mà, đồng chí Ngô Hồng Sơn không có cách nhưng không có nghĩa là bí thư cái không có cách đúng không? Việc này biết đâu là vấn đề năng lực không cho phép. Dương Chấn Đông nói. Chương 2994. Như cách bà thu. Ha ha, việc này là việc của các anh và Tổng Giám Đốc Diệp không phải chuyên của tôi. Đương nhiên, nếu Tổng Giám Đốc Diệp Vân muốn đấu thầu bên Canada tôi cũng không phản đối. Tuy nhiên, đến lúc đó, hai đầu đều vô ích thì cái được không thể bù đắp cái mất. Việc này nếu nói nhỏ một chút chính là ban lãnh đạo công ty quyết định sai lầm. Nói là việc lớn, chính là đồng chí Diệp Phàm có chắt ngang ngược vào đoàn. Một quyết định sai lầm gây tổn thất cho công ty rất lớn. Nếu kéo dài thì hậu quả khôn lường. Cái Thiệu Trung không ngờ cười, bắt đầu tấn công Diệp Phàm. Vừa rồi bí thư cái nói là đối với đơn đắt hàng của thành phố Liễu Tân ông có cạch. Diệp Phàm hoi, trong lòng cung hiểu được một chát,
Có lẽ việc này cái thiêu trung thát là có cạc. Đơn giản là nằm lấy việc của hắn và tập đoàn Đỗ Bang. Một khi ông ta thăng, uy tín dĩ nhiên là nâng cao rồi. Đây là hai vị lãnh đạo của công ty vất tay, tì thì năng lư xê cùng năng lương. Ha ha, vốn việc này không liên quan đến bí thư đảng ủy tập đoàn như tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng đồng chí Diệp Phạm đem chuyên của thành phố Liêu Tân làm thế có chắc không ôn. Bên này đánh mất đáng tiếc, bởi vì bên kia chúng ta căn bản cùng không hy vọng có thể lấy được đơn đắt hàng. Bành có nhân tuy lớn nhưng rơi chưa đến miệng chúng ta đã biến thành bành hỏng rồi. Suy nghĩ thư CT nhìn về tương lai mới đúng, mà không phải suy nghĩ hư vô, nhìn qua sự thật, việc này là lần lồn đầu đuổi rồi. Cái thiêu trung tư tin lên. Việc này không đi thứ mốt chắc làm sao có thể chắc chắn bên Canada với chúng ta là bành hư được. Diệp Phạm hỏi ngược lại. Rõ ràng rồi, nếu không như vậy đi, bên thành phố Liêu Tân tôi muốn tham gia mốt chắc, tôi dần đổi qua bên kia. Còn chiếc bành lớn bên Canada liền giao cho đồng chí Diệp Phạm phụ trách đầu thâu, hy vọng đồng chí có thể duy trì. Đến lúc đó, thật có thể nằm nước hai đầu, cùng là phúc của công ty. Đương nhiên, đến hiện giờ tôi vẫn kiên quyết, bên Canada không cần phải đi. Công ty cử người ra nước ngoài, ăn ở đi lại đều là khoản tiền kết sổ đây. Đến lúc đó công gia trang, với tình hình kinh tế căng thẳng ở công ty như hiện giờ. Chúng ta không phải là có thể giảm bờ khoản tiền đó sao? Việc này tăng thu giảm chi nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Cái thiêu trung thật sự đền có chuẩn bị, chứ sẽ tiếp khiêu chiến với Diệp Phạm. Nếu như ngay cả kinh phí hốt đồng để có đơn đắt hàng đều không lây lại được thì Diệp Phạm tôi còn làm chủ tịch cái gì? Nhưng thật ra bí thư che, đồng chí Hồng Sơn đã thư qua không có cách nào. Ha ha, đến lúc đó, tuy nói thành phố Liêu Tân ở cửa nhà nhưng việc ăn cơm khác và tăng qua là không tranh khỏi. Đát nước ta văn hóa bàn rượu vân tường đôi có truyền thông. Mà kinh phí của công ty lại nhiều đang căng thẳng như vậy, điều này cùng tiêu tốn một khoản tiền đây. Đến lúc đó bí thư che vất và không nói, nhưng đừng để trôi theo dòng nước. Diệp Phạm châm sốc. Vậy việc này quy định như vậy đi, ai cũng không thể để nước rồi là khoai đây. Cái thiêu trùng như may, nhìn chăm chăm Diệp Phạm. Việc này rõ ràng chính là tiếng khen khiêu chiến với Diệp Phạm. Vậy quy định như vậy đi, các vị có ý kiến gì không? Diệp Phạm hỏi. Sao có thể có ý kiến gì hai vị lãnh đạo vì công ty đây là phúc của hơn 1.000 công nhân viên chứ xê công ty. Đến lúc đó, Dương Trần Đông tôi sẽ tập hợp tất cả các công nhân viên chứ xê của công ty đừng ở cửa đón hai vị chiến thắng trở về. Tin rằng đến lúc đó hai vị lãnh đạo có thể kiêm về đây bồn đầy bét. Việc này, các đồng chí là công ty chúng ta nổi danh không nói, còn làm cho công nhân viên chứ xê chúng ta khi thế lên. Hai vị lãnh đạo thật sự là người cho chúng tôi hóc tấp. Nhưng lời này của Dương Trần Đông nói nhưng lời này thắt lời hai, đó là thằng chờ về còn nêu thắt bài, làm sao đối diện với hàng ngàn cán bộ công nhân viên chư xê đây. Thế gọi là gì nhi, mất mặt quá. Ừ, đồng chí Dương Trần Đông có đề nghị không tôi? Tuy nói đây là chuyện riêng của công ty chúng ta nhưng mượn cơ hội này thể hiện khí thế của công ty. Khi thế này tuy nói nhìn không thấy sơ không thấy nhưng đối với toàn thể cán bộ công nhân viên chư xê đều vô cùng quan trọng. Đây chính là vấn đề tinh thần. Tư tưởng chỉ huy nào bổ đo nhé, cái thiêu trùng già vẻ nằm chắc được đơn đắt hàng ở thành phố Liêu Tân rồi. Có lẽ người này đã bị mất hốt đồng trước, vừa đưa ra chính là muôn đầu với Diệp Phạm trên vò đài tốt hơn một chắt. Đó là đương nhiên, đến lúc đó đồng chí Dương Trần Đông phải nổ phao vàng một chắt, cùng vì danh tiếng của công ty. Công ty chúng ta đã lâu đời như vậy, về danh tiếng có vẻ yếu một chắt. Tình hình đang buồn sao có thể là một công ty sông đông có phải không? Tôi nghĩ đến lúc đó chăng nhưng phải dòng trông khua chiêng để công nhân viên chư xê xem mà còn mời một số người bên ngoài đến ngồi một chát. Diệp Phạm cười nói, vẻ mắt bình tĩnh, làm cho cái thiêu trùng nghi hằn phố trường thanh thê. Bốp bốp phòng hóp đốt nhiên vang lên tiếng vỗ tay, lao cái cười nói tốt tốt, ý kiến của đồng chí Diệp Phạm không tê. Như vậy đi. Đến lúc đó đồng chí Dương Trần Đông mời một số bạn bè ở Hàng Nam đến đây ngồi một chát. Chúng ta phải kéo cả thành phố Hàng Nam phát triển. Ha ha, bí thư cái vỗ tay chính là cổ vũ, rất tốt. Các đồng chí, có phải chúng ta cùng nên vỗ tay không? Trước tiên cùng làm một chát, Diệp Phạm vỗ tay, lấp tư xê tiếng vỗ tay vang lên như sâm. Cái thiêu trùng khi thế hung hăng a, Ngô Vân Lương vào văn phòng Diệp Phạm, bao nghỉ đi sai anh ta. Việc này cái thiêu trùng đùng là đa năm chắc, bên kia đều chuẩn bị tốt mời đàm phát ngôn bừa bãi như thế,
bí thư Diệp cùng ông ta đành chân này không lơi. Chuyên bên Canada nghe nói rất phiền toai, nên giờ còn chưa có chắt tiền chiên nào. Ngay cả tập đoàn Trình Hà đều từ xê dân, có phải là có chắt không thỏa đang không? Bao nghìn nói. Xe không sao, việc này có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ đích thân sang đó. Nếu cái Thiệu Trung muốn chơi với tôi không nghênh chiến các cậu còn có thể nói sao? Võ đài này, nếu muốn chơi càng giận rồi. Diệp Phàm nhìn hai người một cái cười nói. Đúng thế, nếu không nghênh chiến chẳng phải là chịu lép vế trên hội nghị đảng ủy sao? Dù là nhân vật ghi biên bản cũng là người của cái Thiệu Trung. Ngũ Vân Lượng nói. Đúng thế, ghi biên bản là việc nhỏ nhưng liên quan đến quyền lực. Lần này đồng chí Khổng Ý Hùng tuy nói kiên trì chịu đựng nhưng có lẽ lần sau sẽ không may mắn như vậy. Bao Nghị thở dài. Tùy y đi, hội nghị thường vụ đảng ủy thật sự là địa bàn của cái Thiệu Trung, chúng ta kiên trì đỡ đòn hơn nữa cũng lỗi thời. Ai là người ghi biên bản theo quy định là do cái Thiệu Trung quyết định. Lần sau không cần phải ngăn cản rồi, lần này chỉ là gây sức ép một chút, không thể lui ngay lần đầu tiên. Quy định chúng ta phải tuân thủ, nếu không sẽ là vi phạm quy định có phải không? Diệp Phàm nói. Vậy chúng ta chỉ có thể liều mình bên Canada thôi, lần này tuyệt đối không thể thua. Đây chính là làm cho khí thế của cái Thiệu Trung tăng lên. Bao Nghị nói. Ừ, chẳng những phải nắm được đơn hàng phải lớn hơn cái Thiệu Trung mới được. Ngũ Vân Lượng gật gật đầu. Tổng Giám Đốc Diệp, hay là chúng ta gây ra chút gì ở thành phố Liễu Tân? Ít nhất, dù chúng ta không lấy được đơn hàng bên Canada chúng ta cũng có thể đứng ở thế thất bại. Đây là lần đầu tiên anh giao chiến với cái Thiệu Trung, cũng là lần giao chiến quan trọng liên quan đến hình tượng, không thể thua. Bao Nghị nói. Không thể như vậy, dù là Diệp Phàm tôi thua cũng phải thật tâm nhận thua. Đồng chí cái Thiệu Trung có thể lấy đơn hàng từ thành phố Liễu Tân tôi cũng vui. Chỉ là vì sự phát triển của công ty, ai cố gắng tôi đều vui. Hao tổn công sức vào việc đấy khác gì gà mổ trứng. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc. Rất xin lỗi, tôi nhất thời có chút nóng lòng. Bao Nghị hơi xấu hổ. Thứ tư Vân Hùng đã trở lại. Y không nghỉ trấn ở thị trấn Hoành Không mà trực tiếp cùng Trương Hùng đến Chu Tước Sơn Trang. Ôi, 50 năm, Vân Hùng tôi rốt cuộc đã trở lại. Vân Hùng đứng ở cửa lớn của Chu Tước Sơn Trang giơ tay vuốt vết loang lổ trên cửa, rất xúc động, mắt rơm rớm nước. Chủ tịch Vân, anh đã trở lại, anh là chủ của Sơn Trang này tập đoàn Hoành Không chúng ta quyết định trả lại anh Chu Tước Sơn Trang này. Thật ra, ban đầu chúng ta đã tìm được người để đầu tư khu du lịch núi Thông Thiên. Chu Tước Sơn Trang cũng là một cảnh được khai thác. Có thể làm nhà lưu niệm. Năm đó Vân Tướng Quân vẫn nổi tiếng ở đây. Diệp Phàm lấy ra tài liệu liên quan. Cũng tốt, cũng tốt. Vân Hùng khá kích động nước mặt rơi xuống nắm chặt tay Diệp Phàm nói Tổng Giám Đốc Diệp, tình cảm của tập đoàn Hoành Không đối với tôi sẽ nhớ kỹ. Ban đầu nghĩ phải vất vả lắm mới lấy lại được, tôi đã nghĩ đến việc dùng tiền để mua. Không thể tưởng tượng được Tổng Giám Đốc Diệp có thể đại lượng như vậy, rất cảm ơn. Vân Hùng nói đến đây ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói thật ra, tôi lấy lại Sơn Trang, chủ yếu là muốn cho cháu gái Mộc Nguyệt Nhi của tôi. Nghe nói Sơn Trang này vẫn có chuyện ma quái, giờ tôi nghĩ lại, CS lẽ đều là Hà Hương đứng sau làm trò quỷ. Mục đích của các cô chính là không cho người khác chuyển vào Chu Tước Sơn Trang. Nguyệt Nhi coi trọng Chu Tước Sơn Trang như thế, đây là quà tặng tôi tặng cô. Ôi, không biết cô có đồng ý tha thứ cho tôi không? Là tôi sai, mấy chục năm tôi bị tiền mê hoặc làm Hà Hương chịu khổ. Mộc Hà Hương thật sự rất khổ, năm đó, anh đi rồi, cô khóc mù hai mắt còn con của anh Mộc Cao Kiệt xuất thân không thể nào tốt, hơn 40 tuổi đã mất. Mộc Nguyệt Nhi thật ra là cao thủ, tuy nhiên, võ công của cô từ đâu đến chúng tôi cũng không rõ lắm. Ôi, Hà Hương Vân Hùng rơi nước smo, Tổng Giám Đốc Diệp tôi muốn lập tức gặp cháu gái Mộc Nguyệt Nhi của tôi. Việc này được, chúng ta cùng đi thử xem. Tuy nhiên, đừng gọi cấp dưới của anh. Chủ yếu là lo sẽ khiến Mộc Nguyệt Nhi phản cảm. Diệp Phàm nói. Mấy người lên xe đi đến Am Bạch Vân. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mộc Châu Lệ. Mộc Châu Lệ bây giờ còn tục. Tuy nhiên, cô nói phải chờ tóc dài xong mới xuống núi, bởi vì cô không nỡ bỏ Mộc Nguyệt Nhi. Khương Quân không đến sao? Mộc Châu Lệ nhìn Diệp Phàm phát hiện chỉ có ba người có chút thất vọng. Ha ha! Một ngày không gặp như cách 3 năm sao? Diệp Phàm đùa. Chương 2995, tôi đối với cô làm sao? Tôi mới vừa nghĩ đến y, Mộc Châu Lệ có chút đỏ mặt. Ha ha, gần đây y nhiều việc, công ty xây dựng công trình mới bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan.
hơn nữa lại nhận được dự án lớn. Tuy nhiên, sau này của hai người còn dài, ngày lành mới bắt đầu. Diệp Phàm cười nói. Vị này chính là chủ nhân trước đây của Chu Tước Sơn Trang, chủ tịch hội đồng quản trị Vân Hùng. Diệp Phàm kéo Châu Lệ đến trước mặt Vân Hùng nhỏ giọng giới thiệu. Vân Hùng. Mộc Châu Lệ thốt ra ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đúng vậy, chúng ta đã nói với anh ta chuyện của Mộc Nguyệt Nhi rồi. Cho nên ông ta từ Hoa Kỳ về đây, trước kia đều là hiểu lầm. Diệp Phàm đầu tiên nói, hơn nữa còn có tài liệu chứng minh và căn cứ chính xác. Hừ, Tào Thiên Ma thôi. Mộc Châu Lệ mặt nghiêm quay đầu về phía Am. Cô thật nhẫn tâm nhìn Mộc Nguyệt Nhi như thế suốt đời sao, là chị em tốt của cô ấy, càng phải tác hợp chuyện này mới đúng. Chủ tịch Vân là người thân duy nhất hiện nay của Mộc Nguyệt Nhi, cô có thể biết không có người thân sẽ đau khổ thế nào không? Vì sao Mộc Nguyệt Nhi luôn dở trò quỷ ở Chu Tước Sơn Trang, còn không phải vì gửi tâm tình ở đó sao? Diệp Phàm hừ nói, Mộc Châu Lệ quả nhiên dừng bước. Nhưng Vân Hùng làm hại cả nhà Nguyệt Nhi rất thảm rồi, dù tôi có thể nói một chút cho các anh, nhưng Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta. Tính tình Nguyệt Nhi cao ngạo bướng bỉnh, mấy năm nay vẫn dở trò quỷ ở Chu Tước Sơn Trang là có thể thấy được. Mộc Châu Lệ nói, có gặp hay không là việc Mộc Nguyệt Nhi tự quyết định. Tuy nhiên, việc này dù sao cô cũng phải nói trước với cô một chút. Đây là tài liệu căn cứ chính xác có liên quan, cô đưa cho một Nguyệt Nhi. Ngoài ra, việc này tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ một Nguyệt Nhi. Đã nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ Chủ tịch Vân đã già rồi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Trước đây Chủ tịch Vân vẫn nằm trên giường bệnh suốt đấy. Bây giờ nghe nói còn có Mộc Nguyệt Nhi ở Trung Quốc, lập tức liền về ngay. Hơn nữa đa số tài sản của Chủ tịch Vân đều để cho Mộc Nguyệt Nhi. Đây là giấy tờ công chứng có liên quan, Diệp Phàm nói. Để tôi thử xem, có được hay không tôi cũng không dám chắc. Các anh ở bên ngoài chờ một chút, Mộc Châu Lệ nói đi vào Am Bạch Vân. Ước chừng nửa tiếng sau Mộc Châu Lệ đôi mắt có chút đỏ đi ra. Hơn nữa, đưa túi giấy tờ cho Diệp Phàm nói Nguyệt Nhi không muốn gặp anh ta, hơn nữa cô không thiếu tiền. Dù anh có đem cả núi vàng đến Nguyệt Nhi cũng không gặp anh ta đâu. Châu Lệ, tôi biết mấy năm nay tôi đã sai lầm rồi. Cô dù sao cũng phải để tôi nhìn thấy Nguyệt Nhi rồi nói sau. Tôi cầu nó tha thứ cho tôi. Nó muốn xử phạt tôi thế nào cũng được. Vân Hùng kích động nói. Không cần nói, Nguyệt Nhi nói không gặp chính là không muốn thấy. Nếu anh dám vào cô liền báo cục cảnh sát Hoành Không. Ngoài ra, đây là Am Nico, hy vọng Chủ tịch Vân có thể tôn trọng nơi của các cô. Mộc Châu Lệ hừ nói, lại quay người đi vào. Ôi Vân Hùng đứng không yên, Trương Hùng vội vàng đỡ anh ta đến ngồi xuống tảng đá trước cửa Am. Tôi muốn gặp Nguyệt Nhi, ông nội sai lầm rồi, cháu đánh ông nội cũng được, cũng không thể không gặp ông. Vân Hùng khóc, ước chừng hai tiếng sau, Vân Hùng không chịu đi. Trương Hùng không có cách nào đành phải gọi nhân viên của Vân Hùng lên với anh ta. Vân Hùng thật là có quyết tâm, hôm sau lại đến Bạch Vân Am. Không thể vào trong anh ta đứng ở mảnh đất trống trước cửa Am. Ô hay đồ che nắng ông ta không cho dùng, tóc trắng xóa cứ đứng dưới mặt trời như vậy. Đã đến tháng 6 rồi, trời khá nắng, Hoành Không nhiệt độ trên dưới 25 độ, hôm nóng nhất thậm chí đến 30 độ. Ôi, việc này chúng ta thật sự không giúp được. Diệp Phàm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cứ tiếp tục như thế không tốt cho Vân Hùng. Ông ta già rồi không chịu được, chỉ sợ đến lúc đó sinh bệnh. Già như vậy, nói gì thì nói Mộc Nguyệt Nhi này cũng thật sự là ác nghiệt. Mọi việc đều đã qua mấy chục năm rồi, ân oán của tổ tiên sao phải so đo như thế? Bao Nghị nói, có lẽ chúng ta không trải qua khổ sở của Mộc Nguyệt Nhi không thể hiểu được nên cho rằng như vậy. Lúc trước Mộc Hà Hương bị Vân Hùng vứt bỏ, đau khổ như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Việc này Mộc Nguyệt Nhi nhất thời không nghĩ ra cũng là bình thường. Có lẽ, sự khổ sở của Vân Hùng còn phải chịu nữa. Chẳng qua có thể kiên trì bao lâu thì khó nói. Diệp Phàm nói, nếu không anh mặt đối mặt với Mộc Nguyệt Nhi tâm sự trước, được hay không nói sau. Bao Nghị nói, cũng đúng, tối tôi trực tiếp đến xem. Diệp Phàm gật đầu. Bởi vì dấu phi ưng mà phí đống đưa có lẽ Mộc Nguyệt Nhi tùy tay lấy đi rồi, đương nhiên phải cầm về. Nếu không, cái Thiệu Trung nhanh gọn dứt khoát quyết đoán lúc này bắt đầu cho việc lấy đơn hàng ở thành phố Liễu Tân. Cho nên, 10 giờ sáng ngày thứ hai đem theo phó chủ nhiệm phòng đảng Trương Hưng Phúc cùng vài đồng chí đến thành phố Liễu Tân rồi. Tổng Giám đốc, chúng ta khi nào thì đi Canada? Khổng Ý Hùng có chút nóng nảy. Khổng Ý Hùng cảm thấy nguy hiểm chưa từng thấy.
Cái Thiệu Trung vừa đến lập tức đỡ Trương Hưng Phúc, có ý chèn ép mình. Bây giờ phải ôm chặt lấy Diệp Phàm mới được, nếu không, có lẽ chính vị trí chủ nhiệm văn phòng đảng của y cũng khó bảo vệ. Hơn nữa, Khổng Ý Hùng cũng ôm tâm tư đấu với Trương Hưng Phúc một phen. Con người, đều có tư tưởng tranh cường háo thắng đấy. Sau đi, thủ tục bên này đang làm đó thôi, Diệp Phàm nói. Nhưng họ đã xuất phát rồi. Khổng Ý Hùng nóng nảy. Không việc gì, không vội được. Bên kia chúng ta cũng có người đang theo dõi đấy. Đơn đặt hàng lớn như vậy, không phải một hai ngày có thể giải quyết được. Quan trọng chính là phải chọn được điểm mấu chốt. Diệp Phàm nói. Buổi chiều, Đường Thành gọi điện thoại đến rất vui mừng Diệp lão đại, công việc tốt không? Việc của đồng chí Long Đông có tình hình mới sao? Trong lòng Diệp Phàm cũng vui vẻ hỏi. Thật vất vả Diệp lão đại, Đường Thành vội khoe thành tích. Đừng chơi mánh lưới trước mặt bố, sao Đường đại công tử lại có thể nói những lời vô nghĩa như vậy? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ha ha, Đường Thành cười hai tiếng, chẳng qua về ngành cần điều chỉnh một chút, anh ta đến phòng đốc tra đảm nhiệm phó chủ nhiệm, cấp bậc vẫn là phó giám đốc sở, không có nói thăng chức. Không có gì, trước hết để anh ta đến Bắc Kinh rèn luyện một chút cũng tốt. Trước kia tôi không phải cũng ở phòng đốc tra sao, càng tốt cho công tác sau này. Diệp Phàm cười nói đúng rồi, khi nào thì anh ta nhậm chức? Ngoài nào ngày 15 tháng này, Đường Thành cười nói. Không lâu Vương Long Đông cũng nhận được tin tức, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ. 9 giờ tối, một bóng đen không tiếng động lách mình vào am Bạch Vân. Tuy nói là am Nico nhưng phòng của Mộc Nguyệt Nhi bài trí thật đúng là giống phòng của các tiểu thư khuê cách trước giải phóng. Bàn trang điểm, giường thêu hoa và đủ mọi thứ. Một cái bàn nhỏ đặt một quyển sách, Mộc Nguyệt Nhi đang nằm trên giường nhìn lên tường. Khách vào đây cũng không có tách trà sao. Diệp Phàm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tùy tay cầm quyển sách trên bàn. Không cho phép động vào đồ đạc của tôi. Mộc Nguyệt Nhi giống như bị đạp trúng đuôi mèo, đột nhiên nhảy từ trên giường đến, giật lấy quyển sách trên tay Diệp Phàm. Thật đúng là keo kiệt, không phải chỉ là một cuốn sách bại hoại sao? Diệp Phàm nghiêng người, tay vẫn giữ. Trả lại cho tôi, Mộc Nguyệt Nhi tức giận đánh tới. Ha ha, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, đây là tự cô nhào vào ôm, không thể nói là tôi. Diệp Phàm nở một nụ cười dâm đãng, một phen kéo Mộc Nguyệt Nhi vào lồng ngực. Mộc Nguyệt Nhi liều mình giãy giụa, nhưng công lực kém xa, hơn nữa vì cô giãy giụa nên chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị tuột nút. Lập tức Diệp Phàm hai mắt thiếu chút nữa đăm đăm. Anh nhìn cái gì? Mộc Nguyệt Nhi cũng cảm thấy nhưng cô cũng không biết nút thắt trên áo bị tuột. Nhìn theo ánh mắt Diệp Phàm vừa thấy, lập tức xấu hổ đền đỏ mặt mắng đổ háo sắc, buông ra. Bởi vì bộ ngực trắng như tuyết của mình không ngờ lộ ra trước mặt sói. Hai điểm đỏ sẫm không ngờ đang rêu rao. Tôi đã nói trước đây là tự cô vồ vào, tôi không có ra tay. Diệp Phàm cười ha hả, hai nắm không có thay đổi vẫn ra sức hoạt động ở chỗ đó. Anh là tên khốn khiếp, lưu manh, buông ra. Mộc Nguyệt Nhi mắng, vội vàng giơ tay muốn kéo áo lại. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã nắm chặt tay rồi, Mộc Nguyệt Nhi không thể động đậy. Mộc Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng. Anh rốt cuộc anh muốn làm gì? Mộc Nguyệt Nhi biết không lay chuyển được giận dữ hỏi. Vòng cổ sơn ưng của tôi đâu? Diệp Phàm hỏi. Cái gì vòng cổ sơn ưng, tôi không biết, Mộc Nguyệt Nhi tiếp tục không thừa nhận. Ha ha, không biết được thôi. Diệp Phàm cười hai tiếng, ánh mắt dừng lại phía dưới, cười nói ừ, cỏ này dâu chính, đỏ đẹp, chắc chắn ăn ngon, tôi nếm thử một chút. Nói xong cúi đầu gặm dâu tây. Anh dám, Mộc Nguyệt Nhi xấu hổ muốn chết. Có gì mà tôi không dám? Diệp Phàm cười cúi xuống nữa. Ở trong hòm, Mộc Nguyệt Nhi không nhịn nổi cuối cùng khuất phục nói. Sao không nói sớm, Diệp Phàm buông Nguyệt Nhi ra lấy ra. Mộc Nguyệt Nhi nhanh chóng cài nút áo, mở hòm ném cho Diệp Phàm mắng cút đi, nếu không cút tôi báo cảnh sát. Vừa lúc cục trưởng Bao đang ở bên ngoài am Bạch Vân có muốn gọi y vào làm biên bản không? Diệp Phàm cười nói. Đồ vô sỉ, Mộc Nguyệt Nhi tôi chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy. Cao thủ, chẳng lẽ võ công của anh luyện để bắt nạt đàn bà yếu đuối? Hơn nữa, tôi là một người tu hành, lương tâm của anh để đi đâu? Thật sự không nghĩ đến, loại người như anh lại còn có thể là chủ tịch tập đoàn Hoành Không, quả thực là mất thể diện quốc gia. Thường nói, sợ nhất đồ lưu manh, hiện giờ cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Mộc Nguyệt Nhi lớn tiếng nói. Tôi đối với cô sao hả? Diệp Phàm hừ nói. Vừa rồi anh không thế sao? Mộc Nguyệt Nhi hận tới mức ngứa cả răng nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
Chương 2996, bại hoại. Tôi thế nào, có muốn đặt trên mặt bàn bàn bạc hay không? Diệp Phàm hỏi. Vô sỉ, Mộc Nguyệt Nhi mắng. Ha ha ha, Diệp Phàm đột nhiên cười, giơ quyển lưu trai trong tay lên, cười nói thảo nào, Nico cũng suy nghĩ xuân rồi, ngồi thì vạt áo vương cây cỏ, đi thì váy áo quét rơi mai, càng nói minh triều không thích đáng, đây không phải xuân tình của Mạnh đại sư sao? Những thứ này đều được Mộc Nguyệt Nhi ghi lại, nghiêm nhiên chính là tiếng lòng, khó trách cô bay thẳng đến muốn cướp về. Trả lại cho tôi, khốn khiếp. Mộc Nguyệt Nhi xấu hổ vội vàng lao đến. Nếu cô muốn nhào vào ôm tôi không có công phu khống chế tốt như vậy. Nếu gây ra cái gì công phẫn, lúc đó không thể trách tôi. Diệp Phàm khẽ hừ nói. Vậy anh trả sách cho tôi. Mộc Nguyệt Nhi không dám nữa, ngồi ở mép giường cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi có thể không ngã rồi, nhưng buổi tối đến đây hàn huyên tán gẫu với cô một việc đấy. Diệp Phàm đem sách gấp lại để lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Mộc Nguyệt Nhi bình tĩnh lại, lạnh lùng hừ nói. Chuyện quan hệ máu mủ, ông nội của cô trước kia quyết định như vậy vì ông ấy bị tiền làm cho mở mắt. Đây là cái bẫy tâm linh, đã hơn 50 năm, ân oán của người đi trước cô sao phải cố chấp như vậy? Phải biết rằng, ông của cô vì cô, hơn nửa gia tài đều cho cô rồi. Ông cụ già rồi, khi nào thì đi đó là cái số. Trời nắng như vậy mà cô để một người lớn tuổi như ông ấy đứng ở đó cả ngày. Nếu ông ấy vì thế mà bị bệnh hoặc chết đi, lương tâm của cô có thể vui vẻ sao? Hừ, ông ấy không phải ông nội của tôi cũng không có ông nội nhẫn tâm như con sói này. Năm đó bà nội tôi khóc mù hai mắt, một người mù dẫn theo đứa con nhỏ, hơn nữa vừa mới giải phóng. Mà bà nội tôi lại là vợ của tướng quân Quốc dân đảng. Bà đã phải chịu đựng như thế nào, chỉ là năm đấu tố cũng có thể đem bà đi giết. Anh nếm qua khổ cực như vậy sao? Anh chỉ nghĩ đến ông ta đứng một chút dưới mặt trời, nhưng đã quá mức sao? Nếu nói về lòng dạ độc ác, không ai độc ác bằng ông ta. Mộc Nguyệt Nhi trầm mặt nói. Không phải nói chuyện trước kia, đối với đàn ông mà nói, xảy ra chuyện này không ai có thể chịu được. Diệp Phàm nói. Vậy chỉ có thể trách ông ta không nhận thức rõ ràng. Hơn nữa bị tiền quyến rũ rõ ràng cho thấy một con hồ ly. Bà tôi bị ông ta chơi chán rồi, không thèm nhìn lại. Đây đều là bệnh chung của đàn ông các anh. Cái gì là tình yêu, anh yêu em, tất cả đều là giả dối. Với người con gái xinh đẹp, cũng có lúc chơi chán hết yêu. Đến lúc đó, với đàn ông các anh không phải đống rẻ rách sao? Mộc Nguyệt Nhi chịu ảnh hưởng của người trong nhà, có tâm lý chán ghét đàn ông. Cũng không thể coi toàn bộ như vậy. Đàn ông đa số vẫn là tốt. Ví dụ như, tôi không tệ lắm. Diệp Phàm mặt dày nói. Anh sao, còn có thể nói là không tệ. Tôi thấy anh còn sói hơn cả sói. Mộc Nguyệt Nhi không lưu tình chút nào. Hừ, nếu tôi là người như vậy thật thì cô sớm đã thành người phụ nữ của tôi rồi. Diệp Phàm vỗ bàn một cái có chút giận. Đó là bởi vì tôi tự nổ mà chết, anh sợ thành kẻ giết người. Võ lâm cao thủ thì sao? Chẳng lẽ có thể chống đỡ với pháp luật của nhà nước sao? Hơn nữa, chủ yếu là anh còn muốn chức vụ. Đàn ông, ai không muốn làm quan, tiền hô hậu ủng, lại có phụ nữ nhào vào ôm lấy, rất phong cảnh. Mộc Nguyệt Nhi thật đúng là hợp tình. Có phải cô muốn thử một chút? Diệp Phàm hừ nói. Tôi không sợ, anh dám xâm phạm tôi sẽ khiến anh chỉ được một tử thi. Mộc Nguyệt Nhi thật manh mẽ. Thôi vậy, không tán gẫu nhưng lời nhàm chán này nữa. Về chuyện Vân Hùng, cô thật đúng là nhẫn tâm. Con người đều là da thịt. Diệp Phàm nói. Không phải là tôi ác, vì ông ta độc. Đời này, đừng mơ tôi có thể tha thứ cho ông ta. Dù ông ta chết tôi có gì. Mộc Nguyệt Nhi rất bướng bỉnh. Cô thật đúng là ngu không ai bằng. Vân Hùng bao giờ chỉ có cô là người thân duy nhất. Nếu thật sự ông ấy chết đi, cô sẽ hối hận cả đời. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, Mộc Nguyệt Nhi đột nhiên cười điên cuồng, cười đến gập lưng thật lâu sau mới dừng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói đừng tưởng tôi không biết rõ tính toán của anh. Cô nói thế có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản, không phải anh vì tiền của Vân Hùng sao? Tập đoàn Hoành Không các anh không phải muốn xây dựng khu du lịch núi Thông Thiên sao? Công ty của nhà họ Vân có đống tiền lớn như vậy, muốn nhà họ đầu tư có phải không? Nói đường hoàng đấy, còn không phải vì lợi ích sao? Con người không mấy ai là người tốt, tất cả đều vì lợi ích chữ lợi làm đầu. Như anh vậy, đều vì thế đấy, còn không phải vì chức vụ của mình sao? Mộc Nguyệt Nhi tức giận. Cô cũng quá cực đoan rồi,
tôi thừa nhận tôi có tính toán như vậy, nhưng dù thế vẫn có tình cảm đấy. Dù Vân Hùng không đầu tư, tôi cũng muốn giúp ông ta giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Tôi đến Chu Tước Sơn Trang, coi như có chút duyên với hai người rồi. Nếu không, tôi cũng cần gì quan tâm đến việc của hai người. Không ngờ một cô gái như cô lại thế. Cô sống một đời thù hận, cũng không thể thành cơm ăn. Hơn nữa, hai người đều giày vò có gì là tốt. Diệp Phàm có chút tức giận. Đó là việc của tôi, không liên quan đến anh. Mộc Nguyệt Nhi nói xong ngáp một cái, tôi muốn ngủ, anh đi đi, còn nữa, về sau không cần đến đây. Bộ dạng như vậy có giống ông chủ của tập đoàn Hoành không không? Nếu có người biết được, đêm hôm khuya khoắt anh đến Amnico, anh tự nghĩ ra hậu quả đấy. Tôi không sợ những việc đó. Diệp Phàm hừ nói. Vậy thử xem, nếu báo Hạng Nam có đăng thì mũ quan của anh còn có thể mất được đấy. Mộc Nguyệt Nhi châm chọc nói. Không có gì, tôi mất mũ đồng thời có lẽ một vị Nico cũng thân bại danh liệt đi. Ha ha, tin tức lớn rồi, đến lúc đó sẽ nói về một sự kiện của một Nico. Đến lúc đó, xem ai tổn thất lớn hơn. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh. Mộc Nguyệt Nhi tức giận đến cắn răng, chui vào chăn không để ý nữa. Ôi, Diệp Phàm thở dài xoay người đi. Mẹ, bà, tôi làm sao bây giờ? Diệp Phàm vừa đi, Mộc Nguyệt Nhi chạy vào trong nhà, hai má đầy nước quỳ trước hai linh vị. Ôi, một tiếng nói có chút u buồn truyền đến. Sư Thái, bà nói con nên làm sao bây giờ? Mộc Nguyệt Nhi lập tức nhăn mặt thút thít thành tiếng. Nên làm thế nào thì làm thế đó, Phật dạy, không thể nói không thể. Lão Ni cô nhẹ nhàng vuốt vai Mộc Nguyệt Nhi. Nhưng lòng con rối loạn, rất loạn Sư Thái. Vai Mộc Nguyệt Nhi run lên. Loạn rồi sẽ bình, không việc gì. Lão Ni cô nói xong nói tiếp, Nguyệt Nhi, Sư Thái hy vọng con có thể tiếp nhận vị trí của tôi. Nhưng trong lòng Sư Thái cũng mâu thuẫn. Sư Thái không muốn chôn vùi cả đời của con. Con còn trẻ, Sư Thái vẫn chưa cho con cắt tóc, chính là hy vọng con có thể gặp được người trong lòng của mình. Con có võ công, ôi, vị chủ tịch của tập đoàn Hoành không là một người thích hợp chúng cử. Chẳng qua Sư Thái nghe nói hắn đã có vợ ở Bắc Kinh. Con hãy đặt quyết tâm suy nghĩ, miễn cho đến lúc đó rơi vào chỗ không lối thoát. Người phụ nữ, vì tình khổ sở rất nhiều, con xem các chị em vào am chúng ta. 10 người thì đến 7 người là vì tình. Cuối cùng nản lòng cắt tóc tu hành, hiện giờ con mới bắt đầu phải chú ý đừng càng lún càng sâu. Đến lúc đó muốn thoái ra thì phiền toái. Sư Thái, bà nói gì vậy, con không có. Mộc Nguyệt Nhi phủ nhận. Sư Thái ở đây nhưng vẫn chú ý đến con có phải là rất hận Diệp Phàm, hận đến cắn răng? Sư Thái hỏi. Vâng, tên khốn khiếp đó, lại còn là chủ tịch tập đoàn Hoành không? Căn bản chính là lưu manh. Mộc Nguyệt Nhi nói. Sư Thái đưa đao cho con đồng ý giết hắn sao? Nói thật lòng cho Sư Thái biết. Sư Thái nói. Con Mộc Nguyệt Nhi do dự không nói được. Con xem, có phải là không ra tay được không? Yêu sâu hận sâu, ôi, Nguyệt Nhi, tỉnh táo sớm đi. Hắn không nên là người con có ý, chúng ta tìm người khác. Thế giới rộng lớn, tuy nói xã hội hiện đại, cao thủ không nhiều, nhưng cũng vẫn có phải không? Sư Thái bắt đầu dạy bảo Mộc Nguyệt Nhi. Sư Thái nói xem có phải hắn là tên khốn khiếp không? Mộc Nguyệt Nhi hỏi ra, nhưng lời này khiến Sư Thái thiếu chút nữa nghẹn lời. Ôi, hắn có thật phải là tên khốn khiếp không? Con đến thị trấn Hoành không hỏi một chút dân ở đây là được. Sư Thái thở dài. Con không thèm quan tâm đến hắn. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Con không phải không quan tâm đến hắn, con đã sớm tìm hiểu rồi, chẳng lẽ con còn không biết hắn? Sư Thái thở dài. Một tên bại hoại cặn bã, đây chính là tiếng tăm của hắn. Mộc Nguyệt Nhi vỉnh môi nói. Trương Hùng, tôi đã cố hết sức. Tuy nhiên, xem ra, các anh muốn nhận Mộc Nguyệt Nhi vào tổ khó rồi. Tôi thấy các anh thu tay lại đi. Dù sao, các anh cũng đã có được một người, đẳng cấp không thấp, cũng đừng đẩy người ngoài vào. Diệp Phàm thở dài nói. Ha ha, thật ra tổ trưởng cung cũng không phải vô tình nhận. Lần này tôi có thể giữ lại hai người. Vì tổ trưởng cung đã hiểu lòng tôi, muốn thật tâm tác hợp chuyện Mộc Nguyệt Nhi và Vân Hùng. Tổ trưởng cung nói, có thể tác hợp họ quen biết nhau có lẽ đối với anh có chỗ tốt. Mộc Nguyệt Nhi có thể nhận 800 triệu đô la Mỹ của Vân Hùng. Đến lúc đó không cần nói nhiều, dùng 300 triệu đầu tư vào khu núi Thông Thiên là đủ rồi. Tổ trưởng cung nói, giúp anh giống như giúp mình. Trương Hùng cười, nói ra làm Diệp Phàm âm thầm khiếp sợ. Sao có thể? Mộc Nguyệt Nhi hiện tại vừa thấy tôi đã gọi tên khốn khiếp lưu manh. Ấn tượng về tôi trong mắt cô cực kỳ xấu.
Cô không mắng tôi coi như là không tồi, còn hy vọng cô đầu tư, không có khả năng. Diệp Phàm vội vàng phủ nhận, không muốn Trương Hùng lấy làm câu chuyện. Chương 2997, anh không sốt đến mức hồ đồ chứ? Ha ha, đây chính là dấu hiệu cô gái sẽ là tù binh của anh. Trương Hùng ánh mắt là lạ. Còn tù binh, tôi nói nhé Trương Hùng, cậu hồ đồ rồi. Diệp Phàm hừ nói. Tôi không hề hồ đồ chút nào, cô gái ở Amni cô cố ý với anh như vậy. Ôi, bao nhiêu năm nay cứ như vậy, người đẹp yêu anh Hùng. Anh dùng chính vũ lực của mình bắt được trái tim của Mộc Nguyệt Nhi. Cô gái như vậy, tính tình cao ngạo khi nào phục người khác chứ? Chỉ có võ công mạnh mới có thể làm cho cô phục. Tin rằng cô thật có thể nhận 800 triệu này, không chừng toàn bộ đầu tư vào tập đoàn Hoành không. Hơn nữa, tổ trưởng cung cung ám chỉ, ha ha. Nói đến đây Trương Hùng cười hai tiếng. Có gì thì nói toẹt ra đi. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ý của tổ trưởng cung chính là anh Hùng, trời đã cho anh một thân võ công giỏi. Nên cho anh phối hợp với vài cô gái có võ công cao thủ. Đến lúc đó, ha ha, lúc đó anh có việc, chẳng lẽ người trong nhóm của anh lại có thể khoanh tay đứng nhìn anh xui xẻo sao? Đội quân tóc dài của anh có thể nói là người ngoài biên chế tổ đặc nhiệm A. Một người không cần tiêu tiền của tổ, không có biên chế, rất thực dụng bên ngoài đội. Không thể nói là bên ngoài rồi, anh được cho là thân vệ doanh, là binh đoàn cao thủ độc lập với tổ. Ý của tổ trưởng cung là vui vẻ được nhìn thấy. Trương Hùng cười. Tổ trưởng cung cũng quá thối, đường đường làm lãnh đạo quốc gia, cũng dám ám chỉ như vậy, phong tục đồi bại rồi, đó là vấn đề tác phong. Diệp Phàm nói. Tổ trưởng cung chỉ ám chỉ, không có nói rõ. Thật ra, nhiều việc, chỉ cần không đặt lên mặt bàn bàn luận cũng không có vấn đề gì. Đời ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, làm gì cũng không cần chấp nhận có phải không? Trương Hùng cười. Việc bên kia làm tốt, 3 giờ sáng Diệp Phàm cùng Trương Hùng về Bắc Kinh. Bởi vì nghe kế tướng quân nói, quốc gia châu Phi cần một máy khoan và máy áp lực nước. Là do Trung Quốc ủng hộ với hình Trương Hùng ngức tặng, mà việc này do đồng chí Chu Hoa Tân ủy viên quốc hội phụ trách. Giá trị đạt đến 5 triệu, tuy nhiên, đơn vị giải quyết chính là Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Thật ra, lần này cạnh tranh trong nội bộ rồi, mà dự án này chính là một mục tiêu. Chỉ cần Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đồng ý trao quyền cho cấp dưới thì chỉ tiêu này có thể nắm được đơn đặt hàng rồi. 4 giờ chiều hai người về đến Bắc Kinh, Trương Hùng về Tổng bộ báo cáo công tác. Đón tiếp Diệp Phàm chính là chuối tiêu Trương Ẩn Hào, bởi vì, anh ta công tác tại Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước nhưng thật ra là ngựa quen đường cũ. Ông em, hình như là có vấn đề rồi. Diệp Phàm nhìn Trương Ẩn Hào cảm thấy có chút kỳ quái. Không việc gì. Tối qua nghỉ ngơi không được tốt, Trương Ẩn Hào hiện nụ cười khổ. Cậu lại không nói thật rồi. Diệp Phàm hỏi. Nói thật cái gì Trương Ẩn Hào vội vàng nói. Cậu nói dối tôi, Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chuyện đó, Diệp Tổng đã biết, Trương Ẩn Hào sửng sốt. Lại còn cãi lại, tôi thấy cậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Phàm nói. Thế thì sao, tôi bị họ lừa, bọn này cháu rùa, không ngờ nói với nhà tôi. Trương Ẩn Hào tức giận nói. Nhà cậu từ xa xưa là đại gia, làm về lĩnh vực buôn bán dưới đất này cũng mấy trăm năm lịch sử rồi nhỉ. Nhiều năm như vậy đã hình thành một quy tắc giao dịch ngầm. Hơn nữa, từ khi cậu gia nhập tổ xong cũng cố ý đến việc này. Cho nên, vấn đề kinh doanh ngược lại giảm bớt không ít. Trong tổ không thể nào quan tâm việc nhỏ này của cậu, sao lần này lại gặp hạn vậy? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ hạ mũ, mẹ kiếp. Trương Ẩn Hào mắng. Có phải là do thứ trưởng? Diệp Phàm hỏi. Tôi đang bí mật điều tra, tuy nhiên, bộ cũng nói chuyện việc này. Nói tôi rõ ràng hiểu. Đây là bao che việc này nói vậy vì họ có chứng cứ, cũng cứ cho là như vậy. Nhưng chuyện lần này là cố ý, cứ như vậy từ sự kiện đào được cổ vật đến cửa hàng kia của nhà tôi. Hơn nữa, bọn họ không ngờ biết một ít mối khách cũ của nhà tôi, có lẽ là mua chuộc người ta làm ra chuyện này. Cuối cùng sự việc bị bại lộ. Cửa hàng của chúng tôi cũng bị niêm phong. Ngay cả cha tôi cũng bị bắt, tuy nói bây giờ đã được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhưng thật sự không chịu nổi uất ức này. Trương Ẩn Hào mắng. Là cục công an Bắc Kinh có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, có lẽ là trong cục cũng có người, lần này muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Cho nên, vẫn truy đuổi đến cùng. Sao không để tổ ra mặt giải quyết việc này? Đối với trong tổ mà nói, chỉ là chút việc nhỏ thôi.
Hơn nữa, giao dịch ngầm sau này nhà cậu không làm nữa là được. Loại chuyện lặt vặt này cũng không phải kế sống lâu dài, vẫn nên kinh doanh chính đáng. Diệp Phàm hỏi. Anh cũng nói là một chuyện nhỏ, Trương Ẩn Hào tôi cũng không công bằng thì còn lăn lộn cái gì. Đây không phải là bị người khác chế giễu sao? Trương Ẩn Hào hừ nói. Vậy cậu nghĩ ra cái gì không? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời tôi đang bí mật điều tra, tôi cũng không tin không bắt được cháu con rùa kia. Đồ chó hoang này là Lý Hà. Ban đầu là mối khách cũ của nhà chúng tôi. Lần này lại có thể trở mặt, thật sự không nghĩ đến. Hơn nữa, khi chuyện xảy ra không ngờ mất tích. Ở Bắc Kinh này hơn 10 triệu nhân khẩu tìm một người giống như mò kim đáy biển. Ha ha, nếu là có người mất tích vậy chúng ta hãy bắt đầu từ người mất tích vậy. Diệp Phàm cười nói. Nói dễ hơn làm, Trương Ẩn Hào thở dài, vẻ mặt có chút uể oải. Có phải là Vu Tiên Lý sai người làm không? Diệp Phàm lại hỏi. Có phải y hay không không có cách nào biết được. Tuy nhiên, chắc chắn y không thoát khỏi liên quan. Ngoài ra, lần trước điều tra chuyện của các anh là do tập đoàn máy móc Trung Quốc dựng lên. Cho nên, Ngô Trung Bảo bên chỗ họ tôi cảm thấy có chút vấn đề. Chẳng qua hiện tại tôi bất hạnh không có chứng cứ. Mặc dù là hai người này sai người làm, nhưng muốn điều tra đến hai người này có lẽ cũng không thể nào. Hai lão hồ ly này sớm đã lau sạch dấu vết rồi. Trương Ẩn Hào mắng. Nếu đã vậy thì phải trồng ô uế. Diệp Phàm đột nhiên cười. Trồng ô uế, Diệp lão đại, thế nào biến thành trồng ô uế? Trương Ẩn Hào hỏi, tuy nhiên, cục công an tôi còn chưa khai thông. Ở trong cục không có đồng chí có phân lượng sẽ vô dụng thôi. Việc này phó trưởng ban ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước đang theo dõi đấy. Nếu cục ông an Bắc Kinh hơi có chút buông lỏng, lão già kia nhất định sẽ lấy việc này gây sự. Đúng rồi, máy khoan và thiết bị bên châu Phi nghe nói là ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước phụ trách phân phối chỉ tiêu này có phải do đồng chí Cao Nhất Thiên phụ trách không? Diệp Phàm hỏi. Không phải, trưởng ban Bao buổi sáng mới vừa đi. Trương Ẩn Hào nói. Đi, đi đâu, phiền toái. Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, vốn lần này đến chính là muốn đi gặp Cao Nhất Thiên, ông ta đi rồi còn dám dùng. Đi châu Âu khảo sát, phải một tuần nữa mới có thể về. Hơn nữa, lần này thiết bị viện trợ cho châu Phi cũng không phải do ông ta phụ trách mà là lão già đối đầu với tôi Vu Tiên Lý phụ trách. Đây là đồng chí do ủy viên Chu chỉ đích danh, Trương Ẩn Hào nói. Là ông ta thật, thật đúng là phiền toái. Lần này chẳng lẽ sẽ không có cách, Diệp Phàm trong lòng chấn động, thật đúng là đau đầu. Vâng, quan hệ giữa Ngô Trung Bảo và ông ta rất tốt. Có chỉ tiêu chắc chắn đầu tiền phân phối cho tập đoàn máy móc Trung Quốc rồi. Nếu trưởng ban cao quản lý còn thể nói chen vào mấy câu, lấy ra được một ít. Nhưng trưởng ban cao lại không ở, hơn nữa việc này ủy viên Chu Hoa Hưng tự mình điểm danh. Ngay cả trưởng ban cao cũng phải nghĩ đến chỉ thị của ủy viên Chu có phải không? Việc này, tôi nghĩ hình như có chút tinh xảo, Trương Ẩn Hào nói. Cậu nói là trưởng ban có ý lựa chọn khoảng thời gian này bay sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, lúc trước anh đã nói với tôi đã nói qua với trưởng ban cao việc này. Nhìn ngoài có thể thấy, trưởng ban cao không có tiện tham gia. Lúc này lại đến châu Âu, cũng quá hợp phải không? Trương Ẩn Hào nói. Đúng là có lý, bên này tôi mới nói với trưởng ban cao, bên kia ủy viên Chu đã giao cho Vu Tiên Lý phụ trách. Cao Nhất Thiên kẹp giữa hai bên, lựa chọn đi châu Âu là sáng suốt nhất. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Trương Ẩn Hào một cái như vậy đi, đã đến giờ ăn cơm rồi, tôi gọi vị đồng chí đến đây chúng ta vừa tán gẫy vừa ăn. Cậu nói chuyện này với ông ta, chúng ta phải nói là có người cố ý. Việc này cũng được, tôi làm việc ở Bắc Kinh, việc này do tôi làm chủ. Trương Ẩn Hào cười nói. Tôi cũng không nói làm chủ, đương nhiên cậu phải làm. Phải đi quán rượu Hoàng Thành. Diệp Phàm không khách khí sau đó gọi điện thoại. Trương Ẩn Hào định hỏi muốn mời ai, nhưng Diệp Phàm cười không nói, Trương Ẩn Hào đành thôi. Hai người vào một căn phòng riêng ngồi. Không lâu có một người đến, gõ cửa rồi bước vào. Vừa thấy Diệp Phàm liền đi nhanh đến, giơ hai tay cười nói Diệp Tổng đã trở lại, khách ít đến rồi. Trương Ẩn Hào vừa thấy lập tức đứng lên, Ngô Chính Phong là Phó Chủ tịch Bắc Kinh Cục trưởng Cục Công an, là nhân vật hoành tráng ở Bắc Kinh. Chuyện của Trương Ẩn Hào chính là rơi trên tay anh ta, đương nhiên biết anh ta. Tuy nhiên, đối với thái độ của Ngô Chính Phong với Diệp Phàm Trương Ẩn Hào tương đối khó hiểu. Có vẻ Ngô Chính Phong rất nhiệt tình còn có chút cung kính. Ha ha, buổi tối không có cơm, đến ăn trực rồi. Diệp Phàm cười,
cùng Ngô Chính Phong bắt tay thân thiết sau đó giới thiệu Trương Ẩn Hào một chút. Trương Hù Ngái Độ đối với Trương Ẩn Hào Ngô Chính Phong đương nhiên bày thái độ lãnh đạo rồi. Đồ ăn được mang lên xong, Diệp Phàm thuận miệng nói ra chuyện của Trương Ẩn Hào. Ngô Chính Phong tuy nói bên ngoài không tỏ thái độ nhưng Trương Ẩn Hào biết việc này tám phần có thể thành. Dù sao cũng phải nể mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm dặn Vương Triều cùng điều tra một chút Vu Tiên Lý. Nếu việc này có liên quan đến Vu Tiên Lý thì tốt rồi. Sáng thứ hai, Diệp Phàm đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước sau đó đi thẳng đến phòng Phó trưởng ban Vu Tiên Lý. Chương 2999, người Trung Quốc đều điên sao? Ôi, thực lực như thế chúng tôi thật sự theo chân họ còn có tầm 10 năm chênh lệch. Tuy nhiên, chỉ cần là không tay không trở về liền là chiến thắng lớn của chúng ta rồi. Còn tập đoàn Hoành không không thể gọi là đối thủ của chúng ta. Một vai phụ nhỏ thôi. Đến lúc đó, tôi thật sự là khó có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó đồng chí Tổng Giám đốc Diệp của chúng ta hai tay trống trơn sẽ về giải thích như thế nào. Nghe nói lão hổ cái vừa đến Hoành không liền thể hiện khí phách. Lần đầu tiên trong cuộc họp của ủy viên thường vụ không ngờ đã thắng Diệp Phàm. Chính là chuyện của nhà máy Khánh Đông ở thành phố Liễu Tân, việc này có liên quan lớn đến công ty máy móc Trung Quốc của các anh. Lão Ngô, anh nói xem, cái Thiệu Trung nói tự tin như thế, nắm chắc như thế thậm chí nhìn qua chính là khoe khoang khoác lác. Ông ta dựa vào cái gì để tự tin như thế? Công ty máy móc Trung Quốc các ông còn quan tâm đến một nhà máy Hoành không sắp phá sản sao? Ô Vân Sơn mặc dù là đang ở Canada nhưng bất cứ lúc nào cũng biết tin tức của đối thủ Hoành không? Trở về giải thích như thế nào, vẻ mặt cầu xin chứ sao? Tuy nhiên, sau khi trở về chịu nghe lão hổ cái châm chọc cười nhạo chế ngạo đó là chắc chắn. Tuy nhiên, lão hổ cái này nhìn qua khí phách, giống như rất chắc chắn. Kỳ thật trong sự chắc chắn này có sự tinh tế tỉ mỉ. Tuy nhiên, lão ô, tâm trạng của tôi rất phức tạp. Ngô Trung Bảo hung hăng uống một ngụm trà. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, muốn cho Diệp Phàm trở về chịu nhục, thì phải khiến cho lão hổ cái lấy được đơn hàng của Khánh Đông mới được. Nếu không, Diệp Phàm hai tay trống trơn, lão hổ cái cũng hai tay trống trơn đấy. Vậy hai người họ chẳng phải là hòa nhau, cũng không thể nói đến nhục nhã hay không làm nhục. Tuy nhiên, lão Ngô, mặc dù tôi trong lòng cũng mâu thuẫn. Nếu để lão hổ cái thành công thì không phải là công ty máy móc Trung Quốc của các anh bại trận. Việc này cũng không phải là tập đoàn các anh có khả năng nhịn được có phải không? Ô Vân Sơn vẻ mặt mâu thuẫn. Đơn đặt hàng của nhà máy đồ đúc Khánh Đông không phải có 400 triệu, chúng ta hoàn toàn có thể cho cái Thiệu Trung 200 triệu. Chỉ cần lão hổ cái không tay không trở về, Diệp Phàm sẽ do ông ta quyết định. Sau này, hắn thua không được cái gì. Ngô Trung Bảo vẻ mặt tự tin. Chủ ý này cũng không tệ lắm, tuy nói trong lòng còn có chút không bỏ được nhưng có thể làm cho Diệp Phàm trần truồng trở về cũng là lựa chọn không tồi. Để che lão hổ trừng trị hắn một chút đi, cái Thiệu Trung làm nhân vật số một có thể nhưng bảo ông ta quản lý một tập đoàn hẳn vẫn chưa được đấy. Chỉ cần có thể đánh đè Diệp Phàm xuống, khiến cho hắn co đầu rụt cổ đứng lên, còn tập đoàn Hoành không do lão hổ cái nắm giữ, thì Hoành không có lẽ liền hết thuốc chữa. Ô Vân Sơn cười nói. Hai ngày đã trôi qua, các công ty tham dự lần đấu thầu này đều đang âm thầm chuẩn bị cho buổi triển lãm, không chút lơ là. Cuối cùng đã tới, 9 giờ sáng ngày thứ ba, triển lãm thật sự náo nhiệt. Hơn 10 công ty tham gia đấu thầu đều triển khai giới thiệu. Ở đây tập hợp các đại gia trong ngành chế tạo thiết bị điện lực cùng với chế tạo thiết bị quốc tế. Thật ra, qua triển lãm thấy các công ty cũng không khác nhau lắm, sự khác biệt cũng không phải là lớn. Việc này thật ra là các công ty đều rất quan tâm đến việc triển lãm. Nhưng, ở thời đại này, anh có thể nghĩ đến thì người khác cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, cuối cùng, người nổi bật cũng không nhiều. Lần này quan trọng là thể hiện sản phẩm thu nhỏ, phải giống với sản phẩm thật. Bởi vậy, đây mới là điểm lớn nhất của triển lãm lần này. Bởi vì tập đoàn Bang Đỗ sắp xếp vị trí triển lãm của các công ty theo thứ hạng. Ba công ty trong top 500 thế giới được bố trí ngay sảnh ngoài. Vị trí như vậy tất nhiên cơ hội xuất hiện càng lớn. Còn tập đoàn Hoành không xếp hạng thấp, cuối cùng chỉ có được vị trí ngõ ngách trong triển lãm. Việc này tuy nói cha Thái Lâm đã tỏ vẻ bất mãn rất nhiều lần với người phụ trách triển lãm của tập đoàn Bang Đỗ. Nhưng người ta trả lời, xếp hạng của các ông không được, chỉ có thể như thế, tôi là lực bất tòng tâm. Nói xong người này còn nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. Cha Thái Lâm tức giận đến nỗi muốn uống hết chai rượu ngất đi rồi nói sau.
ha ha ha, thấy không, đây là đãi ngộ đối với vai phụ. Ngô Trung Bảo ngoác miệng cười, y phát hiện Diệp Phàm liền nháy mắt với Ô Vân Sơn đứng cách đó không xa. Hai vị chủ tịch đã đi đến, vẻ mặt không thể tin nổi chỉ vào chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Tổng giám đốc Diệp, sao lại trốn ở đây vậy? Đúng rồi, chỗ này trước kia hình như là kho. Ô Vân Sơn lập tức phối hợp. Hai vị chủ tịch, phòng tạp hóa làm sao có thể đặt trong triển lãm? Phòng tạp hóa đều đặt phía sau triển lãm, còn cách cả vách tường đấy. Hai vị chủ tịch chớ không phải hoa mắt, không nhìn thấy bức tường kia chứ? Xem ra, có phải là vất vả quá không, nhanh chóng mua sâm bồi bổ thôi. Cha Thái Lâm lập tức cãi lại. Ha ha, cảm ơn chủ tịch Ngô và chủ tịch Ô khích lệ. Không thể tưởng được Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh cười. Khích lệ, ha ha ha, tổng giám đốc Diệp nói rất hay. Tôi cùng chủ tịch Ô chính là đến cổ vũ các anh đấy. Ngô Trung Bảo cười sang sảng. Tuy nhiên, nếu tổng giám đốc Diệp vừa rồi nói khích lệ, tôi không hiểu, có thể giải thích một chút không? Vừa rồi chúng tôi hình như cũng không có khích lệ tập đoàn Hoành Không cái gì. Chỉ hỏi sao tập đoàn Hoành Không lại đặt ở trong khu tạp hóa bỏ đi của triển lãm như vậy, có phải là quá khác biệt không? Ô Vân Sơn vẻ mặt đứng đắn. Đối với các anh mà nói, cảm thấy không phải khích lệ kỳ thật đối với tôi mà nói chính là khích lệ. Đây là hai vị chủ tịch tán thành công ty chúng tôi. Các anh nói, sản phẩm này được cho vào kho, mà trong đó nếu là phòng kho, mà chỉ tập đoàn Hoành Không chúng tôi có sản phẩm ở đây. Đây chẳng phải là đại diện cho, ha ha, sản phẩm của tập đoàn Hoành Không chúng tôi trúng thầu rồi. Bởi vì, sản phẩm của chúng tôi chuyển vào kho của tập đoàn Bang Đỗ. Tất nhiên là được tập đoàn Bang Đỗ nhận rồi, còn công ty của hai vị, xin lỗi rồi, những thiết bị kia là hàng mẫu, vẫn phải vận chuyển về thôi. Phòng kho này còn chưa đến lần các anh đặt. Diệp Phàm nói ra thiếu chút nữa khiến Ngô Trung Bảo nghẹn rồi. Tổng giám đốc Diệp thật đúng là tự sướng thật sự, sản phẩm của Hoành Không cho vào chỗ vứt đi còn vui đến như vậy. Thật sự khiến chúng tôi phải học tập. Ngô Trung Bảo kẹp súng tấn công. Ôi, chủ tịch Ngô, anh nói chuyện cũng quá khách khí đi. Đống rác chính là đống rác, còn nói gì là vật vứt đi. Chúng ta đều là công ty Trung Quốc, người một nhà, nói chuyện thẳng thắn một chút cho dễ hiểu có phải không? Không cần phải quanh co. Ô Vân Sơn vẻ mặt kinh ngạc nói. Ha ha, hai vị thật đúng là nói chuyện hay. Thiết bị điện gió này đều bị các anh cho thành đống rác rồi. Cong cong cong. Diệp Phàm âm hiểm cười hai tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút gì liền bắn vào người hai vị chủ tịch. 10 giờ đúng, giám đốc điều hành của Bang Đỗ Roberts cùng đoàn chuyên gia đến triển lãm. Trước tiên đến chỗ ba công ty trong top 500 thế giới. Vừa đi chuyên gia vừa giới thiệu, các công ty cũng ra sức thuyết minh giảng giải. Nhìn vẻ mặt của Roberts tương đối hài lòng. Không lâu đến gian triển lãm của công ty điện khí Tây Nam và tập đoàn máy móc Trung Quốc. Ngô Trung Bảo mặt tươi cười ra hiệu cho nhân viên bắt trước thuyết minh giảng giải. Mà Ô Vân Sơn cùng bắt tay Roberts, vẻ mặt lão già này cũng hớn hở. Đúng lúc này Roberts đột nhiên a một tiếng, lập tức tức giận nhìn tay phải của mình. Mọi người phát hiện. Cổ tay của giám đốc La không ngờ xuất hiện một rãnh máu, hiển nhiên là do bắt tay với Ô Vân Sơn rồi. Rất xin lỗi, tôi không chú ý. Thấy nhiều người nhìn như vậy, Ô Vân Sơn mặt biến thành cả tím, miệng ấp úng nói. Khi chủ tịch La nói chuyện không thể tưởng tượng được Ngô Trung Bảo đột nhiên ai nha giống như ca hát vậy, vừa hát vừa lắc lư. Mà Ô Vân Sơn vừa nghe, hình như cũng chịu ảnh hưởng, không ngờ cũng nhún nhảy theo, ra vẻ coi rẻ giám đốc La. Hai người càng xoay biên độ càng lớn, giống như vũ công vậy. Thật ra là hai người ngứa không chịu được đành phải mượn động tác này để che giấu nếu không, thể nào cũng phải cởi quần áo. Đây là cách tiếp đón của họ sao? Giám đốc La nói bằng tiếng Anh. Một người cố vấn bước lên nói nhỏ. Hình như không phải, đây giống như là bệnh động kinh của người Trung Quốc. Trung Quốc thật đúng là hài hước, không ngờ dùng hai người điên làm chủ tịch công ty. Giám đốc La không ngờ cười cười nói. Giám đốc, bên góc kia còn có một công ty Trung Quốc, có muốn sang một chút? Cố vấn hỏi. Không cần, công ty điên vậy có thể sản xuất sản phẩm gì? Roberts tôi cũng không muốn điên phải nhập viện. Roberts nhún vai xoay người muốn đi. Đúng lúc này đột nhiên. Xoảng một tiếng nổ vang, mọi người sợ tới mức nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Bọn họ lập tức ngẩn người. Nhân viên của tập đoàn Hoành Không đang cầu thiết bị của họ lên cao, sau đó đập xuống sàn. Thiết bị nhảy vài cái,
không ngờ không việc gì. Đập toàn bộ một lần. Giọng Diệp Phàm tuy nhỏ nhưng tất cả người trong triển lãm đều nghe thấy. Bịch bịch bịch, tất cả thiết bị của tập đoàn Hoành Không tham gia triển lãm đều treo ngược lên không trung đập xuống nền đá. Người Trung Quốc thật đúng là điên, vừa mới xuất hiện hai người điên, chẳng lẽ vị chủ tịch này cũng điên sao? Toàn kẻ điên. Giám đốc La lắc lắc đầu, xoay người muốn đi. Chủ tịch La, nếu anh đi thì sẽ hối hận. Diệp Phàm nói. Hả, Tống giám đốc Diệp nói thế có ý gì? Một nhân viên công tác ngồi bên cạnh chủ tịch La giới thiệu một chút về Diệp Phàm bằng tiếng Anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền.